Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1236, Thủy Tổ Thánh Địa truyền thuyết. Nửa tháng sau, Thiên Ninh cung cửa chính mở rộng, hoa tươi nộ phóng, sáo trúc êm tai. Thiên Quang lão tổ đại yến khách và bạn, phàm là Thiên Quang thành bên trong Nguyên Anh trung kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ, vô luận chính ma hai đạo, đều chiếm được lão tổ mời, đồng loạt chạy tới Thiên Ninh cung dự tiệc, chúc mừng lớn phi nương nương bệnh thể khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này trên yến tiệc, Tiêu Phàm tự nhiên thành việc nhân đức không nhường ai nhân vật chính. Thiên Quang lão tổ tự thân xuất mã, đối Tiêu tiểu hữu y thuật tôn sùng đầy đủ, khen không dứt miệng. Ngược lại cũng không có người cảm thấy lão tổ ngôn từ khoa trương. Sớm tại Tiêu Phàm chính thức vì lớn phi nương nương chữa bệnh trước đó, có quan hệ hắn đối lớn phi nương nương chẩn bệnh cùng muốn chọn lựa phương án trị liệu, liền sớm đã tại Thiên Quang thành bên trong lưu truyền ra. Cơ hồ tất cả lang trung đều đối này không có chút nào dị nghị. Ngược lại rất tán thành, được gợi ý lớn. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Quang lão tổ mời làm việc nhiều danh y như vậy quốc thủ, không người trị liệu được lớn phi nương nương bệnh trầm kha, cuối cùng, chính là không có biết rõ ràng nương nương bệnh tình. Bắn tên không đích, muốn có thể trị hết nương nương bệnh, kia mới gọi quái sự. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe nói nương nương bệnh sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng, chính là bị những cái kia hố hàng lang chung cho hại. Nhưng bất kể như thế nào, lớn phi nương nương trị hết bệnh, Thiên Quang thành toàn thể lang chung cùng trưởng quý tiệm thuốc, đều thở phào một hơi, từ nay về sau, rốt cuộc không cần nơm nớp lo sợ. Tại cái này thịnh yến phía trên, sau khi khỏi hẳn lớn phi nương nương cũng tự mình lộ mặt, mặc dù vẫn như cũ gầy gò, trên mặt lại nhiều ửng đỏ, toàn thân trên dưới đều tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nàng vốn là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, một khi thể nội độc tố sắp xếp chỉ toàn, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cùng thế tục phàm nhân bệnh nặng mới khỏi, vẫn có chút khác biệt. Không ít tu sĩ cấp cao, hay là lần đầu nhìn thấy vị này danh chấn sắc trời biển lớn phi nương nương. Quả thật là xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Khó trách Thiên Quang lão tổ dạng này ngộ linh kỳ đại năng. Đều vì nàng mê phải thần hồn điên đảo, cơm nước không vào. Tại trận này tiệc lễ trên tiệc, Thiên Quang lão tổ chính thức tuyên bố, vì lớn phi nương nương phủ chính, không còn là hắn thị thiếp, mà là chính thất phu nhân. Mặc dù cho tới nay, lớn phi nương nương liền được sủng ái chuyên phòng. Đối ngoại danh nghĩa, cuối cùng chỉ là một vị như phu nhân thôi. Đối với một vị Nguyên Anh trung kỳ cao giai nữ tu mà nói, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Bây giờ Thiên Quang lão tổ xem như toàn mặt mũi của nàng. Có lẽ, cũng là đối với nàng nhiều năm như vậy dẫy dụa bồi hồi tại bên bờ sinh tử một loại đền bù. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ, thừa dịp tử kinh. Có người hướng Thiên Quang lão tổ thỉnh giáo trên việc tu luyện gặp phải nan đề. Đây là cực giai cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thử nghĩ chư vị ngồi ở đây khách nhân, tu là thấp nhất cũng tại Nguyên Anh trung kỳ trở lên, trên cơ bản sư phụ của bọn hắn sớm đã qua đời. Dưới mắt tu luyện, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Quyết không phải nói, tu vi đến Nguyên Anh kỳ, liền sẽ không lại đụng phải trên việc tu luyện nan đề cùng trên tâm cảnh bối rối. Thường thường cấp bậc càng cao tu sĩ. Bối rối cùng nan đề cũng càng nhiều. Những này bối rối nan đề không giải quyết, trên việc tu luyện liền lại cũng khó có thể tất tiến vào. Cho nên, người tu chân nhiều khi liền đều giảng cứu, đốn ngộ, một khi đốn ngộ. Tu vi lập tức đột bay mãnh tiến vào. Chỉ bất quá, cũng không phải người nghĩ đốn ngộ liền có thể đốn ngộ. Càng nhiều người, cả một đời đều vây ở hiện hữu cảnh giới, thẳng đến thọ nguyên cuối cùng, cũng vô pháp đốn ngộ. Chỉ có thể không thể làm gì tọa hóa. Bây giờ thật vất vả có một vị ngộ linh kỳ tu sĩ đang ở trước mắt, hơn nữa nhìn đi lên Thiên Quang lão tổ tâm tình không tồi, giờ phút này không thỉnh giáo, chờ đến khi nào. Thiên Quang lão tổ quả nhiên rất sảng khoái cho chỉ giáo. Một trận thịnh yến, lập tức biến thành giao lưu tâm đắc nghiên cứu thảo luận đại hội. Đa số thời điểm, là mọi người tranh nhau chen lấn đặt câu hỏi, Thiên Quang lão tổ một một cho giải đáp. Tiêu Phàm dưới mắt còn không cách nào phân rõ, Thiên Quang lão tổ đến cùng là loại cảnh giới nào. Đoán chừng hẳn là vẫn còn ngộ linh sơ kỳ. Bất quá Thiên Quang lão tổ đối với mấy cái này tu luyện nghi vấn giải đáp, đã khiến Tiêu Phàm được ích lợi không nhỏ. Vô luận như thế nào, đây là hắn lần đầu mặt đối mặt nghe ngộ linh kỳ tu sĩ giảng đạo. Mặc dù Tiêu Phàm tiến cảnh thần tốc, nhưng lấy tâm cảnh lĩnh ngộ mà nói, cùng giai tu sĩ xác thực còn có không ít chênh lệch. Lão tổ, nghe nói Thủy Tổ Thánh Địa lại có không giống bình thường động tĩnh, không biết phải chăng là thật có việc. Rối bời bên trong, có người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Huyên náo buổi tiệc lập tức liền trở nên an yên tĩnh, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Thiên Quang lão tổ trên mặt,
từng cái lộ ra hưng phấn thần sắc mong đợi. Tiêu Phàm cũng rất chuyên chú nhìn về phía Thiên Quang lão tổ. Lần trước đang tàu cao tốc bên trên nghe được có người nhắc lên cái gọi là Thủy Tổ Thánh Địa, Tiêu Phàm đến Thiên Quang Thành về sau, liền chuyên môn đi thăm dò duyệt tương quan điển tịch, cứ việc những điển tịch kia ghi chép rất có khuếch đại chi từ, thậm chí càng giống là một bà tai lưu truyền mấy chục ngàn năm truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng để Tiêu Phàm âm thầm kinh hãi. Dựa theo thượng cổ điển tịch ghi chép, thất dạ giới là có một vị Thủy Tổ Đại Nhân. Vị này Thủy Tổ Đại Nhân, kỳ thực chính là một vị trời sinh thánh linh. Tên gọi Thất Dạ Mãng, lại tên Máu Vải Long. Là từ trước tới nay, Thất Dạ giới đản sinh vị thứ nhất trời sinh thánh linh. Thất Dạ Mãng loại này trời sinh thánh linh, Tiêu Phàm vẫn chưa tại Nam Châu Đại Lục trên điển tịch nhìn thấy qua ghi chép liên quan. Theo Thất Dạ giới cổ tịch ghi chép, dù coi như tại Huyền Linh Thượng Giới, Thất Dạ Mãng cũng là bài danh phía trên thánh linh, là thiên long một loại, đồng thời cũng là đại đa số trời giống chim thánh linh tử địch. Chiến lực cực nó cường hãn, tính cách 10 điểm ngang ngược. Thất Dạ Mãng chưa từng trưởng thành trước đó, là Thất Dạ giới hoàn toàn xứng đáng kẻ thống trị, bị hậu thế Thất Dạ giới tử tôn tôn kính vì Thủy Tổ Đại Nhân. Đến cùng là Thất Dạ giới lấy Thủy Tổ mà gọi tên, hay là Thủy Tổ lấy Thất Dạ giới làm tên, đã không thể kiểm tra. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, vị này Thủy Tổ Đại Nhân, cho tới nay tại Thất Dạ giới còn có rất nhiều người sùng bái cùng tùy tùng. Cho tới nay, Thất Dạ Mãng năm đó sinh ra chi địa, như trước vẫn là Thất Dạ giới thánh địa. Tại trong truyền thuyết, Máu Vải Long là Thất Dạ giới thủ hộ thần. Một khi Thất Dạ giới ở vào nguy hiểm nhất trước mắt, Thủy Tổ Đại Nhân liền sẽ từ thượng giới chân thân giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ, cứu toàn bộ giao diện tại trong nước lửa. Ngay tại mấy vạn năm trước, Thất Dạ giới cùng Toa Ma giới đại chiến, Toa Ma giới có một vị siêu cấp đại năng hoành không xuất thế, đem Thất Dạ giới đỉnh giai tu sĩ từng cái đánh cho không ngẩng đầu được lên, Thất Dạ giới từ công chuyển thủ, ngay lúc sắp ngăn cản không nổi, cũng là Thủy Tổ Đại Nhân chân thân giáng lâm, đánh bại Toa Ma giới vị kia siêu cấp đại năng giả, mới cuối cùng giải cứu Thất Dạ giới nguy nan. Đối loại này ghi chép, Tiêu Phàm chỉ là nửa tin nửa ngờ, thực ở trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều, cùng nó nói là lịch sử chuyện cũ, còn không bằng nói là truyền thuyết thần thoại. Nếu như vị này Thủy Tổ Đại Nhân thật sự là Thất Dạ giới từ trước tới nay đản sinh vị thứ nhất trời sinh thánh linh, kia cách này chỉ ít cũng có mấy trăm ngàn năm. Dù coi như là trời sinh thánh linh, cũng không có khả năng sống được lâu dài như vậy, trừ phi thăng thiên. Không là tiên nhân chân chính, ai đều không thể trường sinh bất tử. Một vị sống mấy trăm ngàn năm lâu sinh linh, là không thể tưởng tượng. Mà lại, trưởng thành trời sinh thánh linh chân thân giáng lâm dưới cùng giao diện, cũng tuyệt đối không thể. Giao diện chi lực áp chế, tuyệt không phải thân thể có khả năng tiếp nhận. Bất quá, vô luận những này ghi chép ra sao chờ không thể tin. Nhưng có một chút là có thể tin, Thất Dạ giới xác thực vẫn tồn tại Máu Vải Long thánh địa. Tiêu Phàm tin tưởng, cái gọi là Thủy Tổ Thánh xuất hiện dị thường động tĩnh, sẽ không là hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Vừa nghe đến cái này đặt câu hỏi, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Thiên Quang lão tổ sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống dưới, hai mắt tinh quang nhấp nháy, hướng đặt câu hỏi người quét tới, một cỗ uy nghiêm khí tức thấu thể mà ra. Chưa mở miệng, kia đặt câu hỏi người liền dọa đến kinh hồn táng đảm, trên mặt biến sắc. Thủy Tổ Thánh Địa, cũng là có thể tùy tiện nghị luận sao? Chốc lát, Thiên Quang lão tổ mới trầm giọng quát lớn. Đúng đúng, lão tổ dạy rất đúng, vãn bối biết sai. Người kia liên tục không ngừng khom người cúi người, liên thanh nhận lầm. Chư vị, giao diện đại chiến đã bắt đầu, Thủy Tổ Thánh Địa là chúng ta Thất Dạ giới cần gấp nhất chỗ, mặc kệ nơi đó phát sinh cái gì, tất cả mọi người muốn thủ khẩu như bình, không muốn lung tung nghị luận, càng không cho phép truyền bá lời đồn. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, đều rõ chưa, nói, Thiên Quang lão tổ ánh mắt nghiêm nghị, tại trên mặt mọi người một quét qua qua. Mặc dù Thiên Quang lão tổ bình thường 10 điểm ung dung nho nhã, tính tình ôn hòa, một khi thanh ra hiểu linh kỳ lão tổ giá đỡ, lập tức liền uy phong lẫm liệt, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị, đồng loạt cung kính xưng là. Tiêu Phàm thờ ơ lạnh nhạt, nghi ngờ trong lòng càng sâu. Từ Thiên Quang lão tổ trong thần thái, hắn có thể kết luận, có quan hệ Thủy Tổ Thánh Địa một chút tình hình. Thiên Quang lão tổ khẳng định là biết đến. Nếu như nói, cái này giao diện có cái gì siêu cấp đại bí mật lời nói, có tư cách nhất tham dự việc, không thể nghi ngờ chính là Ngộ Linh Kỳ đại năng. Bọn hắn mới là cái này giao diện đỉnh cao nhất chiến lực, cũng là cường đại nhất thủ hộ giả. Mà Thiên Quang lão tổ trịnh trọng như vậy kỳ sự khuyên bảo mọi người, không cho phép nghị luận Thủy Tổ Thánh Địa phát sinh hết thảy, ngược lại có càng che càng lộ chi ý. Xem ra nơi đó thật đúng là phát sinh chút đặc biệt tình hình. Đến mức để Thiên Quang lão tổ đều cho rằng cần giữ bí mật.
bất quá Tiêu Phàm rất thức thời không có như vậy phát ra nghi vấn gì. Cái này việc nhỏ xen giữa thoáng một cái đã qua, yến hội lập tức lại trở nên 10 điểm náo nhiệt, trọn vẹn làm ầm ĩ mấy canh giờ, mới đều vui mừng mà tán. Đến đây dự tiệc tu sĩ cấp cao vẫn chưa thỏa mãn hướng Thiên Quang lão tổ thi lễ cáo từ, rất nhanh liền đi được sạch sẽ, nhạc hết người đi. Chỉ có Tiêu Phàm lưu lại, là Thiên Quang lão tổ chủ động mời hắn lưu lại, tiểu hữu y thuật thông huyền, Ngụ Phù phụ cảm kích khôn cùng. Chấm ngoặc kép, Thiên Quang lão tổ hồng quang đầy mặt, hướng Tiêu Phàm ôm quyền chắp tay, cười ha hả nói. Tiêu Phàm mỉm cười hoàn lễ, nói tiền bối quá khách khí, chỉ bệnh cứu người, chính là thầy thuốc vốn phân, đảm đương không nổi tiền bối cảm tạ chi ngôn. Mặc dù như thế, lão phu lúc trước ưng thuận lời hứa, nhưng cũng muốn thực hiện mới được. Tiểu hữu sẽ không muốn để lão phu làm nói không giữ lời người a. Lớn phi nương nương cũng ở một bên ngậm cười nói, Tiêu đạo hữu, Thiên Ninh cung mặc dù so ra kém những cái kia 10.000 năm tông môn như vậy giàu có, ngoại tử bao năm qua đến, cũng có chút tích xúc. Chắc hẳn kia tàng bảo các bên trong, cũng có thể làm cho đạo hữu để mắt đồ vật, đạo hữu không ngại đi chọn lựa đồng dạng, cũng coi là Ngu Phu phụ một điểm tâm ý. Lúc trước Thiên Quang lão tổ vì cứu chữ yêu cơ, thế nhưng là tự mình ban xuống treo thưởng, chỉ cần ai có thể trị hết lớn phi nương nương bệnh, liền mặc cho nó tiến vào Thiên Ninh cung tàng bảo các, tùy ý lấy đi một kiện bảo vật làm thù lao. Bây giờ đến thực hiện lời hứa thời điểm. Chương 1237, Thiên Quang lão tổ tàng bảo các. Thiên Quang lão tổ tàng bảo các quy mô không nhỏ, một tổng cộng chia làm 3 tầng. Tàng bảo các bên trong bảo vật, cũng là ngũ hoa bát môn. Có pháp bảo, có binh khí, có kỳ chân, có công pháp bí kíp, còn có linh đan diệu dược, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng có thể khẳng định là, những này kỳ chân dị bảo đều là Thiên Quang lão tổ mình nhất thời không dùng được, hắn nhất tiện tay bảo vật, tất nhiên tùy thân mang theo. Tầng thứ nhất bảo vật nhiều nhất, tự nhiên cấp bậc cũng thấp nhất. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có đối với mấy cái này, đê dai, bảo vật chẳng thèm ngó tới. Cái này dù sao cũng là một vị ngộ linh kỳ lão tổ tàng bảo các, cái gọi là cao dai đê dai, cũng là dựa theo Thiên Quang lão tổ tầm mắt đến phân loại. Có lẽ tại ngộ linh kỳ lão tổ trong mắt chỉ là thứ bình thường, tại nguyên anh tu sĩ trong mắt, lại là khó gặp chí bảo. Bảo vật chưa chắc uy lực càng mạnh càng tốt, mảnh bàn về đến, tự nhiên là thích hợp nhất chính mình bảo vật tốt nhất. Thiên Quang lão tổ tự mình cùng đi Tiêu Phàm cùng một chỗ chọn lựa bảo vật. Mắt thấy Tiêu Phàm tại tầng thứ nhất liền dừng lại không ít thời điểm, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này hậu sinh quả nhiên làm việc kín đáo, không phải loại kia bay dương nhảy thoát tính cách. Vượt quá Thiên Quang lão tổ ngoài ý liệu chính là, Tiêu Phàm ánh mắt, càng nhiều dừng lại tại những cái kia công pháp trên bí kíp. Thậm chí không ít ma đạo quỷ tu công pháp, hắn đều sẽ nhìn một chút, tìm hiểu một chút. Cái này đã nói lên, Tiêu Phàm mình khả năng ủng có không ít thượng giai bảo vật, đối thành phẩm pháp bảo cùng binh khí cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm đúng là tại thừa cơ hiểu rõ thất dạ giới công pháp. Hắn hiện tại hãm tại cái này dị giới tha hương, còn không biết lúc nào có thể trở lại toa ma giới đi, thời khắc cũng có thể cùng thất dạ giới tu sĩ giao thủ, đối với chỗ này tu chân giới công pháp hiểu rõ hơn một chút, tuyệt đối không hỏng chỗ. Trọn vẹn tại tầng thứ nhất dừng lại gần nửa canh giờ, Tiêu Phàm mới chậm rãi đi đến tàng bảo các tầng thứ hai. Tầng thứ hai bảo vật, đơn thuần từ linh áp ba động liền có thể nhìn ra được, xác thực so tầng thứ nhất bảo vật cao hơn ngăn chút. Tiêu Phàm vẫn quy củ cũ, chỉ nhìn, không chọn, đã chỉ có thể tại trong số những bảo vật này tuyển lựa đồng dạng, đương nhiên phải trải qua cẩn thận so với, chọn lựa đồng dạng mình cần nhất. Tầng thứ ba bảo vật liền muốn ít hơn nhiều, hết thảy chỉ có 8 dạng. Mỗi một dạng bảo vật đều không thể coi thường. Chỉ ít đều có pháp bảo cực phẩm đẳng cấp. Trong đó có hai loại pháp bảo, Thiên Quang lão tổ thậm chí tự mình biểu diễn bọn chúng uy năng, cực kỳ cường đại, dù coi như tại pháp bảo cực phẩm bên trong, cũng có thể xưng bên trên các loại, uy lực kinh người. Không thể nghi ngờ, Thiên Quang lão tổ là hy vọng Tiêu Phàm có thể tại hai kiện pháp bảo kia chi bên trong chọn một dạng. Nhìn ra được, Thiên Quang lão tổ là thật tâm thành ý muốn cảm giác tạ Tiêu Phàm. Không hy vọng Tiêu Phàm lãng phí cơ hội này. Bất quá Tiêu Phàm mặc dù cũng có chút tâm động, vẫn kiên trì muốn đem tầng thứ ba mỗi một dạng bảo vật đều nồi đất tuyển một lần. Phía trước 7 cái bảo tàng trên kệ trưng bày bảo vật, trên cơ bản giống nhau, Tiêu Phàm ra ngoài hiếu kỳ, đối mỗi một dạng bảo vật đều thưởng thức một phen. Nhất là một thiên thất dạ giới chính đạo tông môn công pháp luyện thể, để Tiêu Phàm ngừng chân thật lâu. Mặc dù chưa từng đọc hiểu toàn văn, vẻn vẹn chỉ là nhìn chương mở đầu cùng một đoạn ngắn chính văn, liền đã để Tiêu Phàm âm thầm gật đầu không thôi. Cái này thất dạ giới công pháp luyện thể, quả nhiên cùng toa ma giới rất là khác biệt,
nhưng lại có 10 điểm chỗ độc đáo. Có thể nói mỗi người một vẻ. Cứ việc vô cực long tượng công đã là toa ma giới một cùng một cực phẩm công pháp luyện thể, nếu như có thể đem cái này thất dạ giới luyện thể thuật cũng hỗn hợp đi vào, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Nếu không được cũng có thể làm cái tham khảo tác dụng, bởi vì cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Tiêu Phàm kém chút liền định lấy đi bản này công pháp. Bất quá nhìn một chút cách đó không xa cái thứ 8 bảo tàng đỡ, rốt cục vẫn là đem công pháp để xuống, chậm rãi hướng na bên cạnh đi tới. Cái thứ 8 bảo tàng trên kệ đặt vào một cái không chút nào thu hút hộp ngọc, nhìn qua cực kỳ cổ kính xa xưa, chí ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Đồ vật trong này, đến cùng để làm gì đồ, nói thật, liền lão phu đều không phải như vậy minh bạch. Bất quá có thể khẳng định là, trong đó có một mảnh là địa đồ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm chưa mở ra cái kia hộp ngọc, Thiên Quang lão tổ liền vuốt râu mở miệng nói ra. Lời này có chút hiếm lạ, đã ngay cả ngươi cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Làm sao lại xem như bảo bối, như vậy trân trọng thu trốn ở chỗ này. Thiên Quang lão tổ lập tức liền giải đáp Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, nói, mặc dù lão phu cho tới nay chưa biết được cái này trong hộp đồ vật chân thực công dụng, nhưng có thể khẳng định, tất nhiên không thể coi thường. Lúc trước lão phu đạt được cái này hộp ngọc, thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ. Cái này trong hộp đồ vật, nếu thật là không dùng được, năm đó người kia cũng sẽ không liều mình che chở. Dù là Tiêu Phàm nhất quán trấn định, nghe Thiên Quang lão tổ chi ngôn, lòng hiếu kỳ cũng lập tức liền bị câu lên. Ngay cả một vị ngộ linh kỳ tu sĩ đều không hiểu rõ đồ vật, đến cùng là loại nào bảo vật. Khi Tiêu Phàm mở ra kia cổ kính xa xưa hộp ngọc thời điểm, lập tức liền sửng sốt. Trong hộp ngọc, có hai dạng đồ vật, một loại trong đó, hắn cực kỳ quen thuộc, đúng là hắn đã từng thấy qua ngọc bài, bên trên khắc rõ tìm kiếm thiên hương ngọc lộ địa đồ. Lúc trước bọn hắn đã được đến 4 mảnh, đây là mảnh thứ 5. Mặc dù còn không có đem ngọc bài bên trong địa đồ kích phát ra đến, Tiêu Phàm đã có thể khẳng định, đây chính là bọn họ đang tìm thiên hương ngọc lộ tàng bảo đồ. Khó trách quẻ tượng chỉ dẫn bọn hắn đi tới Thiên Quang Thành, cuối cùng thời cơ xuất hiện tại Thiên Ninh Cung, quả thật không giả. Nhưng mảnh này chân quý địa đồ, lại cũng không phải khiến Tiêu Phàm giật mình đồ vật, thậm chí, hắn chỉ nhìn ngọc bài một chút, ánh mắt liền lập tức bị trong hộp ngọc khác một vật hấp dẫn. Kia là một chiếc nhẫn, màu sắc xanh nhạt. Tạo hình cổ phác vô hoa, nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, liền là một cái phổ thông phỉ thúy ngọc giới. Nhưng mà nhìn thấy cái này mai ngọc giới nháy mắt, Tiêu Phàm thật giống như trong chốc lát bị người chế trụ mạch môn, không nhúc nhích. Tạo hóa giới, Tiêu Phàm kém chút lên tiếng kinh hô. Vô cực môn trấn giáo tam bảo, càn khôn đỉnh, huyền vũ giáp, tạo hóa giới. Trong đó càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp đều tại Tiêu Phàm trong tay, mà tạo hóa giới cũng chỉ có một cái hàng nhái. Chính phẩm sớm tại nhiều năm trước liền đã mất đi. Cùng càn khôn đỉnh huyền vũ giáp khác biệt, người xưa kể lại, tạo hóa giới mới là vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật. Có được càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp, cũng không nhất định là trưởng giáo, cũng có thể là trong môn những cao nhân khác. Nhưng tạo hóa giới, lại nhất định về trưởng giáo trưởng quản. Ai có được tạo hóa giới, người đó là vô cực môn không thể tranh cãi trưởng giáo chân nhân. Chí ít tại năm đó, tạo hóa giới chưa từng di thất trước đó. Quy củ vẫn luôn là như thế. Đương nhiên, đa số thời điểm, càn khôn đỉnh cùng huyền vũ giáp cũng đều là từ trưởng giáo chân nhân trưởng quản. Tiêu Phàm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vậy mà lại ở đây nhìn thấy tạo hóa giới. Đương nhiên, hắn còn không thể xác định đây có phải hay không là thật tạo hóa giới, vừa mới chỉ là một loại trực giác mà thôi. Dù sao chính hắn cũng chưa bao giờ thấy qua tạo hóa giới, thậm chí ngay cả vô cực môn trong điển tịch, đối cái này mai trưởng giáo tín vật chiếc nhẫn cũng giới thiệu phải không nhiều. Trung quy đã di thất rất nhiều năm, tạo hóa giới đến cùng là loại nào bộ dáng, có chút công hiệu thần kỳ gì, hậu bối vô cực môn người, đã biết không nhiều. Tiêu Phàm chẳng qua là cảm thấy, cái này mai màu xanh nhạt hào không bóng sáng ngọc giới, cùng trong tay hắn phỏng chế tạo hóa giới, có phần giống nhau đến mấy phần. Nhưng là, hắn rất tin tưởng trực giác của mình, mỗi một vị thuật sư, đều tin tưởng trực giác, đây là bọn hắn điểm giống nhau. Tiêu Phàm thần sắc biến hóa, tự nhiên không gạt được Thiên Quang lão tổ. Thấy thế hơi kinh ngạc, hỏi thế nào, tiểu hữu biết chiếc nhẫn kia cùng địa đồ lai lịch. Qua nhiều năm như vậy, Thiên Quang lão tổ vô sự thời điểm, liền muốn nghiên cứu một chút hộp ngọc này bên trong hai dạng đồ vật, chủ yếu là nghiên cứu chiếc nhẫn. Kia ngọc bài xác định không thể nghi ngờ là một bức bản đồ, nhưng chỉ là rất ít một bộ phân, cũng không phải là địa đồ toàn bộ. Cái này mai nhạt chiếc nhẫn màu xanh lục, thật đúng là để Thiên Quang lão tổ hao phí không ít tâm huyết, đến cũng không có nghiên cứu ra cái thành tựu tới. Chiếc nhẫn kia tựa như là cái phổ thông ngọc giới,
đối với hắn các loại thăm dò, đều tuyệt không phản ứng. Cái này làm cho Thiên Quang lão tổ rất mất mặt, đường đường Ngộ Linh kỳ lão tổ, vậy mà tại một chiếc nhẫn trước mặt, thúc thủ vô sách. Nhiều lần vấp phải trắc trở về sau, Thiên Quang lão tổ cũng dần dần nhạt tâm tư, đem chiếc nhẫn cùng ngọc bài đều đem gác xó, lại không để ý tới. Không nghĩ tới Tiêu Phàm nhìn thấy hai thứ đồ này, lại lộ ra giống như đã từng quen biết thần sắc. Tiêu Phàm vội vàng nói, vãn bối đối chiếc nhẫn kia cùng địa đồ lai lịch cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nhớ mang máng, giống như tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua chút vụn vụn vặt vặt ghi chép, cũng không biết phải chăng là xác thực. Chấm ngoặc kép, lời này tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không thể nói cho Thiên Quang lão tổ, chiếc nhẫn kia có thể là bọn hắn vô cực môn bảo vật trấn giáo ha. Thất dạ giới cùng toa ma giới dù nhưng đã có thật nhiều năm chưa từng liên hệ qua, nhưng, vô cực thiên tôn, cái tên này, tại thất dạ giới lại là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ cùng bọn hắn thủy tổ đại nhân tương xứng. Chính là cái này toa ma giới siêu cấp nghiêu nhân, tại năm đó từng đem bọn hắn thất dạ giới Ngộ Linh kỳ các lão tổ cả đám đều đánh cho không ngẩng đầu được lên, cơ hồ là dựa vào lực lượng một người, ngạnh sinh sinh đem mặt khác mấy cái giao diện đều trấn áp lại, cuối cùng kết thúc giao diện đại chiến. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm làm không rõ ràng chính là, nếu như cái này nhạt chiếc nhẫn màu xanh lục, thật sự là tạo hóa giới lời nói, lại là thế nào xuất hiện tại thất dạ giới. Có lẽ, đó cũng không phải thật tạo hóa giới, chỉ là nhìn qua có điểm giống mà thôi. Thiên Quang lão tổ tựa hồ cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm không có hoàn toàn nói thật, hẳn là giấu giếm cái gì, nhưng cũng chưa truy cứu. Bảo vật loại hình, hắn thực tế đã có được không ít, lại nhiều ra đồng dạng đến, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Đã Tiêu Phàm không chịu nói, cái kia cũng không quan trọng. Tiền bối, cái này trong hộp hai dạng đồ vật, vãn bối đều muốn lấy đi, không biết tiền bối phải chăng cho phép. Tiêu Phàm lập tức làm ra quyết định, bất kể có phải hay không là thật tạo hóa giới, lấy trước đi lại nói, trở lại, trong nhà, mới hảo hảo nghiên cứu không muộn. Dù coi như không là thật tạo hóa giới, chỉ muốn cầm tới kia mảnh đất đồ, cũng không tính ăn thiệt thòi, huống chi, Thiên Quang lão tổ sớm đã vì hắn thu tập được không ít linh dược. Đối rất nhiều người mà nói, kia đều là bảo vật vô giá. Chuyến này thù lao, sớm đã đầy đủ. Thiên Quang lão tổ không chút do dự, khoát tay chặn lại nói, đã tiểu hữu coi trọng thứ này, lấy đi là được. Vị lão tổ này, không phải tiểu bên trong tên hẹp hòi. Đa tạ tiền bối trọng thưởng, vãn bối cảm kích. Tiêu Phàm khẽ cười nói, lần nữa đối Thiên Quang lão tổ cúi đầu làm lễ, liền là không khách khí ống tay áo lắc một cái, đem hộp ngọc thu tiến vào mình chữ vật vòng tay. Thiên Quang lão tổ vuốt vuốt sợi râu, gật đầu cười. Chương 1238, tạo hóa giới. Trở lại động phủ, kia phiến gánh chịu vô số đại tu sĩ mơ ước ngọc bài, bị Tiêu Chân Nhân không khách khí chút nào ném ở một bên, trực tiếp từ trong hộp ngọc lấy ra như vậy màu xanh nhạt ngọc giới, nhẹ nhàng bóp tại tay trái ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa, giơ lên trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Ngọc giới yên lặng, không kêu không gấp, từ thong dong cho, khí chất lạnh nhạt. Thật sự Tiêu Phàm liền cảm ứng được ngọc giới loại này thong dong bình tĩnh. Giờ này khắc này, chiếc nhẫn kia phảng phất sống tới, cùng Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, có một loại nào đó thần kỳ câu thông. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái khác thúy chiếc nhẫn màu xanh lục. Chiếc nhẫn này, kiểu dáng cùng màu xanh nhạt ngọc giới không sai biệt lắm, chỉ là lộ ra muốn, tân triều, một chút, mặt nhẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, thúy lục oánh oánh, lộ ra cực kỳ lộng lẫy chói mắt, vừa nhìn liền biết là thượng phẩm. Đây là vô cực môn mô phỏng tạo hóa giới, từ trên địa cầu lịch đại vô cực môn trưởng giáo chân nhân truyền thừa xuống, đến Tiêu Phàm trong tay. Cũng là vô cực môn trưởng giáo chân nhân tiêu chí. Tiêu Phàm đem phỏng chế tạo hóa giới cùng màu xanh nhạt ngọc giới đặt ở cùng một chỗ, nghĩ phải cẩn thận so sánh một chút khác biệt, ai biết ngay sau đó để người không tưởng tượng được tình hình liền xuất hiện. Một cỗ tinh thuần linh lực, bỗng nhiên từ phỏng chế tạo hóa trong nhẫn trực thấu mà ra, bị màu xanh nhạt ngọc giới trong chớp nhoáng liền hút vào. Còn không có cùng Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt phỏng chế tạo hóa giới, lập tức liền trở nên ảm đạm vô quang, bỗng nhiên mất đi linh khí, thậm chí phỉ thúy mặt ngoài, đều xuất hiện từng đạo khe hở, đồng thời ngay tại hướng bốn phía khuếch tán. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, phỏng chế tạo hóa giới từ đó phá tan đến, hóa thành một đống mảnh vụn, tán rơi xuống đất. Cái này mai vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật, cứ như vậy hủy phải đột nhiên như thế. Không hiểu thấu. Như là, hấp huyết quỷ, đồng dạng hấp thu phỏng chế tạo hóa giới tinh hoa ngọc giới. Lại như trước vẫn là bộ kia giản dị tự nhiên bộ dáng, không hề có động tĩnh gì, phảng phất phỏng chế tạo hóa giới làm tổn thương, cùng nó không có chút nào liên quan,
Tiêu Phàm giật mình qua đi, trong mắt tinh quang lấp lóe, một sợi hạo nhiên chính khí. Nhẹ nhàng đưa vào ngọc giới bên trong, hay là không hề có động tĩnh gì, nhưng Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, kia sợi hạo nhiên chính khí, là bị ngọc giới hấp thu, cũng không có thiết ra ngoài, cái này nhìn qua thổ lý thổ khí ngọc giới, lại phảng phất là cái hang không đáy, không có gì không thôn phệ. Có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, không chút do dự đem càng nhiều hạo nhiên chính khí hướng ngọc trong nhẫn rót đi vào. Nhưng mà rất nhanh, Tiêu Phàm trong lòng liền bắt đầu có chút lo sợ bất an. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hắn phát hiện, ngọc giới thật là hang không đáy, vô luận hắn đưa vào bao nhiêu hạo nhiên chính khí. Ngọc giới đều chiếu đơn thu hết, không có bất kỳ cái gì tràn đầy tình hình. Bất quá trong chốc lát, Tiêu Phàm thể nội chân nguyên pháp lực, liền có 2-3 thành rót vào ngọc giới bên trong. Đây là cái cực kỳ kinh người tỷ lệ, lấy Tiêu Phàm chân nguyên pháp lực hùng hậu. Cái này 2-3 thành tỷ lệ pháp lực, trọn vẹn so phổ thông cùng giai tu sĩ 6-7 thành pháp lực còn muốn hùng hồn được nhiều. Nói cách khác, cái này ngọc giới có thể dễ như trở bàn tay đem một tên phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ hút khô. Đáng sợ là, ngọc giới như trước vẫn là một bộ vững như bàn thạch dù bẩn vẫn ung dung bộ dáng, tựa hồ, điểm này, chân nguyên pháp lực, căn bản liền không để vào mắt. Lo sợ về sau, Tiêu Phàm lập tức trở nên vừa mừng vừa sợ. Vô cực môn điển tịch ghi chép. Tạo hóa giới lớn nhất công năng, chính là chứa đựng thiên địa linh khí, đại lượng chứa đựng linh khí, sau đó có thể căn cứ chủ nhân cần, lại liên tục không ngừng phóng xuất ra. Đơn giản đến nói, tạo hóa giới là một cái có thể tùy thân mang theo cỡ nhỏ linh nhãn. Tựa hồ phẩm tướng cực giai cao giai linh thạch, cũng có công năng như vậy. Nhưng mà tạo hóa giới cùng cỡ nhỏ linh nhãn cùng cao giai linh thạch khác biệt lớn nhất ở chỗ, tạo hóa giới phóng thích linh lực là không có mạnh yếu hạn chế, nói cách khác. Có thể trong nháy mắt đem tu sĩ thể nội tiêu hao sạch sẽ pháp lực bổ đầy. Mà bất luận cái gì linh nhãn linh thạch phóng xuất ra linh lực, đều nhất định phải một chút xíu hấp thu luyện hóa, cần một quãng thời gian không ngắn, mới có thể chậm rãi đem tiêu hao hầu như không còn pháp lực bổ đến tràn đầy trạng thái. Ngày bình thường này cũng không quan trọng, nhưng tại kịch liệt chém giết thời điểm, bị hụt pháp lực lại là tối kỵ. Tu sĩ cấp cao sở dĩ so cấp thấp tu sĩ càng mạnh, chứ có thể trong nháy mắt phóng thích càng cường đại uy năng bên ngoài. Có thể liên tục không ngừng phóng xuất ra càng nhiều càng hùng hậu pháp lực, cũng là nguyên nhân một trong. Dưới tình huống bình thường, một tên trung kỳ tu sĩ nếu như muốn cùng một tên hậu kỳ tu sĩ đánh lâu dài, vô luận như thế nào đều là đánh không lại. Nhưng nếu như, có tạo hóa giới nơi tay, vậy coi như khó nói. Chỉ cần trung kỳ tu sĩ không có bị hậu kỳ đại tu sĩ một kích mất mạng, đơn thuần đánh lâu dài lời nói, có tạo hóa giới liên tục không ngừng bổ sung chân nguyên pháp lực, cuối cùng hưu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là tạo hóa giới công dụng một trong, tạo hóa giới còn có rất nhiều công hiệu thần kỳ, là trong cổ tịch cũng không từng kỹ càng ghi lại, chỉ nói thần diệu vạn đoan, khó mà nói hết. Trước mắt cái này ngọc giới, thật là có điểm tạo hóa giới hương vị đâu. Chỉ bất quá, liền dưới mắt Tiêu Phàm lại không cách nào xác định, chiếc nhẫn kia đến cùng phải hay không tạo hóa giới. Bởi vì hắn cảm thấy, dù coi như mình đem toàn thân pháp lực một tia không dư thừa đều rót vào ngọc giới bên trong, ngọc giới cũng sẽ không có mảy may biến hóa. Như thế suy nghĩ, trong chốc lát, Tiêu Phàm thể nội đã có một nửa chân nguyên pháp lực biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bỗng nhiên cắn răng một cái, bỗng nhiên từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái cổ dài bình ngọc. Cái này bình ngọc cùng tạo hóa giới đồng dạng, bên trên khắc họa hoa văn cực kỳ cổ phác, chính là chứa ngân dực lôi bằng tinh huyết kia bình ngọc. Cái này tràn đầy một bình tinh huyết, đã chỉ còn lại có một nửa khác, tại phục sinh biển kiêu hải cốt thời điểm dùng đi. Tiêu Phàm đã từng 2 lần sử dụng lôi bằng tinh huyết cưỡng ép kích phát thể nội lôi bằng nội đan uy năng, để cảnh giới của mình bỗng nhiên lên cao 1-2 cái bậc thang, diệt sát cường địch. Chỉ bất quá sau đó đều bản thân bị trọng thương, cần thời gian rất lâu điều dưỡng mới có thể chậm rãi phục hồi như cũ. Dưới mắt tự nhiên cũng không có đến muốn liều mạng thời điểm. Nhưng mắt thấy một viên cao độ hư hư thực thực tạo hóa giới ngọc giới đang ở trước mắt, lại không thể cuối cùng xác định, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều không cam tâm. Nếu như là khác bảo vật, cũng liền thôi, nhưng tạo hóa giới lại là vô cực môn trấn giáo tam bảo một trong, vô cực môn trưởng giáo chân nhân tín vật. Chuyện này, không phải hiểu rõ không thể, dù là vì thế trả giá chút đại giới, cũng không lo được. Cũng may hắn hiện tại cũng không phải là đứng trước sống còn quan trọng trước mắt, không cần liều mạng. Chỉ cần thoảng qua lấy một điểm ngân dực lôi bằng tinh huyết, kích phát nội đan uy năng, đem trong nội đan ẩn chứa trời sinh thánh linh khổng lồ vô so sinh mệnh tinh hoa dẫn xuất một chút xíu tới. Rót vào cái này ngọc giới bên trong,
nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái dạng gì phản ứng. Hắn tin tưởng, dù coi như cái này ngọc giới thật là một cái hang không đáy, trời sinh thánh linh sinh mệnh tinh hoa, cũng đủ để đưa nó lấp đầy. Trưởng thành ngân dực lôi bằng, nguyên vốn cũng không thuộc về cái này giao diện. Tiêu Phàm ánh mắt, tại cổ dài trên bình ngọc dừng lại một lát, trên mặt vẻ trần trờ dần dần biến mất, rốt cục hạ quyết tâm. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mặc dù nuốt lôi bằng tinh huyết vẫn như cũ còn ẩn chứa không nhỏ phong hiểm, nếu như chỉ nuốt cực ít một điểm, lại thiện thêm dẫn đạo, liệu tất nguy hiểm cũng sẽ không quá lớn. Dù coi như đối thân thể hơi bị tổn thương, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Bình ngọc nắp bình mở ra, một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tanh liền bay thẳng mà ra, Tiêu Phàm ngón tay búng một cái, một viên đậu xanh lớn nhỏ đỏ thắm huyết châu. Từ bình ngọc miệng bình bắn ra, lóng lánh cực kỳ diễm lệ quang trạch, tựa như tinh khiết nhất hồng bảo thạch. Tiêu Phàm lập tức đắp lên nắp bình, đem cổ dài bình ngọc thu hồi chữ vật vòng tay. Sau đó nâng tay khẽ vẫy, viên kia tiểu tiểu huyết châu liền ngoan ngoãn bay đến trước mặt hắn. Tiêu Phàm duỗi ra hai tay, hạo nhiên chính khí thấu thể mà ra, đem huyết châu lơ lửng tại hai tay ở giữa, tinh lóng lánh. Dần dần hóa thành một đoàn mỹ lệ hoa hồng sắc huyết phụ, một chút xíu bị Tiêu Phàm hai tay hút thu vào, toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục 30 phút sau tả hữu. Tiêu Phàm tận khả năng để kích phát quá trình trở nên càng thêm ôn hòa nhu huyền một chút. Dù là như thế, đến lúc cuối cùng một tia huyết phụ cũng bị hấp thu về sau, Tiêu Phàm nguyên bản gương mặt trắng nõn, nháy mắt trở nên hồng quang đầy mặt, thanh tịnh trong đôi mắt, hiện ra mấy sợi đỏ thắm tơ máu, khí tức cả người, bỗng nhiên trở nên cuồng bạo vô so. Cứ việc Tiêu Phàm đang cật lực khống chế cùng dẫn đạo lôi bằng tinh huyết, trong nội đan ẩn chứa mạnh đại thánh linh sinh mệnh bản nguyên, hay là trong nháy mắt liền bị kích phát ra đến. Tiêu Phàm khí tức, dễ như trở bàn tay đột phá nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, nhất cử bước vào hậu kỳ cảnh giới, một cỗ khổng lồ vô so linh lực, từ trong cơ thể hắn trực thấu mà ra. Nhất là khiến người sợ hãi chính là, loại này tăng lên vẫn còn tiếp tục, tốc độ cực nhanh, thậm chí để người không chút nghi ngờ, không lâu sau đó, Tiêu Phàm có khả năng đạt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Nguyên bản yên lặng đợi tại một bên ngọc giới, tựa hồ nhận một loại nào đó hấp dẫn, bóng xanh nhoáng một cái, liền đến phụ cận. Tiêu Phàm không chút do dự, duỗi tay nắm lấy ngọc giới, thể nội sôi trào mãnh liệt vô tận linh lực, phảng phất lập tức tìm được phát tiết lỗ hổng, tranh nhau chen lấn, hướng về ngọc giới bên trong chen chúc mà đi. Tiêu Phàm trên trán mồ hôi lạnh gợn sóng mà xuống, dốc hết toàn lực, khống chế thể nội chân nguyên pháp lực, để bọn chúng theo quy củ đến, không đến mức như ong vỡ tổ lộn xộn. Bất quá nhiệm vụ này hiển nhiên thật không tốt hoàn thành, cuối cùng vẫn là để Tiêu Phàm kinh mạch thụ thương, nếu không phải ngọc giới hấp lực quá lớn, chỉ sợ cũng không chỉ là kinh mạch thụ thương. Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng, ngân dực lôi bằng trong nội đan ẩn chứa năng lượng thật lớn, chính bằng tốc độ kinh người hướng ngọc giới bên trong chuyển di, thậm chí một trận xuất hiện linh lực không tốt tình hình. Tiêu Phàm quả thực trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ không ngớt sinh thánh linh sinh mệnh tinh hoa, đều lấp không đầy chiếc nhẫn này. Mà kia một viên nhỏ huyết châu bên trong năng lượng ẩn chứa, cũng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tiêu Phàm tin tưởng, trong bình ngọc mỗi một giọt tinh huyết, đều là ngân dực lôi bằng chỗ tinh hoa, nếu không, thủy tổ sẽ không đem nó trân trọng cất giữ tại tàng bảo các bên trong. Đúng lúc này, giản dị tự nhiên màu xanh nhạt ngọc giới, rốt cục xảy ra biến hóa, mặt ngoài dần dần xuất hiện quang trạch, xanh nhạt nhan sắc cũng bắt đầu hướng xanh lục chuyển biến, sau một lát, toàn bộ chiếc nhẫn đều biến thành màu xanh lá cây đậm, như là cực phẩm nhất phỉ thúy, quang hoa tứ bắn, mỹ lệ dị thường, mấy cái cổ lão đến cực điểm phù văn, từ ngọc giới mặt ngoài nổi lên. Tạo hóa giới, cái này ba cái cổ lão phù văn, Tiêu Phàm nhận được rõ ràng, chính là tạo hóa giới, ba chữ. Ngay tại lúc này, Tiêu Phàm thể nội ngân dực lôi bằng nội đan chấn động mạnh một cái, vậy mà chủ động chặt đứt cùng tạo hóa giới liên hệ, cũng không tiếp tục chịu đem sinh mệnh tinh hoa hướng trong giới chỉ chuyển vận. Tạo hóa giới đến cùng phải chăng đã bị linh lực đổ đầy, Tiêu chân nhân vẫn như cũ không được biết. Chỉ bất quá lúc này, tạo hóa giới nhẹ nhàng lắc một cái, sau một khắc, liền bọc tại ngón tay của hắn phía trên, kín kẽ, không có nửa phân khó chịu, liền phảng phất vẫn luôn là mang tại hắn trên ngón tay, lập tức lại khôi phục kia cổ phác vô hoa màu xanh nhạt bộ dáng, không chút nào thu hút, cho dù ai cũng nhìn không ra đến, cái này trong giới chỉ ẩn chứa vô so năng lượng kinh khủng. Tiêu Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc giới, yêu thích không buông tay. Chương 1239, quẻ tượng khác nhau. Nhìn thấy Tiêu Phàm lấy ra ngọc bài địa đồ, mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh hỉ chi ý. Không nghĩ tới quẻ tượng chỉ dẫn đến Thiên Quang Thành, là trực tiếp lấy được địa đồ.
Nhất là khi năm bức bản đồ góp đủ thời điểm, càng là có người lên tiếng kinh hô. Chỉ kém cuối cùng một bức bản đồ, chấm ngoặc kép, nhìn qua giữa không trung năm mặt ngọc bài liều ra địa đồ, Huệ Thiên Hào vừa mừng vừa sợ kêu lên. Năm mặt ngọc bài liều ra đại địa đồ, thô thô xem xét, đã 10 điểm hoàn chỉnh, nhìn kỹ lại phát hiện thiếu khu vực hạch tâm nhất. Bất quá từ phiến khu vực này lớn tiểu đến xem, hẳn là chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần tìm được cuối cùng kia một mảnh ngọc bài, liền có thể góp thành một bức hoàn chỉnh tầm bảo đồ. Cứ việc còn kém bước cuối cùng này, tất cả mọi người vẫn là tinh thần đại chấn. Sự thật chứng minh, ngũ hành thần toán có hiệu quả rõ ràng, tại quẻ tượng chỉ dẫn dưới, bọn hắn đã trước sau tìm được hai mặt ngọc bài, cũng nhanh muốn chắp vá ra một bức hoàn chỉnh địa đồ. Chỉ cần lại một lần tinh chuẩn quẻ tượng chỉ dẫn, cơ vốn sẽ phải đại công cáo thành. Ánh mắt mọi người đều hướng Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua, chờ lấy nàng làm quyết định. Đại lãnh chúa bọn người tuân thủ nghiêm ngặt lấy lúc trước hứa hẹn, hết thảy lấy Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ. Âu Dương Minh Nguyệt ống tay áo lắc một cái, đem năm mặt ngọc bài đều thu vào, từ tốn nói, lại xem bói một lần. Những người khác không có dị nghị. Trên thực tế, trong mật thất 10 người, số ghế an bài lại là lấy ngũ hành thần toán làm chủ, tựa hồ đã sớm hình thành một loại nào đó quen thuộc. Vừa vào cửa, Tiêu Phàm cùng 5 người cũng đã dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành phương vị ngồi xuống. Nghe Âu Dương Minh Nguyệt lời ấy, liền là riêng phần mình bắt đầu bói toán. Phía trước 2 lần bói toán, 5 người xem bói kết quả, cơ bản nhất trí, ngược lại là không có điều gì dị nghị. Lần này, lại xuất hiện khác nhau. Âu Dương Minh Nguyệt, Ứng Linh Trạch, Hỗn Nguyên Thượng Nhân cùng Thúy Phu Nhân quẻ tượng đại khái không sai biệt nhiều, đều là chỉ hướng Tây Bắc, Thiên Ma Đại Lục. Đơn độc Tiêu Phàm quẻ tượng khác biệt, hắn đề nghị tránh đi phương hướng Tây Bắc, hướng chính Tây Phương đi. Tây Bắc vì hung, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm giải thích lời ít mà ý nhiều, ngữ khí 10 điểm khẳng định. Thúy Phu Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói phương hướng Tây Bắc xác thực có đao binh chi ách, nhưng cũng không coi là bao nhiêu hung hiểm, luôn có thể biến nguy thành an. Đao binh chi ách, đối phàm nhân mà nói, cực kỳ đáng sợ, người bình thường đều sẽ khô cát tránh hung. Nghe nói có đao binh chi ách, tất nhiên là tránh chi duy sợ không kịp. Nhưng đối với bọn hắn đoàn người này đến nói, một chút đao binh, tính được cái gì, ai không phải núi đao biển lửa bên trong giết ra đến. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tiêu Phàm nhíu mày nói, Thiên Ma Đại Lục là thất dạ giới thứ nhất lớn ma tông sở tại địa. Thiên Ma Đạo hung danh lan xa, vẫn là phải tận lực tránh đi bọn hắn cho thỏa đáng. Quẻ tượng chỉ dẫn, trực chỉ Thiên Ma Đại Lục Thiên Ma Thành, Tiêu Phàm nhưng không cảm thấy. Liền trực tiếp như vậy vượt qua, thật là tốt sách lược. Thất dạ giới cùng toa ma giới khác biệt, toa ma giới là chính ma hai đạo lực lượng tương xứng, thậm chí chính đạo thế lực còn hơi chiếm thượng phong, toa ma giới ma đạo thứ nhất tông uy danh còn không kịp lúc trước vô cực môn. Mà thất dạ giới thì là ma đạo quỷ tu thế lực đại trương, hoàn toàn ngăn chặn chính đạo tông môn. Thiên ma đạo danh xưng thất dạ giới thứ nhất đại ma tông, trên thực tế cũng chính là thất dạ giới lớn nhất tông môn, uy danh hiển hách, thực lực mạnh, chiếm giữ thất dạ giới chi quan. Mà lại Thiên Ma Đạo là cực kỳ thuần túy ma đạo tà tu, đối chính đạo tông môn cùng tu sĩ chính đạo, nhất quán thấy ngứa mắt. Tiêu Phàm dạng này thuần chính nhất tu sĩ chính đạo, cũng không muốn chạy đến Thiên Ma Thành đi rủi ro. Mặc dù hắn có tam thủ ma lang ma hạch, có thiên diệu cung thần bí khó lường thuật dịch dung, cũng vẫn là không muốn mạo hiểm. Ai biết những cái kia ma đạo đại năng, đến cùng tu luyện loại nào quỷ dị thần thông. Vạn nhất liếc thấy xuyên hắn dịch dung ngụy trang, đến lúc đó thật đúng là bốn bề thọ địch, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đem hai mảnh trúc quẻ thu vào, nhìn qua Tiêu Phàm, hỏi, người quẻ tượng chỉ dẫn, hướng Tây đi loại nào chỗ? Tiêu Phàm lắc đầu, nói quẻ tượng rất mơ hồ, chỉ là biểu hiện Tây Phương vì cát, Tây Bắc vì hung. Đi Tây Phương về sau, một lần nữa lên quẻ, hẳn là còn sẽ có mới chỉ dẫn. Hỗn Nguyên Thượng Nhân trầm ngâm nói, coi như ngươi lời nói, hướng Tây mà đi, nơi đó cũng giống vậy là ma đạo tu sĩ địa bàn, chưa hẳn thấy liền có thể xu cát tị hung, mà lại muốn quấn rất xa con đường. Ta nhìn hay là trực tiếp tiến về Thiên Ma Thành là thượng sách. Mặc dù nơi đó là Thiên Ma Đạo sở tại địa, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, không chủ động lên hấn, liệu tất cũng sẽ không có quá lớn hung hiểm. Trực tiếp đi Thiên Ma Thành, không muốn trì hoãn thời gian. Thần toán tử Ứng Linh Trạch ông nói. Tầm bảo đoàn thành viên bên trong, hắn là nhất gấp gáp. Cái này cùng tính cách không quan hệ, mà là cùng hắn dưới mắt tình trạng có quan hệ. Mặc dù có hồn hương mộc an hồn, nhưng thần hồn trường kỳ đợi tại ma ngẫu thể nội, nhưng cũng không phải cái gì tâm thần thanh thản sự tình, có thể sớm ngày tìm được thiên hương ngọc lộ, tự nhiên không thể tốt hơn.
Nếu là trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, người khác chờ đến, hắn nhưng là đợi không được. Đi Thiên Ma Thành, một đường chú ý cẩn thận chút chính là. Đại lãnh chúa trầm giọng nói, mặc dù một đoàn người đã sớm nói xong, lấy Âu Dương Minh Nguyệt làm chủ, nhưng đại lãnh chúa lời nói, còn là có cực nặng phân lượng, liền xem như Âu Dương Minh Nguyệt, cũng 10 điểm tôn trọng ý kiến của hắn. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lại rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm trầm ngâm một lúc, nhẹ khẽ thở phào, nhẹ gật đầu. Đã tất cả mọi người có khuynh hướng trực tiếp đi Thiên Ma Thành, Tiêu Phàm cũng không thể lực bài chúng nghị. Có lẽ hướng phương hướng Tây Bắc, liền như là Thúy Phu Nhân lời nói, dù có đao binh chi ách, chỉ cần cẩn thận ứng đối, cũng có thể biến nguy thành an, gặp nạn thành tường. Thương nghị đã định, lúc này chuẩn bị ít hành trang, rời đi Thiên Quang Thành, hướng phía Tây Bắc hướng mà đi. Thiên Ma Thành cách Thiên Quang Thành rất xa, muốn đi nơi đó, trước hết xuyên qua toàn bộ Thiên Mã Đại Lục. Cũng may Thiên Mã Đại Lục là chính đạo tông môn khu tụ tập, nhiều năm qua bởi vì muốn đối kháng ma nói ức hiếp, chính đạo tông môn cực kỳ đoàn kết, nội bộ tranh đấu cực ít, trật tự rành mạch. Đoàn người tận lực lợi dụng truyền tống trận, đi ngang qua toàn bộ Thiên Mã Đại Lục, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, càng chưa từng gặp được phiền toái gì, một đường thuận lợi. Đi ngang qua toàn bộ Thiên Mã Đại Lục, vượt qua biển rộng mênh mông, sau mấy tháng, rốt cục đạp bên trên Thiên Ma Đại Lục thổ địa. Tất cả thất dạ giới đại lục, đều là khá lớn hòn đảo, cùng Nam Châu đại lục rộng lớn, không thể đánh đồng. Một mảnh mênh mông vô bờ xanh ngắt đại thảo nguyên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, đây là Thiên Ma Đại Lục Đông Nam Bộ Đại Thảo Nguyên, bởi vậy hướng Tây Bắc, mấy triệu bên trong xa, đều là mênh mông vô bờ mênh mông Đại Thảo Nguyên. Đồng thời cũng là Tây Nhung giáo địa bàn, làm thất dạ giới ma đạo đệ nhất đại tông, Thiên Ma Đạo kỳ thật cũng không phải là một cái độc lập truyền thừa, mà là một cái giáo phái, từ không ít ma đạo tông môn cộng đồng tạo thành. Tây Nhung giáo là Thiên Ma Đạo chủ lực tông môn một trong, chiếm cứ lấy mấy triệu bên trong Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, tại Thiên Ma Đạo nội bộ, thực lực cực kỳ hùng hậu, quyền nói chuyện rất nặng. Đối Tây Nhung giáo cùng Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, Tiêu Phàm tại Thiên Quang Thành thời điểm, liền làm xâm nhập hiểu rõ. Thực tế Tây Nhung, hai chữ này, để Tiêu Phàm trong lòng cảnh giác tăng gấp bội. Trên địa cầu thời điểm, chính là bởi vì Mạc Bắc Thảo Nguyên hồ chỗ sâu thần bí kim tự tháp bên trong phát động không gian thông đạo, để Tiêu Phàm đi tới toa ma giới, từ đây tại cái này dị giới tha hương phiêu bạt, trải qua vô số gian nguy. Mà chỗ kia thần bí kim tự tháp, không hề nghi ngờ, là thuộc về cổ Nhung tộc công trình kiến trúc, tựa hồ cùng Nhung Vu có thiên ti vạn lũ liên quan. Mà Nhung Vu, là chính tông nhất phu linh truyền thừa. Tây Nhung giáo thuộc về Thiên Ma Đạo tạo thành tông môn, có lẽ cùng trên địa cầu Nhung Vu truyền thừa, có liên quan gì. Cùng đến Tây Nhung Đại Thảo Nguyên về sau, nhìn thấy Thảo Nguyên phía trên kia từng tòa đột ngột mà đứng cự đại kim tự tháp, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm vững tin, giữa hai bên, xác thực là có liên quan. Về phần thất dạ giới Nhung Vu vì cái gì trên địa cầu khai tông lập phái, lưu lại di tích, cũng là rất dễ giải thích. Bởi vì địa cầu chỗ trung thổ giới, chính là từng cái đại giới mặt không gian thông đạo giao hội chỗ. Không ít không gian thông đạo, bởi vì muốn truyền tống khoảng cách thực tế quá xa xôi, liền đều ở trung thổ giới sắp đặt trạm trung chuyển. Tòa ma giới Nam Châu đại lục chính đạo thứ nhất tông, có thể trên địa cầu thành lập tông môn, thất dạ giới Nhung Vu, tự nhiên cũng có thể trên địa cầu lưu lại truyền thừa. Tây Nhung giáo đối Tây Nhung Đại Thảo Nguyên thống trị ra ngoài ý định nghiêm mật, cực kỳ kiên cường hữu lực. Mỗi một cái khu vực, đều sắp đặt một cái kim tự tháp thức thần miếu, từ Tây Nhung giáo đề giai Nhung Vu tự mình chủ trì, quản lý phương viên số trong vòng vạn dặm phàm tục dân chăn nuôi, hướng bọn hắn trưng thu cung phụng, đồng thời tuyển chọn có tư chất phàm nhân, tuyển nhận tiến vào Tây Nhung giáo, bồi dưỡng thành một đời mới Nhung Vu. Chính là bởi vì nghiêm mật như vậy thống trị, mới cam đoan Tây Nhung giáo nhiều năm qua cường đại. Đồng thời vẫn luôn tại bồng bột phát triển. Nếu không phải Tây Nhung Đại Thảo Nguyên tài nguyên tu luyện có hạn, nói không chừng Tây Nhung giáo có thể tại Thiên Ma Đại Lục một nhà độc đại. Đương nhiên, Thiên Ma Đạo những tông môn khác, cũng sẽ không ngồi nhìn loại tình hình này phát sinh. Mặc kệ là cái nào giáo phái, loại nào tông môn, đều nhất định phải bảo trì thế lực khắp nơi đại khái cân đối, mới có thể cùng tồn tại, một nhà độc đại tình hình, không hề nghi ngờ sẽ phá hư quy tắc trò chơi, dẫn phát thế lực khác chúng nộ. Dù là như thế, Tây Nhung giáo thực lực, đã đầy đủ mạnh lớn. Tiến vào Tây Nhung Đại Thảo Nguyên về sau, tầm bảo đoàn đại tu sĩ nhóm buồn bực phát hiện, bọn hắn kế hoạch ban đầu không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản tiến vào Tây Nhung Đại Thảo Nguyên không xa, liền có siêu cấp truyền tống trận, có thể đem bọn hắn truyền tống đến Thảo Nguyên hạch tâm địa vực, lại từ nơi đó ngồi cái thứ hai truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Đại Thảo Nguyên phía bên kia.
cách Thiên Ma Thành cũng không phải là rất xa. Tây Nhung giáo đối Tây Nhung Thảo Nguyên thống trị cố nhiên nghiêm mật, lại cũng không bài xích ngoại nhân, kẻ ngoại lai chỉ cần giao nạp đầy đủ linh thạch, cũng giống vậy có thể sử dụng truyền tống trận. Đây cũng là từ Thiên Ma Đạo, Liên Bang, hình thức chỗ xác định. Nếu là nhiều tông môn tổ hợp giáo phái, liền khả năng không lớn, bế quan tỏa cảng, luôn luôn muốn đối bên ngoài mở ra mới hợp đạo lý. Nhưng mà không khéo chính là, tầm bảo đoàn đuổi tới truyền tống thần miếu lúc, truyền tống trận người quản lý cũng hiểu được thông báo cho bọn hắn, phụng Tây Nhung giáo giáo chủ chi mệnh, gần đây bên trong Tây Nhung đại thảo nguyên tất cả truyền tống trận hết thảy quan bế, truyền tống lệnh bài toàn bộ nộp lên trên, không có Tây Nhung giáo tổng đàn mệnh lệnh, cho dù ai đều không cho mở ra truyền tống trận. Về phần tại sao tổng đàn muốn bỗng nhiên hạ lệnh quan bế truyền tống trận, lại là ai đều không được biết. Dù coi như bắt lấy một tên quản lý truyền tống trận trung giai Nhung Vu tiến hành siêu hồn, cũng vẫn là không rõ ràng nguyên nhân. Cái này mấy triệu bên trong Tây Nhung đại thảo nguyên, bọn hắn chỉ có thể ngự phong phi độn quá khứ. Chương 1240, Đại Thần Miếu. Tây Nhung trên đại thảo nguyên không, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử cưỡi gió mà đi. Bỏ qua một bên khác không nói, đại thảo nguyên phong quang, hay là rất tú mỹ, hai người tận lực đem tốc độ bay khống chế tại tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, không có quá nhanh. Đây cũng là mọi người cẩn thận sau khi thương nghị kết quả. Mọi người nhất trí cho rằng, đã muốn ngự phong bay qua mấy triệu bên trong thảo nguyên, cảnh giới không thể áp chế quá thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ bay muốn cùng cảnh giới cơ bản hợp phách mới được. Đem cảnh giới ép đến nguyên anh sơ kỳ thậm chí thấp hơn, cố nhiên có thể càng thêm hữu hiệu che lấp thân phận chân thật của mình, lại không thể tránh né sẽ đem tốc độ bay kéo chậm lại. Thử nghĩ một hồi, chỉ là một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại lấy nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cực hạn tốc độ bay tại trên thảo nguyên không phi đột, nên là gì chờ kinh thế hãi tục. Đều khỏi phải người ta đến phân biệt, liếc mắt liền nhìn ra đến, ngươi là giả trang. Đem cảnh giới cùng tốc độ bay đều khống chế tại tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, là thích hợp nhất. Dù coi như tại thất dạ giới thứ nhất ma tông địa bàn bên trên, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng không phải có thể tùy tiện trêu chọc. Chỉ không được tội Thiên Ma Đạo nhân vật trọng yếu, bình thường cấp thấp Thiên Ma Đạo đệ tử, Tây Nhung giáo Nhung Vu, cũng sẽ không tận lực đi làm khó mấy tên ngoại lai nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Dù sao Thiên Ma Đạo là cái mở ra tông phái, những tông môn khác nguyên anh tu sĩ nghĩ muốn gia nhập Thiên Ma Đạo, chỉ cần thân gia trong sạch, không phải đối địch tông môn nội ứng, bình thường đều sẽ được tiếp nhận. Người vừa mới làm khó người ta, trong nháy mắt, người ta liền biến thành Thiên Ma Đạo trưởng lão, lại như thế nào cho phải. Sự thật chứng minh, cái này sách lược có chút chính xác, trên đường đi xác thực chưa từng đụng phải phiền toái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, là bọn hắn ép căn bản không hề gặp được mấy tên cùng giai tu sĩ, đừng bảo là nguyên anh trung kỳ trở lên, liền xem như nguyên anh sơ kỳ cảnh giới Nhung Vu, đều rất ít gặp đến. Những này cao giai Nhung Vu, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa liền mất tích. Thiên Diệu tiên tử bắt được một tên có kim đan kỳ tu vi Nhung Vu. Cẩn thận thẩm vấn, biết được trước đó không lâu tiếp vào tổng đàn chỉ lệnh, chủ trì các nơi giáo vụ cao giai Nhung Vu, đều phụng mệnh chạy tới tổng đàn, về phần muốn thương nghị đại sự cỡ nào, vậy liền không được biết. Đạo này chỉ lệnh hạ đạt thời gian, đại khái cùng truyền tống trận quan bế thời gian nhất trí. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử suy đoán, Tây Nhung giáo khả năng có cái gì đại động tác, phải cùng đang tiến hành giao diện đại chiến có quan hệ. Tính toán thời gian, giao diện đại chiến khởi động lại cũng có nhiều năm, thất dạ giới đã chuyển vận ba nhóm đại quân tiến về toa ma giới. Làm thất dạ giới ma đạo thứ nhất tông, Thiên Ma Đạo cũng nên có chỗ biểu thị. Quả thật như thế, đối bọn hắn đến nói, đây thật ra là cái lợi tốt tin tức, Thiên Ma Đạo tu sĩ cấp cao đều tập trung lại, bọn hắn chỉ cần cẩn thận chút, tránh đi những này tụ tập tu sĩ cấp cao, tại địa phương khác cơ hồ liền có thể đi ngang. Sẽ không gặp phải phiền toái gì. Chỉ cần thuận lợi đến Thiên Ma Thành, có lẽ liền có thể đạt được quẻ tượng tiến một bước chỉ dẫn. Ban đầu ở Thiên Quang Thành đợi lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, cũng thiếu chút liền không kiên trì nổi. Không có nghĩ rằng cuối cùng thật đúng là đạt được một bức bản đồ. Ngũ hành thần toán, danh bất hư truyền, Âu Dương Minh Nguyệt cái này mượn nhờ bói toán tầm bảo chủ ý. Chợt nghe xong quá mức hư vô mờ mịt, giống như không có chút nào đáng tin cậy, ai ngờ hiệu quả cực dai. Hiện tại vấn đề mấu chốt chính là muốn biết những điều kia tu sĩ cấp cao. Đến cùng ở nơi nào tụ tập, mới có thể tránh mở cái chỗ kia. Muốn mạng chính là, liên tiếp bắt ba tên kim đan kỳ Nhung Vu đến thẩm vấn, thế mà ai cũng không biết bọn hắn tổng đàn đến cùng ở nơi nào. Theo bọn hắn lời nói, bọn hắn tổng đàn tựa như là không cố định.
Tây Nhung trên thảo nguyên có vô số Nhung Vu thần miếu, trong đó có 18 tòa thần miếu lớn nhất, nhất nguy nga hùng vĩ. Mà cái này 18 tòa thần miếu, tại lúc cần thiết, đều có thể trở thành Tây Nhung giáo tổng đàn. Cái này 18 tòa thần miếu, cơ hồ trải rộng Tây Nhung thảo nguyên bất kỳ một cái nào khu vực. Nghĩ phải xuyên qua Tây Nhung đại thảo nguyên tiến về Thiên Ma Thành, triệt để lách qua những này đại thần miếu, cơ hồ là không thể nào. Chỉ có thể tìm vận may. Hiện đặt vào mấy vị bói toán tông sư tại, tìm vận may như vậy nói ra, liền thật sự là vũ nhục người. Thế nhưng bói toán qua đi, năm vị đại tông sư không khỏi hai mặt nhìn nhau, một mặt kinh ngạc. Bói toán vậy mà không có bất kỳ cái gì kết quả. Nhung Vu truyền thừa, cùng cái khác tất cả truyền thừa cũng khác nhau, làm chính tông nhất phu linh truyền thừa, trời sinh liền có thể đối kháng bói toán chi thuật. Lúc trước Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử vì tránh né Âu Dương Minh Nguyệt bói toán truy tung, tiến về Nguyên Linh Giáo, thành công tránh đi Âu Dương Minh Nguyệt truy tung. Không nghĩ tới thất dạ giới Nhung Vu truyền thừa, cũng giống vậy có che đậy bói toán truy tung chi năng. Lúc này là thật chỉ có thể tìm vận may. Đoàn người chia ra mà đi. 10 tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tập hợp một chỗ, tuyệt đối quá làm người khác chú ý, kia là tự tìm phiền toái. Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long một tổ, Hắc Uyên Ba lãnh chúa một tổ, Tiêu Phàm, Thiên Diệu Tiên Tử, Thần Toán Tử Ứng Linh Trạch cùng Hỗn Nguyên Thượng Nhân một tổ. Lẫn nhau ở giữa, kéo ra một khoảng cách, đã không để người nhìn ra bọn hắn là người đồng hành, nhưng cũng cách xa nhau không phải quá xa, để tương hỗ ở giữa có thể kịp thời chi viện. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Phàm tổ này, cũng chỉ có 3 người. Thần Toán Tử Ứng Linh Trạch phụ thân Thổ Ma Ngẫu, đã bị Tiêu Phàm thu nhập trong không gian giới chỉ. Thổ Ma Ngẫu đã từng bị Linh Quan Môn Đại Linh Quan nhìn chúng, nghìn dặm đuổi bắt, kém chút liền rơi xuống Đại Linh Quan trong tay. Mảnh bàn về đến, Linh Quan Môn bất quá là Vu Linh một mạch chi nhánh truyền thừa mà thôi, cùng Tây Nhung giáo dạng này quy mô, hoàn toàn không thể so sánh. Tây Nhung giáo thực lực mạnh, không chút nào tại Nam Châu Đại Lục Ma Đạo 10 đại tông môn phía dưới. Toàn bộ Thiên Ma Đạo, kỳ thật chính là một cái siêu cấp đại giáo phái. Đem mấy cái mạnh đại tông môn cùng không ít bên trong môn phái nhỏ sửa chữa hợp lại cùng nhau, đối những tông môn khác lấy được ưu thế áp đảo. Thổ Ma Ngẫu nếu như bị Tây Nhung giáo cao gia Nhung Vu nhìn thấy, vậy còn không phải dẫn phát toàn bộ Tây Nhung thảo nguyên lớn đuổi bắt. Cứ việc Ứng Linh Trạch vạn phân không nguyện ý tránh tiến sát chắc trong không gian giới chỉ đi, vì lý do an toàn, cũng không thể không buông xuống thành danh đại tu sĩ tư thái, làm oan chính mình một phen. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử phía trước, Hỗn Nguyên Thượng Nhân tại phía sau bọn họ trong vòng hơn 10 dặm có hơn. Người ta vợ chồng trẻ tay cầm tay ân ân ái ái, Hỗn Nguyên Thượng Nhân đương nhiên phải thức thời chút, không đi làm loại kia cực lớn bóng đèn. Trong vòng hơn 10 dặm, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là chớp mắt là tới. Tiêu Chân Nhân trên địa cầu thời điểm, địa cầu đã sớm tiến vào thời đại Internet, trên Internet có câu nói, gọi là tú ân ái chết được nhanh, Tiêu Chân Nhân cho tới bây giờ chỉ là cười trừ, không để trong lòng. Lại không nghĩ tới. Tại thất dạ giới thế mà lại một câu thành sấm. Phi độn mấy tháng sau, đã tiến vào Tây Nhung đại thảo nguyên chỗ sâu nhất. Trên bầu trời mây mù cuồn cuộn, tầm nhìn giảm xuống. Bất quá cái này vẫn chưa ảnh hưởng đến Tiêu Phàm cùng tốc độ của con người, vẫn như cũ duy trì cực nhanh tốc độ bay, hướng phía tây bắc hướng bay đi. Căn cứ địa đồ biểu hiện, lại hướng phía trước không xa. Chính là đại thần miếu. Chấm ngoặc kép, làm bạn tại Tiêu Phàm bên người Thiên Diệu Tiên Tử. Thấp giọng nói. Thiên Diệu Tiên Tử vẫn như cũ là áo đen váy đen, nhưng có chút lơ đãng biến hóa rất nhỏ, thật dài tóc đen đã buộc lên, trải thành cực kỳ tinh xảo búi tóc, lộ ra nhẹ nhẹ ung dung chi khí, cao quý lãnh diễm Thiên Diệu Tiên Tử đảo mắt liền biến thành đoan trang tự kiềm chế Thiên Diệu phu nhân. Đây đã là bọn hắn trên đường đi kinh lịch tòa thứ 3 đại thần miếu. Bọn hắn tuyển lựa chính là thẳng đến Thiên Ma Thành mau lẹ nhất đường đi. Con đường tắt này hai bên đúng lúc là Tây Nhung đại thảo nguyên nhân khẩu dày đặc nhất khu vực, đại thần miếu dày đặc nhất, tương đối mà nói, bọn hắn gặp được tụ tập cao giai Nhung Vu xác suất cũng tối cao. May mắn là, trước hai cái đại thần miếu cũng không từng gặp được những cái kia, trong truyền thuyết tụ tập cao giai Nhung Vu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận làm đến cực hạn, nháy mắt xuyên thấu cuồn cuộn mây mù, nhìn thấy cực kỳ xa xôi phương xa. Một cái cao lớn kim tự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặc dù cách bọn họ còn rất xa, nhưng trên đại thảo nguyên không có núi cao rừng rậm. Ở trên bầu trời có thể thấy cực xa, nhìn thấy cái này tòa siêu cấp đại kim tự tháp, Tiêu Phàm thoảng qua khẽ giật mình, lại có cảm giác đã từng quen biết. Trên thực tế, bọn hắn một đi ngang qua tới, nhìn thấy vô số đại đại nho nhỏ kim tự tháp,
mỗi cái kim tự tháp ngoại hình đều không kém bao nhiêu, đổi một người, mỗi một cái kim tự tháp đều sẽ để hắn có cảm giác đã từng quen biết. Nhưng Tiêu Phàm không giống, hắn không phải người bình thường, trí nhớ cực dai. Trong mắt hắn, mỗi cái kim tự tháp đều là độc nhất vô nhị, không có bao nhiêu cộng đồng chỗ. Nhưng mà cái này tòa siêu cấp đại thần miếu, lại làm cho hắn gặp một lần phía dưới, trong lòng lập tức liền phun lên một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Cùng trên địa cầu Mạc Bắc Thảo Nguyên hồ chỗ sâu tòa kia kim tự tháp quá tương tự, cơ hồ là trong một cái mô hình khác ra, có biết hay không, ai là ai hàng nhái. Theo lý đến nói, Tây Nhung giáo tổng đàn ở đây, nơi này kim tự tháp mới là, chính phẩm, địa cầu núi tòa kia, hẳn là, phảng phẩm. Nhưng trên địa cầu tòa kia kim tự tháp, bên trong lại có khác càn khôn, là một cái rộng lớn vô ngần cự đại không gian. Nếu như nói, một cái phảng phẩm cũng có dạng này không gian thần thông, liền không khỏi làm cho người rất giật mình. Không nói đến ai là chính phẩm ai là phảng phẩm, giữa hai bên khẳng định có chỗ liên quan, lại là nhất định không thể nghi ngờ. Nếu như Tây Nhung Đại Thảo Nguyên tòa này mới là chính phẩm, đây chẳng phải là nói, tại nó nội bộ, còn có một cái có thể so Tây Nhung Đại Thảo Nguyên không gian bao la. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đều sẽ để người đầu váng mắt hoa. Chúng ta tránh đi tòa thần miếu kia, chấm ngoặc kép, cơ hồ là nháy mắt, Tiêu Phàm liền từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, 10 điểm chắc chắn nói. Hắn trực giác nói cho hắn, tòa thần miếu kia tựa hồ có một loại nào đó không đúng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Được, Thiên Diệu tiên tử không hỏi vì cái gì, một ngụm liền đáp ứng, dưới chân độn quang nhất chuyển, liền muốn hướng tây bên cạnh kích bắn đi, chợt lại ngừng lại, ống tay áo lắc một cái, vài mặt trận kỳ trận bàn bắn ra, nháy mắt liền bày ra một cái cỡ nhỏ huyễn trận, đem thân hình của hai người khí tức đều che đậy. Tiêu Phàm lập tức ngẩng đầu hướng cao hơn thương khung nhìn lại. Tại Thiên Diệu tiên tử bày ra huyễn trận đồng thời, hắn cũng cảm ứng được dị thường. Chỉ thấy không xa trên trời cao, một đội trời chim chính hướng bên này phi độn mà tới. Cái này đội trời chim, có hơn 10 đầu nhiều, mỗi một đầu đều 10 điểm to lớn, hai cánh triển khai, dài đến mấy trượng, tản ra không dưới kim đan hậu kỳ cấp 9 yêu cầm khí tức. Chỉ là cấp 9 yêu cầm, từ sẽ không đặt tại Thiên Diệu tiên tử trong mắt, chân chính để Thiên Diệu tiên tử như lâm đại địch chính là đứng tại trời chim trên lưng những tu sĩ kia. Đi đầu một vị, thình lình có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu như chỉ là như thế, cũng là thôi. Mấu chốt là mỗi người đều hất lên giáp trụ, nhìn qua, không giống như là bình thường tông môn tu sĩ, cũng là một chi quân đội. Quy mô rất nhỏ, hẳn là đội tuần tra. Vấn đề là, cái dạng gì đội tuần tra, thế mà muốn một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ dẫn đội. Sự tình ra khác thường tất là yêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1241, Thiết Quyền Diệt Địch. Đối Thiên Diệu cung huyễn trận, Tiêu Phàm có chút tự tin. Mặc dù lấy hắn cùng Thiên Diệu tiên tử tu vi, hoàn toàn không cần e ngại một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ xuất lĩnh đội tuần tra, chỉ là bây giờ xâm nhập Tây Nhung giáo nội địa, hay là không nên gây chuyện sinh sự tốt. Hỗn Nguyên thượng nhân tại phía sau bọn họ trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, lấy sự cường đại của hắn thần niệm chi lực, hẳn là cũng sẽ ngay lập tức phát hiện tình hình không đúng, kịp thời ẩn nấp. Nếu như đây thật là một chi đội tuần tra lời nói, vậy đã nói rõ, Tây Nhung giáo thật tại tập kết đại quân. Đồng thời tổng đàn ngay tại phía trước không xa lớn trong thần miếu. Nhưng mà, vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu chính là, nguyên bản cực kỳ hữu hiệu Thiên Diệu cung huyễn trận, lần này lại tựa hồ như mất đi tác dụng. Trời chim đội tuần tra, trực tiếp hướng bọn hắn ẩn thân chỗ mà tới. Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, những này nhung vu cưỡi yêu cầm, cũng không phải là vật sống, vậy mà là từng đầu ma ngẫu. Dùng còn sống trời chim hoàn chỉnh tế luyện mà thành huyết ma ngẫu. Mặc dù luyện chế thành huyết ma ngẫu về sau, sẽ đánh mất không ít trời chim cố hữu thần thông, cũng may 10 điểm nghe lời, dễ dàng điều khiển, đồng thời hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu cường hãn hơn. Tây Nhung giáo nếu là chính tông nhất phu linh truyền thừa, bọn hắn không luyện chế ma ngẫu ai còn biết luyện chế ma ngẫu. Trong khoảnh khắc, hơn 10 ngày hôm trước chim liền tại Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử huyễn trận trên không bố thành một vòng, kia cầm đầu nguyên anh trung kỳ nhung vu lão giả, hình dung xấu xí, dưới hàm ba sợi râu ngắn. Đứng tại trời chim đỉnh đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xuống đến, cao giọng nói, hai vị đạo hữu hiện thân đi, không cần ẩn núp. Cái khác trời chim bên trên đứng nhung vu nhóm nhao nhao lộ ra pháp bảo, ngưng thần đề phòng. Từ bọn hắn chỉnh tề vạch một động tác đến xem, đúng là trải qua huấn luyện. Bình thường môn phái tu chân, là sẽ không lấy quân đội hình thức đến huấn luyện môn nhân đệ tử. Chỉ có thể nói, bọn hắn quả thật là thuộc về nào đó nhánh đại quân đội tuần tra. Nhóm này nhung vu cấp bậc đều không thấp.
trừ tên này lĩnh đội lão giả. Còn có một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tựa hồ là người này phụ tá. Mặt khác hơn 10 người, đều có kim đan hậu kỳ cảnh giới, trong tay pháp bảo hình thù kỳ quái, mang theo rõ ràng vu linh khí hơi thở. Cùng Tiêu Phàm từng tại Mạc Bắc đáy biển kim tự tháp ở bên trong lấy được cái đám kia pháp bảo pháp khí, rất có chỗ tương tự. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hơn 10 tên kim đan hậu kỳ đệ tử, cộng thêm hơn 10 đầu tương đương với kim đan kỳ trời chim ma ngẫu, chi này đội tuần tra thực lực cực kỳ hùng hậu, thậm chí cùng Kim Châu Thành bên trong cùng tông môn tương đương. Giống cửu thiên môn dạng này môn phái, ngay cả nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều không có, chính xác đối chiến. Chỉ sợ còn không phải chi này đội tuần tra đối thủ. Thất dạ giới thứ nhất ma tông, thực lực mạnh, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Diệu tiên tử lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, nàng bày ra huyễn trận, lại bị một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn thấu, quả thực lẽ nào lại như vậy. Xem ra những này nhung vu tu luyện công pháp, quả thật không giống bình thường, ngược lại là cần phải đặc biệt coi chừng để ý. Bất quá như là đã bị người nhìn thấu, Thiên Diệu tiên tử liền là lắc một cái ống tay áo, đem trận kỳ trận bàn đều thu vào. Thân hình của hai người hiển lộ mà ra, một cảm ứng được trên người bọn họ khí tức cường đại. Vây quanh bọn hắn nhung vu thần sắc nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn. Xấu xí nhung vu lão giả ánh mắt vừa đi vừa về quét qua. Liền định tại Tiêu Phàm trên thân, trên mặt hiện ra một tia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, nói, bảo mẫu không nhìn lầm, đạo hữu hẳn là chính đạo tông môn tu sĩ a. Dịch dung giả dạng thành ma đạo tu sĩ, xâm nhập chúng ta Tây Nhung Đại Thảo Nguyên, lại không biết có gì muốn làm. Tiêu Phàm cười cười, nói, bảo đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực. Thế mà có thể khám phá tại hạ thuật dịch dung, coi là thật cao minh. Câu nói này, Tiêu Phàm ngược lại là hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Lấy tam thủ ma lang ma hạch ẩn chứa ma khí tinh thuần, đủ để che lấp hắn chính đạo khí tức, Thiên Diệu cung thuật dịch dung càng là thần diệu vạn phân, lại bị cái này nhung vu lão giả khám phá, xác thực có mấy phân quỷ môn nói. Nhung vu lão giả cười hắc hắc, nói, đạo hữu quá khen, bảo mẫu không dám giành công, đây đều là bảo mẫu dưới chân cái này huyết ma ngẫu công lao. Đạo hữu là tu sĩ chính đạo, chắc hẳn đối với chúng ta Tây Nhung giáo nhung vu chi thuật, biết không nhiều, bảo mẫu liền không giải thích thêm, hắc hắc. Chấm ngoặc kép, không biết hai vị đạo hữu họ gì đại danh, dịch dung xâm nhập chúng ta Tây Nhung giáo nội địa, có mưu đồ gì. Lời này liền đã có chút không khách khí. Tại thất dạ giới, chính ma hai đạo vốn cũng không đối phó, lẫn nhau ở giữa, lâu dài giao chiến. Tây Nhung Đại Thảo Nguyên rất ít xuất hiện qua tu sĩ chính đạo bóng dáng. Nhất là tại cái này giao diện đại chiến mở ra khẩn yếu quan đầu, tu sĩ chính đạo dịch dung giả dạng thành ma đạo tu sĩ, xâm nhập Tây Nhung giáo nội địa, nó bụng thực không thể hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười nói, như tại hạ nói cho bảo đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, bảo đạo hữu sẽ tin a. Xấu xí nhung vu ngửa mặt lên trời cười ha ha một tiếng, nói tin, vì cái gì không tin. Bất quá vì thận trọng lý do, còn muốn mời hai vị đạo hữu cùng bảo mẫu về tổng đàn một chuyến. Chỉ cần tra ra hai vị đạo hữu xác thực chỉ là đi ngang qua, chúng ta Tây Nhung giáo cũng không nguyện ý đắc tội chính đạo tông môn hảo bằng hữu. Xem ra bảo đạo hữu là không có ý định thiện thôi rồi. Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Như là đã bị bảo mẫu nhìn thấu bộ dạng, chẳng lẽ hai vị đạo hữu còn có lựa chọn nào khác a? Phải biết, nơi này chính là tại ta giáo nội địa, dù coi như hai vị có thông thiên triệt địa chi năng, cũng đừng hòng từ Tây Nhung Đại Thảo Nguyên chạy đi. Ta nhìn hai vị hay là ngoan ngoãn hợp tác tốt, bao nhiêu cho mình chừa chút ra mặt. Xấu xí nhung vu cười lạnh, nhẹ nhàng vuốt vuốt râu ngắn, một bộ cao cao tại thượng, trưởng khống hết thảy thần thái. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, bảo đạo hữu chi ngôn, ngược lại cũng không kém. Chỉ bất quá đạo hữu chỉ sợ không nghĩ tới, tung coi như chúng ta trốn không thoát cái này đại thảo nguyên, đó cũng là chuyện sau này. Đạo hữu chẳng lẽ liền không vì tính mạng của mình suy nghĩ à? Cái gì? Xấu xí nhung vu đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh liên tục. Chẳng lẽ các ngươi còn dám động thủ, thật sống được không kiên nhẫn rồi. Ngay sau đó, xấu xí nhung vu bóng người trước mắt lóe lên, liền mất đi Tiêu Phàm bóng dáng. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô so khí tức, bỗng nhiên từ Thiên Diệu tiên tử trên thân bộc phát ra, nháy mắt liền xông phá nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, đạt đến ở phía sau kỳ cảnh giới. Đại tu sĩ, chấm ngoặc kép, xấu xí nhung vu lập tức kinh hãi. Mặc dù hắn cũng đoán được cái này hai tên ngoại lai tu sĩ khả năng ẩn tàng một chút thực lực, cũng không nghĩ tới, trong đó lại có một vị đại tu sĩ, cái này đã coi là thật không thể coi thường. Thiên Diệu tiên tử nhìn qua hắn, khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉa mai.
Mọi người cẩn thận, chấm ngoặc kép, xấu xí Nhung Vu gấp vội kêu lên. Một lời chưa tất, bên người một trận gợn nước ba động vặn vẹo qua đi, Tiêu Phàm thân ảnh xông ra, song phương lập tức trở nên gần trong gang tấc. Long Tượng nặng tay, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Lần này biến khởi khoảng khắc, xấu xí Nhung Vu quá sợ hãi, lại không nghĩ tới, ngoại lai này tu sĩ tại bọn hắn Tây Nhung giáo căn bản trọng địa, vậy mà không có chút nào cố kỵ, nói đánh là đánh, nửa phần giả mượn cũng vô. Nhung Vu sở trưởng người, chính là ma ngẫu luyện chế, thần hồn công kích. Nói đến chém giết gần người, thực tế không phải cường hạng. Nhưng mà trong lúc này, lại không phải do hắn lựa chọn. Bất quá người này chung quy là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mắt thấy nguy hiểm tiến đến, lại cũng không chịu khoanh tay chịu chết, lúc này muốn tế lên pháp bảo, vô luận như thế nào đều là không kịp, bị bất đắc dĩ, đành phải đem toàn thân pháp lực điên cuồng hướng dưới chân huyết ma ngẫu thể nội rót vào. Loại này do trời chim luyện chế mà thành huyết ma ngẫu, bản sự khác cũng chỉ bình thường, am hiểu nhất chính là phi hành kỳ nhanh, tiến thối nhanh nhẹn, tại cái này quan trọng trước mắt, Nhung Vu là muốn mượn ma ngẫu nhanh nhẹn đến tránh thoát một kiếp. Theo chân nguyên pháp lực đại lượng rót vào, nguyên bản màu nâu xanh trời chim ma ngẫu, toàn thân bỗng nhiên trở nên ân hồng tự huyết, phảng phất có máu tươi muốn nhỏ giọt xuống, cánh khẽ vỗ, liền hướng một bên chớp nhoáng mà đi. Chỉ bất quá, ma ngẫu động tác lại nhanh nhẹn, cũng vẫn là chậm một nhịp. Hô, một tiếng, Tiêu Phàm thiết quyền đã oanh đến phụ cận. Một cỗ khiến người hít thở không thông khí tức cường đại, chạm mặt tới, nháy mắt cơ hồ ép tới xấu xí Nhung Vu ngay cả khí đều không kịp thở. Giờ khắc này, Nhung Vu sắc mặt đột biến, mặt xấu xí bên trên tràn ngập vẻ sợ hãi. Lại cũng không nghĩ ra, cái này trẻ tuổi tu sĩ chính đạo, chém giết gần người thời điểm, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng khổng lồ. Chỉ là giờ phút này, hắn thực tế đã tới không kịp làm ra cái khác bất kỳ phản ứng nào, bối rối phía dưới, đành phải hướng về Tiêu Phàm thiết quyền, toàn lực một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tên này nguyên anh trung kỳ xấu xí Nhung Vu cùng dưới chân hắn trời chim ma ngẫu, bị Tiêu Phàm một quyền oanh bay lên, trọn vẹn bay ra hơn 10 trượng, mới đánh lấy mâm tráng bánh, hướng phía dưới rơi xuống. Người còn giữa không trung, Nhung Vu liền hé miệng đến, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Mà dưới chân hắn đầu kia trời chim ma ngẫu, càng là không chịu nổi, trực tiếp liền bị Long Tượng nặng tay to lớn cự lực, oanh thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Vẻn vẹn chỉ là tương đương với kim đan hậu kỳ cấp 9 trời chim. Dù coi như bị luyện thành ma ngẫu, tại Long Tượng nặng tay cự lực trước mặt, hoàn toàn không có nửa phân kháng cự chi lực. Kia xấu xí Nhung Vu chưa tại không trung ổn định thân thể, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, nháy mắt liền tới hắn phụ cận, như bóng với hình. Cùng Vu Linh truyền nhân tác chiến, chém giết gần người, tự nhiên là thủ đoạn cao nhất, đã một kích thành công, Tiêu Phàm nơi nào sẽ còn để hắn thong thả lại sức. Không tốt, chấm ngoặc kép, mắt thấy Tiêu Phàm quyền thứ hai cũng đã oanh sát mà tới. Xấu xí Nhung Vu quát to một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lần này, hắn càng thêm không có sức lực chống đỡ. Lại là, oanh, một tiếng, Nhung Vu cũng không mạnh mẽ thân thể, lập tức bị oanh sát thành một đoàn huyết vụ, huyết nhục văng khắp nơi. Đáng thương vị này Nhung Vu, cũng đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, bất ngờ không đề phòng, ngay cả chịu Tiêu Phàm hai quyền, một thân bản lĩnh, thậm chí ngay cả nửa điểm đều thi triển không ra, đã cốt nhục thành bùn. Siêu, hơn 10 đạo màu đỏ tươi huyết vụ, trong chớp nhoáng tòng quân vu vỡ vụn trong thi thể bắn ra, mỗi một đoàn trong huyết vụ, đều cất giấu một vài tấc cao đen nhánh nguyên anh, nhìn qua không khác nhau chút nào, vừa xông lên ra ngoài thân thể, liền thi triển thuấn di chi thuật, hướng 4 phương 8 hướng kích xạ mà đi. Tiêu Phàm thần niệm vội vàng đảo qua, phát hiện mỗi một cái nguyên anh, khí tức đều là giống nhau như đúc, phân không ra gì người làm thật gì người là giả, thậm chí có khả năng toàn đều là thật. Cái này Tây Nhung giáo Nhung Vu, lại có thể trong nháy mắt phân liệt mình nguyên anh, làm cho chạy trốn tỷ lệ tăng nhiều. Dù là Tiêu Phàm đánh trận kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối này cũng có chút trở tay không kịp, vội vàng thôi động lôi điện tiến hành công kích, trong lúc vội vã cũng chỉ có thể diệt sát trong đó 3-4 đạo nguyên anh, còn lại 5-6 đạo nguyên anh, lại thừa cơ trốn được xa, lại cũng khó có thể đuổi kịp. Cũng là tối hậu quan đầu bảo mệnh hảo thủ đoạn. Chương 1242, chọc tổ ong vỏ vẽ. Khi nguyên anh trung kỳ xấu xí Nhung Vu nguyên anh phân liệt đào tẩu thời điểm, thủ hạ của hắn đã sớm bị Thiên Diệu Tiên Tử diệt sát trống không. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ Nhung Vu mang theo hơn 10 tên kim đan kỳ đệ tử, dù coi như lại thêm hơn 10 ngày hôm trước chim ma ngẫu, lại nơi nào chống đỡ được Thiên Diệu Tiên Tử lôi đình thủ đoạn. Chỉ là Tiêu Phàm đánh bại cùng giai Nhung Vu tốc độ nhanh chóng,
để Thiên Diệu tiên tử ám lấy làm kinh hãi. Khoảng thời gian này, nàng mặc dù cùng Tiêu Phàm ngày đêm ở chung, song túc song phi, cũng biết Tiêu Phàm tiến cảnh thần tốc, công lực nay không phải thích so, lại cũng chưa từng ngờ tới vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế, cùng giai tu sĩ, đừng bảo là sức hoàn thủ, cơ hồ ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, nháy thời gian nháy mắt, liền bị đánh nổ. Nếu như không phải cái này Nhung Vu Nguyên Anh phân liệt chi thuật có chút đặc biệt, chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh đều không cách nào chạy thoát. Bất quá Thiên Diệu tiên tử kinh ngạc cũng chưa tiếp tục bao lâu, lập tức liền bị sầu lo thay thế. Bóng người lóe lên, Hỗn Nguyên thượng nhân đến phụ cận. Nguyên bản hắn là cảm thấy không đúng, lập tức chạy tới chi viện, ai ngờ người còn chưa tới, bên này liền đã đánh xong, Nhung Vu đội tuần tra, diệt sát phải sạch sẽ. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng nhìn thấy, xấu xí Nhung Vu mấy sợi phân hồn chạy thoát. Hỏng bét, chọc tổ ong vò vẽ, nhất định phải lập tức rời đi nơi này, càng nhanh càng tốt. Hỗn Nguyên thượng nhân sau mi nhăn lại, nói, nơi này đã là Tây Nhung đại thảo nguyên chỗ sâu, Tây Nhung giáo nội địa, Nhung Vu tập trung nhất chỗ, không sợ bọn họ một nhóm 10 người bản sự thông thiên, ở đây cũng là bị làm sủi cảo mệnh. Thừa dịp hiện tại Tây Nhung giáo chủ lực chưa kịp phản ứng, lập tức bỏ trốn mất dạng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thiên Diệu tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói, đã sớm nói có đao binh chi ách, hết lần này tới lần khác không nghe, hừ. Ngũ hành thần toán, lúc trước Tiêu Phàm cũng đã nói, muốn hướng chính Tây Phương đi. Không thẳng xu thế Thiên Ma Thành, mọi người ai đều không nghe khuyến cáo, bây giờ quả nhiên tại cái này Tây Nhung giáo nội địa gặp đại phiền toái. Tiên tử, hiện tại cũng không phải phàn nàn thời điểm, hay là đi nhanh lên đi, mỗi chỉ hoãn một phân. Liền nhiều một phân nguy hiểm. Hỗn Nguyên thượng nhân giờ phút này nơi nào có công phu cùng Thiên Diệu tiên tử cãi lại, một lời chưa tất, dưới chân độn quang sáng sớm, hướng về đông nam phương hướng, bay đi. Chính là lai lịch của bọn họ, Hỗn Nguyên thượng nhân quyết định này không thể nghi ngờ cực kỳ chính xác. Đã chọc tổ ong vò vẽ, tiếp tục tiến về Thiên Ma Thành rõ ràng trở nên không thực tế, kia là thuần túy tìm chết. Vô luận hướng đông hay là hướng tây, cũng vẫn như cũ là tại Tây Nhung Thảo Nguyên nội địa. Rất dễ dàng rơi vào Nhung Vu đại quân trùng điệp trong vòng vây. Duy chỉ có hướng về phía đông nam hướng đào tẩu, còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì cao giai Nhung Vu trước đó vài ngày đã toàn bộ nhận lệnh chạy tới tổng đàn, đông nam phương hướng, trước mắt 10 điểm trống rỗng. Cơ hồ không có cao giai Nhung Vu trấn thủ, chỉ muốn xông ra Tây Nhung đại thảo nguyên, độ quá đại hải, tiến vào Thiên Mã đại lục, chính là tu sĩ chính đạo địa bàn. Dưới mắt chính ma hai đạo đã toàn diện ngưng chiến. Liệu tất Tây Nhung giáo cũng không sẽ bởi vì chuyện này ngang nhiên xé bỏ hòa ước, hướng Thiên Mã đại lục chính đạo tông môn phát động toàn diện tiến công. Một chút hy vọng sống. Toàn hệ tại đây, Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử liếc nhau, cũng không chút do dự đi theo. Lập tức ba người lại cũng không lo được che giấu mình tu vi thật sự, tốc độ bay toàn bộ triển khai, hóa thành ba đạo chói mắt độn quang. Hướng về phía đông nam hướng kích xạ mà đi. Lúc này, ba người chênh lệch liền hiện ra. Hỗn Nguyên thượng nhân không hổ là thành danh nhiều năm đại tu sĩ, danh xưng nhạc Tây địa khu đệ nhất cao thủ, tu vi cực cao, dù coi như tại đại tu sĩ bên trong, cũng là siêu quần bạt tủy. Cái này một toàn lực lao vùn vụt, quả nhiên là nhanh như thiểm điện, khoảnh khắc liền đem Thiên Diệu tiên tử cùng Tiêu Phàm quên hết đi, khoảng cách song phương dần dần kéo ra. Nguyên bản Thiên Diệu tiên tử tại đại tu sĩ quần thể bên trong, tính được là cường thủ, bất quá những năm này tránh né truy sát, lại tự tổn bản mệnh chân nguyên. Trợ Tiêu Phàm tiến giai, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, ngược lại còn không bằng năm đó thời kỳ toàn thịnh, bây giờ toàn lực Mercedes-Benz, Tiêu Phàm nhưng cũng có thể theo kịp. Bất quá cùng phía trước Hỗn Nguyên chân nhân khoảng cách, lại là càng kéo càng xa, trong nháy mắt, Hỗn Nguyên thượng nhân liền biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời tầng mây dày đặc bên trong. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua thần hồn ấn ký, Tiêu Phàm cũng có thể cảm ứng được, Âu Dương Minh Nguyệt tiểu tổ cùng Hắc Uyên ba lãnh chúa đều đã quay đầu mà đi. Rất rõ ràng, bọn hắn bộ dạng cũng đã bại lộ, không thể không kiệt lực đào mệnh. Cùng bọn hắn mở đủ mã lực tốc độ cao nhất chạy trốn khác biệt, Tây Nhung Thảo Nguyên tạm thời còn yên tĩnh, giống như quá khứ, không có bất kỳ cái gì tiếng vọng. Thực tế là địch thủ quá mạnh, ba chi đội tuần tra nháy mắt toàn diệt, căn bản liền còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, Tiêu Phàm bọn hắn trước hết chạy ra. Nhưng dạng này bình tĩnh cũng chưa tiếp tục quá lâu, ước chừng 30 phút sau về sau. Trên thảo nguyên không bỗng nhiên kèn lệnh huyết dài, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ngay sau đó, từng đội trời chim ma ngẫu, tự đại trên tòa thần miếu tầng trong lỗ thủng bắn ra, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận chói tai tiếng quái khiếu, hai cánh chấn động, trực tiếp hướng về phía đông nam hướng đuổi theo mà đi.
đồng thời còn có số ít trời chim ma ngẫu, tứ tán ra, hướng những phương hướng khác bay đi. Không hề nghi ngờ, những này là lính liên lạc. Đã sớm không biết bao nhiêu năm, tại Tây Nhung giáo nội địa không từng có dạng này báo động phát sinh. Lại có người dám xâm nhập Tây Nhung thảo nguyên diệt sát Tây Nhung giáo cao giai Nhung Vu, quả thực là to gan lớn mật. Tây Nhung giáo cao tầng tức giận có thể nghĩ, vô luận như thế nào, cũng muốn đem những này kẻ ngoại lai một cỗ toàn diệt, không khiến một người lọt lưới. Theo sát tại những ngày này chim ma ngẫu sau lưng, là một đội lại một đội Nhung Vu đại quân, tại đại thần trước miếu xếp hàng chỉnh tề, lập tức tại cao giai Nhung Vu chỉ lệnh dưới, cuồn cuộn hướng về phía trước đánh tới. Trong lúc nhất thời sát khí càn quét mà lên, thẳng ngút trời. Tại kim tự tháp trên đỉnh tháp, một tên người mặc tuyết trắng trường bào râu quai nón lão giả, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên vô cùng vô tận Nhung Vu đại quân, sắc mặt âm trầm. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy mấy tên khác đồng dạng thân mặc áo bào trắng Nhung Vu, một người trong đó, ngay tại râu quai nón lão giả bên cạnh thân, dáng người thon gầy, thần sắc hung ác nham hiểm, thấp giọng nói, giáo tôn, căn cứ mắt trước truyền đến tin báo, những này kẻ ngoại lai tu vi không thấp. Ít nhất đều tại Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, trong đó thậm chí còn có mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ. Giáo tôn vì sao điều động những này đệ tử cấp thấp tiến về bắt? Ngụ ý, có chút không hiểu. Sơ quai nón lão giả lắc đầu, trầm giọng nói, chi quân đội này, chúng ta huấn luyện rất nhiều năm, bây giờ lập tức liền muốn đi đến toa ma giới tác chiến, chân thực chiến lực đến cùng như thế nào, vừa vặn nhân cơ hội này kiểm nghiệm một chút. Những này kẻ ngoại lai tu vi càng cao, càng là tốt đá thử đao. Hung ác nham hiểm Nhung Vu khom người nói, giáo tôn nhìn thấy cực kỳ, đệ tử chỉ là lo lắng, những này đê giai giáo chúng tử thương quá nặng, không khỏi áp chế động nhuệ khí. Sâu quai nón lão giả lạnh lùng nói, tại ta giáo nội địa, nhóm này kẻ ngoại lai sớm đã trở thành chim sợ cành cong, tu vi lại cao, 10 thành chiến lực cũng bất quá còn lại 6-7 thành, có gì phải sợ chỗ. Bản giáo giáo chúng, đâu chỉ 1 triệu, tử thương một chút, tính được cái gì. Ngược lại là cao giai đệ tử tu luyện không dễ. Mỗi tổn thương một cái đều quá đáng tiếc. Có thể sử dụng những này đê giai giáo chúng đổi lấy kẻ ngoại lai tính mệnh, kia là tốt nhất. Vâng, giáo tôn, hung ác nham hiểm Nhung Vu bận bịu tức cung kính đáp. Sâu quai nón lão giả trầm ngâm nói, ta chỉ là có chút kỳ quái, những này tu sĩ chính đạo, bỗng nhiên chạy đến ta Tây Nhung thảo nguyên đến làm gì? Chẳng lẽ bọn hắn có mưu đồ gì? Hung ác nham hiểm Nhung Vu nói, thỉnh giáo tôn yên tâm, muốn biết rõ ràng cái này cũng dễ dàng. Cùng bắt lấy những này kẻ ngoại lai, lục soát một chút hồn liền minh bạch. Sâu quai nón lão giả chậm rãi gật đầu, nói truyền lệnh xuống, đối nhóm này kẻ ngoại lai, muốn hết sức bắt sống, không muốn tổn thương tính mạng bọn họ, nhất là không muốn tổn thương nguyên thần. Vâng, cần tuân giáo tuân lệnh dụ. Hung ác nham hiểm Nhung Vu khom người lĩnh mệnh, lập tức quay người, hướng sau lưng khoanh tay đứng thẳng một tên khác Nhung Vu truyền đạt giáo tôn chỉ lệnh. Tây Nhung giáo phản ứng, tính được là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng mà chờ bọn hắn truy binh từ thần miếu bên trong ra chen chúc mà ra thời điểm, Tiêu Phàm bọn hắn sớm đã chạy ra không biết bao xa. Những ngày kia chim ma ngẫu tốc độ bay dù nhanh, lại nơi nào có thể cùng hậu kỳ đại tu sĩ đánh đồng. Tiêu Phàm mặc dù tu là thấp nhất, tốc độ bay lại không chút nào tại bình thường đại tu sĩ phía dưới. Về phần những cái kia xếp trận thế Nhung Vu đại quân, ngự khí phi hành, càng là ngay cả kẻ ngoại lai cái bóng đều nhìn không thấy. Bất quá những thống binh kia cao giai Nhung Vu lại không thèm để ý chút nào, chỉ là siết buộc bộ hạ, đi chậm rãi, có phải là có thể đuổi kịp những cái kia kẻ ngoại lai, tựa hồ căn bản liền không để tại bọn hắn trong lòng. 3 ngày sau đó, tầm bảo đoàn gặp nhóm đầu tiên ngăn chặn người. Nhóm này Nhung Vu nhân số đông đảo, hẹn có mấy vạn chi chúng, từ số ít cao giai Nhung Vu xuất lính, từ đại thảo nguyên đông bộ đánh tới, ở nửa đường bên trên ngăn chặn tốc độ cao nhất chạy trốn tầm bảo đoàn. Tầm bảo đoàn hay là chia ra đào tẩu. Vẫn chưa tua tủa như lông nhím một đoàn. Những này đại tu sĩ, đa số quen thuộc đơn độc làm việc, đơn độc tác chiến, có thể không hề cố kỵ thỏa thích phát huy. Đương nhiên, quen thuộc tiểu đoàn đội tác chiến là thích hợp nhất, đã có thể thỏa thích phát huy, lại có thể tương hỗ chi viện. Tầm bảo đoàn 10 người, trên thực tế chia đội 5. Hắc Huyên 3 lãnh chúa một đội, Huệ Thiên Hào Đái Thành Long một đội, Hỗn Nguyên Thượng Nhân một đội, Tiêu Phàm Thiên Diệu Tiên Tử Thần Toán Tử một đội, ngoài dữ liệu chính là Âu Dương Minh Nguyệt cũng đơn độc hành động, vẫn chưa cùng Huệ Thiên Hào Đái Thành Long cùng một chỗ. 5 đội nhân mã đều trước sau cùng nhóm này ngăn chặn bộ đội giao chiến đấu tiếp tục thời gian đều không dài. Đại tu sĩ nhóm thi triển lôi đình thủ đoạn, trong thời gian ngắn nhất đánh tan chính diện chi địch, xông phá ngăn chặn, tiếp tục bỏ trốn mất dạng. Ai cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu cùng những này đê giai Nhung Vu dây dưa.
mỗi nhiều trì hoãn một phân, nguy hiểm liền phóng đại một phân. Đạo lý này, ai đều hiểu. Dù là như thế, dù sao vẫn là bị trì hoãn không ít thời điểm. Đến ngày thứ năm thời điểm, một đại đội mấy chục ngàn đê giai nhung vu tạo thành quân đội, từ phía Tây giết tới. Rất rõ ràng, Tây Nhung giáo có đặc thù đưa tin thủ đoạn, toàn bộ Tây Nhung thảo nguyên nhung vu đại quân đều đã động viên, chính liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng bên này bao vây chặn đánh mà tới. Lại là một trận kịch chiến. Không chút huyền niệm, những này đê giai nhung vu cố nhiên nhân số đông đảo, đối mặt một đám ngưu bức hống hống đại tu sĩ, bọn hắn tạo thành phòng tuyến cơ bản liền cùng giấy đồng dạng, qua trong giây lát liền bị xé thành thất linh bát lạc. Đại tu sĩ nhóm từ xé mở lỗ hổng bên trong, gào thét mà qua. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử như trước vẫn là rơi vào cuối cùng bên cạnh một tổ. Ngày thứ 10, số lớn nhung vu đại quân, đối diện từ đông nam phương hướng lái tới. Phía trước rất nhanh liền tiếng giết rung trời, xông lên phía trước nhất Hắc Uyên ba lãnh chúa, dẫn đầu cùng nhóm này nhung vu đại quân giao chiến. Làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nhóm này nhung vu sức chiến đấu, rõ ràng so phía trước hai nhóm còn mạnh hơn nhiều, nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, tu vi cũng muốn còn mạnh hơn. Bất quá vẫn như cũ không ngăn cản nổi bọn hắn, không bao lâu, Hắc Uyên ba lãnh chúa liền xé đục cái lỗ hổng, vọt tới. Chương 1243, dạng này chạy không đối. Mắt nhìn lấy phương xa xếp hàng chỉnh tề, chính hướng bên này chậm chậm mở tiến vào nhung vu đại quân, ngay tại cao tốc phi nhanh Tiêu Phàm, bỗng nhiên đè lại độn quang, song mi có chút nhau. Thiên Diệu Tiên Tử cũng chân mày cao lại, thấp giọng nói, tình hình có chút không đúng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, chính hướng bọn hắn bắn tới chi này nhung vu đại quân, cũng không phải là trước đây không lâu cản trở Hắc Uyên ba lãnh chúa cùng Âu Dương Minh Nguyệt cái đám kia nhung vu quân đội. Hắn cùng Thiên Diệu Tiên Tử chạy ở cuối cùng, Hắc Uyên ba lãnh chúa cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người trong lúc vô tình vì bọn họ làm mở đường tiên phong. Mặc dù mỗi lần bị xông đến thất linh bát lạc về sau, nhung vu đại quân đều có thể một lần nữa xếp hàng chỉnh tề, nhưng sĩ khí không thể tránh né sẽ chịu ảnh hưởng, chiến ý suy yếu không ít. Nhưng phía trước chậm chậm tới gần chi này nhung vu đại quân, lại sĩ khí ngang dương, quân dung túc mục, căn bản liền không giống như là trước đó không lâu mới bị đánh bại dáng vẻ. Đây là một chi vừa mới từ nơi không xa bắn tới quân đội, vẫn chưa cùng Hắc Uyên ba lãnh chúa cùng Âu Dương Minh Nguyệt bọn người giao thủ qua. Trốn đến bây giờ, bao vây chặn đánh bọn hắn nhung vu đại quân càng ngày càng nhiều, nhưng mà cách Tây Nhung thảo nguyên biên giới, còn rất xa xôi. Nhưng mà giao chiến số lần lại càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, chúng ta đều không có cùng Nguyên Anh hậu kỳ nhung vu giao thủ qua. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nhẹ nói, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cái này rất khác thường. Theo lý thuyết, lấy Tây Nhung giáo quy mô, trong giáo Nguyên Anh hậu kỳ nhung vu số lượng sẽ không quá ít. Đại lượng kẻ ngoại lai xâm nhập Tây Nhung thảo nguyên nội địa, những này Nguyên Anh hậu kỳ cao giai nhung vu, lại chậm chạp không chịu lộ diện, ở trong đó, xác thực khiến người có phần phí suy nghĩ. Thiên Diệu Tiên Tử nói, có lẽ bọn hắn bị triệu tập đến địa phương khác đi. Từ tại những này nhung vu đại quân số lượng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đến xem, tuyệt không phải thời gian sớm chiều, hẳn là huấn luyện rất nhiều năm, chuẩn bị đánh trận. Giao diện đại chiến đã mở ra, Thiên Ma Đạo làm thất dạ giới đệ nhất đại tông môn, khẳng định là lần này giao diện đại chiến đương nhiên chủ lực cùng đương nhiên thủ lĩnh. Tại sắp điều động đại quân tiến về toa ma giới trước đó, triệu tập tất cả Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ thương lượng đại kế, rất hẳn là. Tiêu Phàm lại lắc đầu, nói, khả năng không lớn. Đừng quên bọn hắn đội tuần tra, đều từ Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lĩnh đội. Nếu như Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều bị rút đi. Kia trung kỳ tu sĩ chính là nhung vu đại quân sức chiến đấu cao nhất, hẳn là tọa trấn trung quân, làm sao có thể được phái ra khi tuần tra đội trưởng. Hơn nữa còn không chỉ một hai cái, mà là cơ hồ tất cả đội tuần tra. Đều từ Nguyên Anh trung kỳ nhung vu dẫn đội. Về tình về lý, đều giải thích không thông, kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, bọn hắn muốn mượn tay của chúng ta. Đến rèn luyện quân đội của bọn hắn, Thiên Diệu Tiên Tử lập tức cho ra cái thứ hai giải thích. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, đây cũng là giải thích hợp lý nhất. Trước dùng vô cùng vô tận đệ tử cấp thấp tiêu hao pháp lực của chúng ta, trì trệ hành động của chúng ta. Chờ chúng ta bị kéo phải sức cùng lực kiệt thời điểm. Những này cao giai nhung vu liền sẽ xuất hiện, một trận chiến định càn khôn. Thiên Diệu Tiên Tử mím môi, rất tán thành, chỉ bất quá, biết rõ địch nhân bố cục, dưới mắt tựa hồ cũng không có rất tốt cách đối phó. Tại Tây Nhung Thảo Nguyên, nhung vu nhóm chiếm cứ hoàn toàn thiên thời địa lợi nhân hòa.
quyền chủ động bị Nhung Vu một mực nắm trong tay, Tiêu Phàm bọn hắn giống như chỉ có thể bị động ứng đối. Không thể như thế chạy xuống đi, nhất định phải cải biến sách lược, nếu không, sớm muộn bị người ta tóm lấy. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Thiên Diệu tiên tử không nói lời nào, lẳng lặng chờ lấy hắn làm quyết định. Căn cứ địa đồ biểu hiện, phía đông bắc có một cái đại thần miếu, nơi đó có truyền tống trận. Truyền tống trận không phải đã quan bế, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Thiên Diệu tiên tử liền ngậm miệng lại, hoàn toàn minh bạch Tiêu Phàm ý tứ. Cái gọi là truyền tống trận quan bế, bất quá là một loại tư duy hình thái. Trên thực tế, truyền tống trận chỉ là đối bọn hắn những này kẻ ngoại lai quan bế, kỳ thật vẫn luôn khống chế tại Tây Nhung giáo trong tay. Chi này Nhung Vu đại quân, hẳn là từ tổng đàn đại thần miếu truyền đưa tới. Làm sao mà biết, Thiên Diệu tiên tử hỏi ngược lại. Bọn hắn mang theo tổng đàn đại thần miếu khí tức, Tiêu Phàm nói, thanh âm tuy nhỏ, ngữ khí lại 10 điểm chắc chắn. Thiên Diệu tiên tử nhìn Tiêu Phàm một chút, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, nàng xác thực chưa từng tại chi này dù sao Nhung Vu đại quân trên thân cảm nhận được không giống bình thường khí tức. Tất cả Nhung Vu, không cũng đều là cùng một loại khí tức a? Chẳng lẽ Tiêu Phàm thần niệm chi lực đã siêu việt nàng? Tiêu Phàm lập tức giải thích nói, muội muội có thể cảm ứng được bọn hắn khí tức khác biệt. Oán linh đem 18 âm ma ngẫu xem như đồ chơi, đối Vu linh truyền thừa rất có nhận biết. Nàng đối Nhung Vu nhận biết phương thức cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nàng là từ thần hồn khí tức đi lên phân biệt Nhung Vu. Chi này chính hướng bọn hắn bắn tới Nhung Vu đại quân, thần hồn nhiễm lấy tổng đàn đại thần miếu khí tức. Nhung Vu ở giữa, tựa hồ cũng có được đặc biệt thần hồn câu thông hình thức. Loại này câu thông hình thức, cái khác truyền thừa nhân loại tu sĩ rất khó lý giải, trời sinh quỷ linh lại có thể trực tiếp cảm ứng được bản nguyên. Thiên Diệu tiên tử nở nụ cười, đối Tiêu Phàm cho khủng bố như vậy trời sinh quỷ linh lấy tên gọi, muội muội, nàng tổng là có chút buồn cười. Ngươi nói là, chúng ta nghĩ biện pháp đi đại thần miếu, lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này. Đúng, Thiên Diệu tiên tử khẽ nhíu một cái lông mày, nói thế nhưng là Tây Nhung thảo nguyên chân chính vượt biển siêu cấp truyền tống trận chỉ có một cái, không tại phía đông tòa thần miếu kia. Chấm ngoặc kép, chúng ta coi như đi phía đông đại thần miếu, thành công khởi động truyền tống trận, mục đích cũng vẫn là tại Thiên Ma đại lục, vẫn tại Thiên Ma đạo phạm vi thế lực bên trong. Đến lúc đó, chỉ sợ đuổi bắt bọn hắn liền không vẻn vẹn chỉ có Tây Nhung giáo Nhung Vu, còn muốn tăng thêm Thiên Ma đạo cái khác ma tu. Cho nên, chúng ta không thể để cho bọn hắn phát hiện, nhất định phải giả mạo bọn hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói rõ kế hoạch của mình. Thiên Diệu tiên tử nghĩ nghĩ, nói, muốn bắt chước khí tức của bọn hắn cũng không khó, chỉ phải lấy được cao giai Nhung Vu Nguyên Anh, ta liền có biện pháp giả mạo. Quan trọng chính là, Nhung Vu ở giữa thần hồn câu thông. Chấm ngoặc kép, thứ này không có cách nào bắt chước, vạn nhất đụng phải cái khác Nhung Vu điều tra, không thể tiến hành thần hồn câu thông, lập tức liền sẽ lộ hãm, phí công nhọc sức. Cái này giao cho muội muội tốt, nàng có biện pháp. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Vạn nhất lớn trong thần miếu có Nguyên Anh hậu kỳ Nhung Vu tọa chấn, lại nên làm như thế nào? Vạn nhất truyền tống đến càng hỏng bét chỗ, lại nên làm như thế nào? Kỳ thật Tiêu Phàm kế hoạch này, cũng không phải là vạn vô nhất thất, trong đó không xác định rất nhiều yếu tố. Thiên Diệu tiên tử lại không có nói ra phản đối. Đang nhìn tình hình trước mắt phía dưới, chân chính 100% hào không phong hiểm hoàn mỹ kế hoạch, kia là không thể nào tồn tại, bất kỳ cái gì kế hoạch đều phải mạo hiểm. Liền tại bọn hắn trò chuyện thời khắc, Nhung Vu đại quân đã bước đến phụ cận, khắp nơi đen nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Chi này Nhung Vu đại quân, số lượng chỉ ít tại 100.000 trở lên. Nhìn qua đội ngũ cực kỳ chỉnh tề, cùng thế giới người phàm đại quân khác biệt duy nhất ở chỗ, chi này nhân số vượt qua 100.000 đại quân, vậy mà không nhìn thấy cờ hiệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng đội chỉnh tề đầu người. Đối với phàm nhân quân đội mà nói, đây là không thể tưởng tượng nổi. Trên chiến trường, 10 vạn đại quân muốn chiếm cứ rộng rãi địa vực, cờ hiệu là lẫn nhau liên lạc cân đối, trên dưới chỉ huy mấu chốt. Không có cờ hiệu, 10 vạn đại quân đừng bảo là đánh trận, muốn có tự đi tiến vào đều làm không được. Nhưng đối với Nhung Vu đến nói, cái này không thành vấn đề. Lẫn nhau ở giữa thần hồn câu thông, có thể để cao giai Nhung Vu hữu hiệu chỉ huy toàn bộ quân đội. Chỉ là trong mắt ngoại nhân, cái này số lượng hàng trăm ngàn đại quân, mỗi người đều giống nhau như đúc, không có gì khác biệt. Rất khó phân biệt ra được, ai mới là nhánh đại quân này thủ lĩnh. Thiên Diệu tiên tử nói được rõ ràng, muốn bắt chước Nhung Vu khí tức, nhất định phải làm tới cao giai Nhung Vu Nguyên Anh, chí ít cũng phải là Nguyên Anh sơ kỳ trở lên. Bất quá cái này cũng khó không được ai.
Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử liếc nhau, bỗng nhiên hóa thành hai vệt độn quang, đón Nhung Vu đại quân, kích bắn đi. Nhung Vu đại quân chỗ sâu, một tên thân mặc áo bào trắng, hốc mắt hãm sâu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên đại hán, lạnh, hừ, một tiếng, khinh thường nói, hay là kiểu cũ. Này người khí tức trên thân có chút cường đại, thình lình có nguyên anh trung kỳ tu vi, đồng thời tựa hồ so bình thường nguyên anh trung kỳ Nhung Vu muốn càng mạnh mấy phân, hiển nhiên là chi này Nhung Vu đại quân thủ lĩnh. Sư huynh, những người ngoại lai này đã thành chim sợ cành cong, chỉ nghĩ nhanh chóng đảo mệnh, tuyệt không cùng chúng ta dây dưa. Trung niên đại hán bên người một tên còm nhom Nhung Vu nói. Tên này, tiểu lão đầu, như Nhung Vu cũng là một bộ bạch bào, hình dung hèn mọn, lại cũng có được nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hừ, lúc này bọn hắn còn muốn dễ như trở bàn tay tiến lên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên Nhung Vu lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, tế ra kim cự nhân. Vâng, hèn mọn Nhung Vu đáp ứng một tiếng, lập tức bờ môi khinh động, lại nghe không được nửa điểm thanh âm. Ngay sau đó, hùng hồn trầm muộn tiếng kèn, tại chiến trường trên không chấn vang lên, ngay tại đẩy về phía trước tiến vào Nhung Vu đại quân, bỗng nhiên dừng lại bước chân, lập tức trận hình biến động, quân tiên phong mấy chục ngàn người phân loại thành hai cái hình tròn đại trận. Những này đồng dạng thân mặc áo bào trắng Nhung Vu đệ tử, mặc dù cấp bậc không cao, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, động tác chỉnh tề vạch một, hiệu suất cực cao. Hai cái hình tròn đại trận vừa mới vừa thành hình. Ở giữa nhất vòng hơn ngàn tên đê giai Nhung Vu liền đồng thời phất tay, từng đạo xích kim sắc từ trong tay bọn họ bay dương mà lên, rất nhanh, hai cái hình tròn đại trận bên trong ương đều bày biện ra lóa mắt xích kim sắc, như là hai vòng xích kim sắc nắng gắt, chính đang chậm rãi dâng lên, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngay tại sóng vai hướng bên này bay vụt mà đến Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử, đồng thời chậm dần tốc độ bay, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Kia hai vòng xích kim sắc nắng gắt chẳng những thanh thế kinh người, đẹp đến mức lóa mắt, mà lại khí tức cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Một lúc bắt đầu, nắng gắt bên trong chỉ là lộ ra trong kim đan kỳ tả hữu tiêu chuẩn, rất nhanh liền tăng tới kim đan hậu kỳ, mà lại không chút nào dừng lại, tiếp tục dâng lên, sau một lát, liền đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, trực tiếp đặt chân nguyên anh sơ kỳ. Ma ngẫu, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm từ đó cảm nhận được ma ngẫu khí tức, chỉ là hai cỗ nguyên anh sơ kỳ ma ngẫu. Nguyên bản cũng không để tại Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử trong mắt. Vấn đề là, hai đoàn xích kim sắc nắng gắt bên trong khí tức, còn tại tăng vọt, không có chút nào ý dừng lại. Rất nhanh, liền lần nữa đột phá nguyên anh sơ kỳ bình cảnh, đưa thân đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Vẫn không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục chướng. Chương 1244, vàng dòng ma ngẫu. Sau một lát, xích kim sắc nắng gắt dần dần tán đi. Hai tên cao lớn cự nhân tại hình tròn đại trận bên trong hiện thân mà ra. Cái này hai tên cự nhân thân cao tới hơn 20 trượng, toàn thân vàng ròng chi sắc, miệng mũi đều đủ, thần thái uy mãnh, lộ ra chừng nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cường đại linh áp. Từng đợt cùng loại Phật ra tiếng phạm sướng, tại hình tròn đại trận bên trong ương vang lên. Là Tây Nhung giáo chú ngữ, Tiêu Phàm hai mắt có chút bắt đầu híp mắt, cùng Thiên Diệu tiên tử liếc nhau. Cái này đội Nhung Vu đại quân. Vậy mà mang theo hai cỗ cao cấp như thế ma ngẫu, nó cảnh giới chi cao, thậm chí không tại Tiêu Phàm thổ ma ngẫu phía dưới, đã đến gần vô hạn hậu kỳ tiêu chuẩn. Mặc dù Tây Nhung giáo là chính tông nhất phu linh truyền thừa, nhưng luyện chế cao giai ma ngẫu, hẳn là cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần biết ma ngẫu chiến lực cực mạnh, tại một đôi một dưới tình hình, cùng giai tu sĩ thường thường không phải ma ngẫu đối thủ. Mà bây giờ, tại chi này 10 vạn người Nhung Vu trong đại quân. Liền mang theo có hai cỗ dạng này cao giai ma ngẫu, đẩy mà quảng chi, chẳng phải là nói, Tây Nhung giáo mới là thất dạ giới cường đại nhất tông môn. Tình hình có chút không đúng lắm, chấm ngoặc kép, Thiên Diệu tiên tử lập tức nói. Nàng mặc dù không có luyện chế qua ma ngẫu, nhưng cũng có thể cảm ứng được, cái này hai cỗ xích kim sắc to lớn ma ngẫu, thân bên trên tán phát khí tức, tựa hồ cùng Tiêu Phàm cỗ kia thổ ma chợt có chỗ khác biệt, thậm chí cùng nàng thấy qua cái khác ma ngẫu đều không có nhiều cùng. Không phải chân thật như vậy, giống như cái này hai cỗ ma ngẫu, là tương đối hư ảo. Đúng lúc này, hai cỗ vàng dòng ma ngẫu hai tay giơ lên, một chi thật dài xích kim sắc ném súng, tại bọn chúng trong tay nổi lên. Vàng dòng ma ngẫu chân trái hướng về phía trước, đùi phải về sau, bày ra bước dáng bắn cung, tráng kiện thân thể hướng về sau nghiêng, giơ lên trong tay thật dài xích kim sắc ném súng. Cái này hai chi ném súng, khả năng chính là vũ khí của bọn nó, có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia như có như không thiếu dung. Đốt, Nhung Vu đại quân niệm chú thanh âm im bặt mà dừng,
cùng nhau phát ra một tiếng quát lớn. Siêu siêu, hai tiếng, vàng dòng ma ngẫu động, hai chi ném súng rời khỏi tay, như là cực nhanh, hướng Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu tiên tử kích xạ mà đến, tốc độ cực nhanh. Thoáng qua liền đến hai người phụ cận, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận hiển hiện, khẽ quát một tiếng, trở tay một đao bổ ra, một đao thật dài màu lam nhạt đao mang, nháy mắt phá toái hư không, đón đầu chém qua. Suy, dài đến vài chục trượng ném súng, bị viêm linh chảm từ đó bổ ra, hóa thành hai mảnh. Thiết diện chỗ trơn nhẵn như gương, lóng lánh càng thêm chói mắt vàng dòng quang trạch. Tiêu Phàm hai tay liền huy, suy suy, không ngừng, viêm linh chảm liên tiếp bổ ra ngoài. Hai chi nhìn qua cực kỳ thô to, không gì không phá ném súng, bị viêm linh chi nhận chém thành mấy chục đoạn, đồng thời cải biến ban đầu phi hành quỹ tích, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tiêu Phàm ánh mắt lại càng thêm sắc bén, chỉ thấy những cái kia tan ra bốn phía ném súng mảnh vỡ, đột nhiên giống nhận một loại nào đó triệu hoán. Bỗng nhiên quay đầu, hướng hai người kích xạ mà đến, mỗi một mảnh mảnh vỡ, đều hóa thành sắc bén vô song mũi tên. Mang theo mãnh liệt duệ kim khí tức, đem phụ cận hư không đều xé rách phải suy suy rung động. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, mấy mảnh kim quang chói mắt phải rồng, tại hắn ngực cùng lúc nổi lên, trong nháy mắt, phải rồng giáp liền đem hắn toàn thân đều bao vây lại. Mà một mực cùng hắn sóng vai đứng thẳng Thiên Diệu tiên tử, lại không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy không che không đậy bại lộ tại đầy trời duệ kim mũi tên hạ. Tiêu Phàm tựa hồ cũng chưa dự định muốn cho nàng một chút che chở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, mấy chục mai duệ kim mũi tên như mưa to chút xuống. Nguyên bản đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh thân uyển chuyển thân ảnh, đột nhiên như là bọt xà phòng điểm điểm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, tan biến tại vô hình. Không biết lúc nào, Thiên Diệu tiên tử sớm liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, liên tục bạo hưởng qua đi, vảy rồng giáp trở nên ổ gà lởm chởm, hiện ra mấy chục cái lớn tiểu không một vết lõm, bất quá lập tức liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt, sau một lát, vảy rồng giáp liền khôi phục nguyên trạng. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, cần biết đây đã là lần thứ ba rèn luyện qua đi vảy rồng giáp, chẳng những gia nhập kim giao vương bản mệnh vảy rồng, còn gia nhập đại lượng mắt đỏ cánh cá mập vật liệu, lực phòng ngự mạnh, dù coi như tại pháp bảo cực phẩm bên trong, cũng có thể nói là nhất thượng đẳng. Ai ngờ lại bị cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu ném súng bắn ra cái này rất nhiều vết lõm, còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Cái này vàng dòng ma ngẫu chiến lực, quả nhiên vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Bất quá Tiêu Phàm kinh ngạc, còn chưa kịp trung niên bạch bào nhung vu chi rất. A, à, thật mạnh lực phòng ngự, chấm ngoặc kép, trung niên bạch bào nhung vu vẻ kinh ngạc, tràn tại nói đồng hồ. Đúng a, à, sư huynh, kim cự nhân thế nhưng là thuần kim loại tính ma ngẫu. Lực công kích là tất cả ma ngẫu bên trong mạnh nhất, ngoại lai này người cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, lấy cứng trọi cứng, ngay cả kim cự nhân đều không đả thương được hắn. Trên người hắn món kia khôi giáp, khẳng định có cổ quái, nói không chừng là một kiện pháp bảo cực phẩm. Chấm ngoặc kép, nói, hèn mọn nhung vu lộ ra tham lam không thôi thần sắc. Pháp bảo cực phẩm bên trong, tính công kích cùng phụ trợ tính chiếm đa số, chân chính chuyên ti phòng ngự phản ngược lại tương đối ít thấy. Dù coi như có, tại pháp bảo cực phẩm bên trong xếp hạng cũng sẽ không quá cao. Bất kể nói thế nào, phòng ngự luôn luôn quá bị động. Tính công kích pháp bảo có thể công nó một điểm không cùng với dư, phòng ngự tính pháp bảo lại nhất định phải vô chỗ không sẵn sàng, đối chất liệu yêu cầu xa so tính công kích pháp bảo cao hơn một chút. Đối với bản thân chiến lực không mạnh, chủ yếu dựa vào ma ngẫu để đền bù nhung vu mà nói, cực phẩm phòng ngự pháp bảo liền càng lộ vẻ chân quý. Nói như vậy, chúng ta được bắt lấy cái này kẻ ngoại lai. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nhung vu trầm ngâm nói, trong mắt tham lam chỉ ý, mảy may cũng không tại hèn mọn sư đệ phía dưới. Hèn mọn nhung vu giật nảy mình, vội vã nói, sư huynh, cái này chỉ sợ không dễ dàng đâu. Tổng đàn cho chúng ta chỉ lệnh, là tận lực trì trệ những này kẻ ngoại lai hành động, tiêu hao bọn hắn chân nguyên pháp lực, cuối cùng một cỗ bao vây tiêu diệt. Đồng thời còn muốn chúng ta tận lực bảo trì thực lực, đừng có quá lớn tổn thương. Chấm ngoặc kép, ta biết, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhung vu rất không kiên nhẫn đánh gãy sư đệ nói rông dài. Ta lại không phải muốn đem những này kẻ ngoại lai đều bắt lấy, ta chỉ cần bắt ở cái này một cái là được. Cho dù có chỗ tổn thương, kia lại sợ cái gì? Chúng ta huấn luyện nhiều như vậy quân đội, vốn chính là chuẩn bị đánh trận. Đánh trận liền có tử thương. Sư huynh, chấm ngoặc kép, đừng nói, truyền lệnh xuống, kim cự nhân toàn lực xuất kích. Hậu quân ra tốc hướng hai cánh vận động. Đem cái này kẻ ngoại lai cho ta bao vây lại, đừng để hắn chạy mất.
mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên Nhung Vu hung tợn nói. Là, chấm ngoặc kép, mắt thấy sư huynh nổi giận, hèn mọn Nhung Vu không dám lại nói cái gì, đành phải khúm núm đáp ứng một tiếng. Lập tức, chú ngữ thanh âm vang lên lần nữa, nguyên bản ném ra ném súng về sau, quang trạch trở nên ảm đạm mấy phần vàng dòng ma ngẫu mặt ngoài lần nữa kim quang lưu chuyển, toàn thân khí tức cũng lần nữa trở nên mạnh mẽ. Xa xa, Tiêu Phàm nhìn xem đây hết thảy, trong mắt dần dần lộ ra vẻ chợt hiểu. Những này vàng dòng ma ngẫu cảnh giới, cũng không phải là thật đạt tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, đây chẳng qua là biểu hiện giả dối. Giống như vàng dòng ma ngẫu lực lượng nguồn suối, đến từ bọn chúng bên người Nhung Vu. Hai cái hình tròn đại trận bên trong mấy ngàn tên Nhung Vu, đồng thời niệm chú, tựa hồ chính là đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức, đem Nhung Vu lực lượng, chuyển rời đến ma ngẫu trên thân. Nhóm này Nhung Vu, đồng giá cũng không tính là cao, tối đa cũng chính là kim đan sơ kỳ, tuyệt đại đa số chỉ là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Loại này cấp thấp tu sĩ, bên trên đại chiến trường, toàn diện đều là pháo hôi. Dù là số lượng lại nhiều, tại tu sĩ cấp cao trong mắt, cũng là không chịu nổi một kích. Đương nhiên, trên lý luận nếu như mấy ngàn tên trúc cơ kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, tất cả lực lượng chồng chất lên nhau, đừng bảo là nguyên anh tu sĩ, liền xem như Ngộ Linh lão tổ, đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh, không muốn anh kỳ phong duệ. Bất quá, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ có thể là trên lý luận, trên thực tế tuyệt đối không thể. Mà Tây Nhung giáo lại thông qua loại phương thức quỷ dị này, đem nơi này luận biến thành hiện thực. Mặc dù cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu không có khả năng đem mấy ngàn tên đê giai Nhung Vu lực lượng tất cả đều tụ lại, chỉ có thể lợi dụng trong đó cực ít một bộ phân, lại cũng đã đầy đủ khả quan, vậy mà để hai cỗ ma ngẫu thực lực chống rỗng tăng trưởng đến nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong. Nhưng lại không biết loại phương thức này, có phải là mỗi một tên Nhung Vu đều sẽ thi triển. Quả thật như thế, Tây Nhung giáo chiến lực đem sẽ gấp bội tiêu thăng. Bất quá, loại hình thức này dùng tại hai quân đại hỗn chiến bên trong. Hiệu quả cố nhiên 10 điểm rõ rệt, nhưng dùng tới đối phó đơn độc tu sĩ cấp cao, coi như quá không tiện. Địch nhân nếu như muốn tránh thoát đi, chẳng lẽ cái này mấy ngàn đê giai Nhung Vu tạo thành đại trận, còn có thể đuổi được không thành? Chỉ là, Tiêu Chân Nhân tựa hồ cũng không có lui tránh xa chi ý, ngược lại hổ khu chấn động, thân thể tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm liền hóa thân thành thân cao hơn 20 trượng siêu cấp cự nhân, cùng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu đồng dạng, đỉnh thiên lập địa. Trong hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hổ gầm một tiếng, bước nhanh chân, hướng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu vọt tới. Ngược lại phải xem thử xem, cái này hai cỗ không giống bình thường vàng dòng ma ngẫu, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Nhung Vu đại quân tiền đạo thấy thế, vô không quá sợ hãi, bối rối phía dưới, vội vã tế lên các loại pháp bảo pháp khí, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm mãnh đánh tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời pháp khí bay loạn, rất là đặc sắc. Lấy Tiêu Phàm tu vi hiện tại, những này đê giai Nhung Vu vội vàng hấp tấp tế ra pháp khí, làm sao có thể bị thương đến hắn. Huống chi, hắn còn người mặc vảy rồng giáp, cự nhân những nơi đi qua, cuốn lên một cơn lốc, vô số đê giai Nhung Vu, bị cỗ này gió lốc càn quét mà lên, bay ra thật xa, một chút né tránh không kịp, tức thì bị cự nhân giẫm tại dưới chân, nháy mắt phấn thân toái cốt, hóa thành thịt muối. Cự nhân tùy ý vung tay lên, đầy trời bay loạn pháp khí càng là gào thét không dứt, bị quét ra thật xa. Trong lúc nhất thời, thảm kêu ngút trời, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề Nhung Vu đại quân tiền đạo, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, đê giai Nhung Vu nhóm đâm quảng đâm xiên, tránh né lấy cái này ma thần đồng dạng cự nhân, loạn cả một đoàn, vậy mà mảy may cũng không thể chậm trễ cự nhân trước tiến vào tốc độ. Mắt thấy Tiêu Phàm chẳng những không né tránh, ngược lại bay thẳng mà trước, trung niên Nhung Vu không những không giận mà còn lấy làm mừng, tràn đầy dữ tợn trên mặt lộ xảy ra ngoài ý muốn cùng vẻ mặt hưng phấn, miệng bên trong hô quát liên thanh. Tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Lập tức bụi đất bay dương, ngay tại hướng hai cánh vận động Nhung Vu hậu quân đại đội bỗng nhiên ra tốc, hướng Tiêu Phàm cuốn tới. Chỉ cần đem ngoại lai này người bao vây lại, mặc hắn bản sự thông thiên, đó cũng là chắp cánh khó thoát. Chương 1245, đánh lén. Nhung Vu đại quân tiền đạo lẫn mất lên, hạch tâm quân đoàn lại là không trốn thoát. Bọn hắn mới là ngưng tụ kim cự nhân mấu chốt, bọn hắn nếu là tránh, cái này nhìn qua uy phong lẫm liệt. Không ai bì nổi hai cỗ kim cự nhân, lập tức liền sẽ tan thành mây khói. Bất quá bọn hắn cũng không có ý định tránh. Lúc trước huấn luyện bọn hắn ngưng tụ kim cự nhân thời điểm, cũng đã dự liệu đến trên chiến trường sẽ xuất hiện loại tình hình này. Bởi vì kim cự nhân uy lực quá mức cường đại, địch nhân sẽ liều lĩnh, đánh trúng lực lượng trước đem kim cự nhân phá hủy, tránh cho mình cấp thấp tu sĩ tạo thành to lớn thương vong.
không ngờ ở đây, diễn luyện, sẽ sớm xuất hiện tình cảnh như vậy. Tại thống binh thủ lĩnh lớn tiếng quát khiến phía dưới, sớm đã loạn cả một đoàn bộ đội tiên phong cố gắng thu nạp, ý đồ lần nữa hình thành sức chiến đấu, vì kim cự nhân tranh thủ đến càng nhiều ngưng tụ sức mạnh thời gian. Tiên phong quân đoàn ương ngạnh chặn đánh, Tiêu Phàm trước tiến vào tốc độ quả nhiên chậm lại. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên Nhung Vu không khỏi đại hỉ. Dạng này chậm phải dừng một chút, vàng dòng ma ngẫu cũng đã khí thức tăng vọt, lần nữa đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, đồng thời cánh tay một dương, lại là hai viên ném súng hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tương đối mà nói, vàng dòng ma ngẫu thủ đoạn công kích có chút đơn một, nhưng uy lực to lớn rất tốt đền bù cái này không đủ. Nhất là lên chiến trường đại hỗn chiến thời điểm, vàng dòng ma ngẫu ném súng, tại xé rách địch quân trận hình phương diện, có không tưởng được hiệu quả. Tại đại chiến trên chiến trường, cấp thấp thu sĩ bình thường đều nhất định phải kết thành trận thế mới có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nếu như từng người tự chiến lời nói, tại tu sĩ cấp cao trước mặt, cơ hồ không có chút nào kháng cự chi lực. Đối mặt với hai chi gào thét mà đến ném súng, thanh kim sắc phẩy rồng cự nhân gầm lên giận dữ, duỗi ra hai bàn tay to, không chút do dự bắt lấy ném súng. Tại bắt ở ném súng nháy mắt, phẩy rồng cự nhân thân thể chấn động mạnh một cái, hướng về phía trước bước chân im bặt mà dừng. Tại to lớn quán tính tác dụng phía dưới, cao tới hơn 20 trượng thân thể, ngạnh sinh sinh bị đâm đến lui về sau đi, hai chân xâm nhập đồng hồ, vạch ra hai đạo rãnh sâu. Một chút đứng được rất gần Đê Giai Nhung Vu, thừa cơ nhao nhao thả ra pháp khí. Hướng cự nhân nửa người dưới tấn công mạnh mà đi, nhưng ở vảy rồng giáp biến thái phòng hộ phía dưới, những này pháp khí cấp thấp đánh vào vảy rồng giáp bên trên, như là pháo hoa nở rộ, không có chút nào tác dụng. Hai chi ném súng vừa tóm vào trong tay, lập tức liền bắt đầu giãy giụa vặn vẹo, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát phải rồng cự nhân trưởng khống. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nâng hai cánh tay lên. Đem thật dài ném súng hướng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu ném trở về, tiếng gió rít gào, thế như bôn lôi. Hai tên kim cự nhân đối này lại là làm như không thấy. Xuy xuy, hai tiếng, ném súng tại vàng dòng ma ngẫu thân thể to lớn bên trên xuyên ra hai cái đại lỗ thủng. Vàng dòng ma ngẫu kim sáng lóng lánh, trong khoảnh khắc. Ném súng liền dung nhập vào ma ngẫu thể nội, ngực lỗ thủng lớn cũng phi tốc dung hợp, nháy mắt liền khép lại như lúc ban đầu, ngay cả một điểm vết tích đều không nhìn thấy. Nhìn thấy một màn này, trung niên Nhung Vu liền cười, cười đến dáng vẻ rất vui vẻ. Cái thằng này có phải là ngốc, thế mà dùng kim cự nhân binh khí phản sát trở về. Hèn mọn Nhung Vu cũng cười, nói, sư huynh, xem ra người này đầu não không dùng được. Phải bắt được hắn, ứng sẽ không phải quá khó. Hừ, truyền lệnh xuống, chấm ngoặc kép, một lời chưa tất, trung niên Nhung Vu mặt mũi tràn đầy dữ tợn bỗng nhiên vặn lên, trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, không khỏi một tiếng quát lớn. Người nào, liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một trận gợn nước ba động qua đi, một đạo áo đen váy đen uyển chuyển thân hình nổi lên, mặt mũi tràn đầy băng hàn chi sắc, chính là Thiên Diệu Tiên Tử. Nguyên bản một mực đứng tại Tiêu Phàm bên người Thiên Diệu Tiên Tử, bỗng nhiên vô thanh vô tức liền đến nơi này. Trung niên Nhung Vu bỗng nhiên ý thức được, Tiêu Phàm ở phía trước náo ra như vậy động tĩnh lớn, vậy mà đối cứng hai cỗ vàng dòng ma ngẫu, vì chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, vì Thiên Diệu Tiên Tử thần không biết quỷ không hay lấn đến bên cạnh hắn đánh yểm trợ. Đáng tiếc hắn còn đang chê cười người ta Tiêu chân nhân, trí thông minh. Chỉ tiếc, lúc này mới hiểu được, thực tế là quá trễ. Bóng người lóe lên, Thiên Diệu Tiên Tử liền đến hắn phụ cận, năm ngón tay như câu, vào đầu bắt đem xuống dưới, động tác nhanh như thiểm điện. Trung niên Nhung Vu giật nảy cả mình, dưới chân độn quang cùng một chỗ, gấp phía bên trái tránh. Vu linh truyền nhân đại đa số đều không am hiểu chém giết gần người. Trung niên Nhung Vu có nguyên anh trung kỳ tu vi, nguyên vốn cũng không là tốt như vậy sống chung. Ngang tay đối đầu, Thiên Diệu Tiên Tử muốn vô thanh vô tức lấn đến bên cạnh hắn. Không để hắn phát giác, thế chỗ khó có thể. Chỉ là hắn thân ở 10 vạn đại quân khu vực trung ương, bốn phía đều là chồng chất môn nhân đệ tử hộ vệ, phía trước Tiêu Phàm lại đang cùng hai cỗ kim cự nhân đánh cho náo nhiệt, chưa từng nghĩ đến, Thiên Diệu Tiên Tử sẽ bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xuất hiện. Siêu, một tiếng, hư giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một mực đen nhánh móng vuốt, hơn một trượng chi cự, không chút khách khí, tiếp tục hướng hắn vào đầu bắt xuống dưới. Móng vuốt chưa trước mắt. Trung niên Nhung Vu liền chỉ cảm thấy bốn phía không khí mãnh mà trở nên như là ngưng kết, thân thể lập tức trở nên thoáng như ngàn cân chi trọng, ngay cả di động nửa bước cũng khó khăn. Thiên Diệu Tiên Tử huyễn hóa ra đến cái này đen nhánh móng vuốt, cũng không phải phổ thông pháp thuật, mà là từ pháp bảo cực phẩm kích phát ra đến,
chính là Thiên Diệu Tiên Tử tuyệt kỹ thành danh. Vô luận chém giết gần người hay là cự ly xa công kích, đều uy lực to lớn. Cái này trung niên Nhung Vu đến cùng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù so sánh với Thiên Diệu Tiên Tử còn có vẻ không bằng, lại cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy bị cầm xuống. Mắt thấy tình thế nguy cấp, một cỗ khó có thể tưởng tượng to lớn cự lực, bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Người này có thể làm một nhánh đại quân thống lĩnh, cũng là vô cùng có quyết đoán người, tại cái này cấp bách nháy mắt, không chút do dự kích phát bản mệnh pháp bảo bản nguyên chi lực, nháy mắt liền thoát khỏi đen nhánh móng vuốt giam cầm. Cứ việc cứ như vậy, sẽ làm cho bản mệnh pháp bảo bản nguyên bị hao tổn, nhưng quan trọng trước mắt, cũng không lo được những này. Cứu mạng quan trọng, thoáng giãy giụa thoát đen nhánh móng vuốt giam cầm, trung niên Nhung Vu lập tức phía bên trái bên cạnh trong phương trận kích bắn đi. Bên kia là hắn thân vệ đại quân, từ hắn đồ tử đồ tôn lĩnh quân, trang bị hoàn mỹ nhất, sức chiến đấu cường hãn nhất, trung niên Nhung Vu cố ý đem chi này thân vệ thả ở bên người, vốn là dự định tại thời khắc mấu chốt làm đòn sát thủ sử dụng, không nghĩ tới hôm nay mình ngược lại cần nhờ chi này thân vệ quân bảo hộ. Lần này, hai cái này kẻ ngoại lai có chút cổ quái, không giống như trước như thế, trực tiếp xông phá đại quân ngăn chặn, bỏ trốn mất dạng, ngược lại đem hắn tên này đại quân thống soái xem như chặn giết mục tiêu, chẳng lẽ bọn hắn dự định bằng hai người chi lực, đem cái này 100.000 Nhung Vu đại quân toàn bộ tiêu diệt. Bên kia thân vệ quân phương trận mắt thấy thống soái nguy cấp, phát một tiếng hô, cũng nhanh chóng hướng bên này tiến lên đón. Trung niên Nhung Vu nhẹ nhàng thở phào một cái, thần sắc trên mặt nhẹ nhõm mấy phân. Chỉ cần hắn có thể kịp thời và thân vệ quân đội trận tụ hợp, Thiên Diệu Tiên Tử có thể vì lại lớn, cảnh giới lại cao, lẻ loi một mình, cũng không có khả năng tại trong thiên quân vạn mã lại làm bị thương hắn. Đúng lúc này, ba, một tiếng vang nhỏ, cảm giác bên trên, tựa hồ có người nào bỗng nhiên đến chắp sau lưng. Ai, chấm ngoặc kép, trung niên Nhung Vu mới làm cho một chữ, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên tại phía sau hắn bộc phát ra. Không tốt, mặc dù biết rõ tình hình không đúng, tại cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, trung niên Nhung Vu cũng đã không có mảy may ngăn cản né tránh chỗ trống. Bỗng nhiên tại phía sau hắn xuất hiện người kia, cơ hồ là áp sát vào phía sau lưng của hắn. Hô hô vui vẻ, đây là nặng nề đến cực điểm binh khí cao tốc vạch phá không khí chỗ sinh ra ngột ngạt thanh âm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trung niên Nhung Vu chỉ cảm thấy đầu, ông, bạo hưởng, lập tức liền mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Bốn phía Nhung Vu đồng thời há to miệng, hoảng sợ nhìn lấy bọn hắn thống soái đầu tại hai thanh to lớn thổ hoàng sắc cự trùy giáp công phía dưới, như cái trái dưa hấu vỡ ra, máu tươi cùng óc văng khắp nơi. Thân cao hơn một trượng thổ ma ngẫu uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó, tay cầm song chùy, như cái đòi mạng ma thần đồng dạng, hung thần ác sát về phần cực điểm. Ma ngẫu, một bên hèn mọn Nhung Vu, miệng há lớn, gắt gao tiếp cận thổ ma ngẫu, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngày bình thường diễu võ dương oai, không ai bì nổi sư huynh, cứ như vậy chết rồi. Bị một bộ thổ ma ngẫu diệt sát, nói đến, cũng không trách trung niên Nhung Vu quá bất cẩn, thực tế là ai đều không nghĩ tới, nhóm này kẻ ngoại lai thế mà cũng tùy thân mang theo ma ngẫu, thậm chí còn là đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong siêu cấp ma ngẫu. Thổ ma ngẫu mượn nhờ xuất thần nhập hóa thuật độn thổ vụng trộm dưới đất tới gần, trung niên Nhung Vu thế mà không có chút nào phát giác. Hắn chung quanh, đều là vu linh truyền nhân, còn có không ít các thức ma ngẫu, hoàn toàn đem thổ ma ngẫu khí tức che giấu rơi, lại có thể nào nghĩ đến, sẽ có một bộ ma ngẫu xuất thủ tới đối phó mình. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu địch nhân chết tại hắn luyện chế ma ngẫu phía dưới, kết quả là mình cũng bị ma ngẫu giết chết, chết được thật không oan. Bất quá cho dù ai cũng biết, vu linh truyền nhân nguyên thần cường đại, nhục thân bị diệt, không có nghĩa là hết thảy hoàn tất. Chỉ thấy hắc mang lóe lên, từ trung niên Nhung Vu không đầu thi thể chi bên trong bay ra một đạo cao mấy tấc màu đen Nguyên Anh, đồng dạng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng trung niên Nhung Vu bộ dáng, chỉ là co lại tiểu vô số lần, oán độc vô cùng nhìn chằm chằm thổ ma ngẫu một chút, toàn thân hắc mang lấp lánh, lóe lên liền đến mấy trượng bên ngoài, muốn ỉ vào Nguyên Anh thuấn di thuật, bỏ trốn mất dạng. Còn muốn đi, Thiên Diệu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, to lớn màu đen móng vuốt nổi lên, trực tiếp hướng đã bắt đầu thi triển thuấn di thuật trung niên Nhung Vu Nguyên Anh bắt tới. Vừa rồi trung niên Nhung Vu còn có thể lập tức kích phát bản mệnh pháp bảo bản nguyên chi lực, tránh thoát màu đen móng vuốt giam cầm, lúc này nhục thân đã hủy, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, nơi nào còn có thể chống cự được. Màu đen móng vuốt vừa mới trước mắt, Nguyên Anh toàn thân lòe lòe hắc mang liền cực nhanh ảm đạm đi, như là lâm vào một cái cự đại vũng bùn, mỗi một tấc di động đều trở nên cực kỳ gian nan. Trừ phi là cao giai quỷ tu,
có thể đem Nguyên Anh cùng thân thể luyện hóa thành một thể, nếu không bất kỳ tu sĩ nào Nguyên Anh tại không có nhục thân che chở tình hình dưới, sức chiến đấu đều sẽ trên diện rộng suy yếu, tại pháp bảo mạnh mẽ công kích đến, cơ bản không chịu nổi một kích. Đạo hữu hạ thủ lưu tình, hết thảy dễ thương lượng. Chấm ngoặc kép, mắt thấy không chỗ có thể trốn, trung niên Nhung Vu Nguyên Anh không chịu được gấp kêu lên, Nguyên Anh đen nhánh khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Thiên Diệu tiên tử thần sắc lạnh lùng, không chút do dự, ôm đồm xuống dưới. Nguyên Anh hét lên một tiếng, tràn ngập ý tuyệt vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1246, Huyễn Ảnh Phân Thân Phù. Kia Nguyên Anh sơ kỳ hèn mọn Nhung Vu nhìn qua bề ngoài không dương, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Mắt thấy sư huynh nháy mắt bị diệt, chỉ là thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, liền là phi thân lên, hướng phía tây bắc hướng kích xạ mà đi. Dù coi như tại tình hình như thế bất lợi lúc, đầu người này não cũng từ đầu đến cuối thanh tỉnh. Phương hướng tây bắc chính là đại thảo nguyên chỗ sâu, tây nhung giáo khu vực trung tâm, những này kẻ ngoại lai vội vã đào mệnh, liệu tất sẽ không đi ngược lại. Chỉ tiếc, hắn nghìn tính vạn tính, lại tính sai một sự kiện, cái này hai tên kẻ ngoại lai, lần này chọn lựa là khác biệt sách lược. Nếu như vẫn giống như trước kia, những này kẻ ngoại lai chỉ là vọt qua, tự nhiên là không người đi để ý tới chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ Nhung Vu là trốn là lưu, sống hay chết. Nhưng lần trở lại này, Thiên Diệu tiên tử bọn người nhưng là hướng lấy bọn hắn những này cao giai Nhung Vu nguyên thần mà đến, lại há có thể để hắn dễ dàng như vậy chạy mất. Thiên Diệu tiên tử tay vừa thu lại, đem trung niên Nhung Vu Nguyên Anh bắt trở về, cũng không để ý tới hắn khổ sở cầu khẩn, cổ tay khẽ đảo, móc ra mấy trường ánh tím lóng lánh phù lục, liền dán vào. Kia Nguyên Anh lập tức hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Làm xong đây hết thảy, Thiên Diệu tiên tử chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn đã thoát ra rất xa hèn mọn Nhung Vu một chút, vẫn chưa đuổi theo. Trong lúc cấp bách hèn mọn Nhung Vu quay đầu nhìn một cái, thấy Thiên Diệu tiên tử không có đuổi theo, không khỏi thở phào một hơi. Đúng lúc này, phích lịch một tiếng, một chương kim sắc lưới điện, giữa trời bao phủ xuống, mỗi một đạo hồ quang điện phía trên, đều mang chí mạng khí tức khủng bố. Đến Dương Thần Lôi, chấm ngoặc kép, hèn mọn Nhung Vu giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi. Nhung Vu truyền thừa mặc dù cùng ma đạo quỷ tu có khác, nhưng đến Dương Thần Lôi đối này vẫn như cũ có nhất định khắc chế chi lực. Cho nên tại thất dạ giới, tu luyện đến Dương Thần Lôi chính đạo tông môn cực kỳ hiếm thấy, những cái kiệu uy lực mạnh mẽ chí dương lôi điện truyền thừa, đã sớm bị ma đạo quỷ tu nhóm trăm phương ngàn kế diệt sát đi. Đã ma đạo tà tu tại thất dạ giới toàn diện chiếm thượng phong. Ma đạo các đại nhân vật chắc chắn sẽ không khoan dung chuyên môn khắc chế bọn hắn chí dương thần thông sấm sét tồn tại ở thế gian. Vào đầu oanh sát mà dưới đến Dương Thần Lôi, để hèn mọn Nhung Vu trong lúc nhất thời cơ hồ chưa tỉnh hồn lại. Tự nhiên, lấy thực lực của hắn mà nói, đối mặt uy lực như thế chí dương lôi điện, hắn coi như lấy lại tinh thần. Cũng không có tác dụng quá lớn, dù coi như tại đại tu sĩ quần thể bên trong, Huệ Thiên Hào cũng coi là cao thủ. Thiên Diệu tiên tử cùng hắn là bằng hữu nhiều năm kiêm oan gia. Đã sớm cảm ứng được khí tức của hắn đã đến phụ cận. Thiên Diệu tiên tử trong lòng rất rõ ràng, đã Huệ Thiên Hào đã xuất thủ, lấy hắn hung hoành bá đạo, hèn mọn Nhung Vu cơ bản không biết cái gì sức lực chống đỡ. Sự thật cũng là như thế, cứ việc hèn mọn Nhung Vu dốc hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng cũng vẫn là bị chí dương lôi điện không chút lưu tình oanh sát. Ngay cả Nguyên Anh đều chưa từng đào thoát, bị Huệ Thiên Hào một thanh bắt tới, cùng hắn sư huynh đồng dạng, bắt trước làm theo, bị thu tiến vào đặc chế trong bình ngọc. Cùng lúc đó, hậu quân cũng là hỗn loạn tưng bừng, phát sinh kịch liệt đánh trận thanh âm. Bất quá đồng đều chưa tiếp tục bao lâu liền lắng lại xuống dưới, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long ở bên kia hiện thân mà ra. Nguyên bản hậu quân tồn tại hai tên Nguyên Anh sơ kỳ Nhung Vu khí tức, đã biến mất. Không hề nghi ngờ, kia hai tên Nguyên Anh sơ kỳ Nhung Vu, cũng đã bị Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long diệt sát. Trong chốc lát, thống lĩnh chi này Nhung Vu đại quân bốn tên Nguyên Anh kỳ cao thủ, toàn bộ ngã xuống. Nhung Vu đại quân lập tức lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh, loạn cả một đoàn. Chỉ có hai cỗ vàng dòng ma ngẫu còn đang cật lực cùng Tiêu Phàm đối chiến. Thực tế đây là đê giai Nhung Vu nhóm tự vệ duy nhất cậy vào. Ai cũng không dám để kim cự nhân dừng lại. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt mắt phượng quét qua, khẽ quát một tiếng, dưới chân độn quang lên chỗ, tay áo tung bay, trực tiếp hướng về phía đông nam hướng bay đi. Thiên Diệu tiên tử bọn người không nói một lời, theo sát phía sau. Tiêu Phàm cũng lập tức thoát khỏi kim cự nhân dây dưa, hướng đông bay về phía nam đi. Nguyên bản hắn là muốn hủy đi cái này hai cỗ vàng dòng ma ngẫu, bất quá nghĩ đến, dù coi như thế,
cũng không thay đổi được cái gì, lại muốn ở chỗ này trống rỗng tiêu hao thêm phí không thiếu thời gian cùng chân nguyên pháp lực. Không bằng đi đừng, tu sĩ cấp cao toàn lực Mercy Band, tuyệt không phải cấp thấp tu sĩ tạo thành Nhung Vu Đại Quân có thể đuổi được, huống chi chi này Nhung Vu Đại Quân đã rắn mất đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm người liên can trong chớp nhoáng liền đi phải xa. Sau một lát, mọi người liền đã thoát ra cực xa, đem Nhung Vu Đại Quân bỏ lại đằng sau. Âu Dương Minh Nguyệt nhấn một cái độn quang, phi thân mà xuống, chậm chậm đáp xuống một chỗ sườn núi nhỏ về sau, những người khác liếc nhau, cũng nhao nhao đáp xuống bên người nàng. Thảo nguyên lạnh trong gió, Âu Dương Minh Nguyệt tóc trắng bay múa, phiêu nhiên xuất trần, ánh mắt phung mạnh, liền rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, lạnh nhạt nói, Tiêu Phàm, các ngươi có kế hoạch gì, nói nghe một chút đi. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, Thiên Diệu Tiên Tử đã lãnh đạm mở miệng, chúng ta có thể có kế hoạch gì? Chuyến này không phải đã nói, hết thảy lấy ngươi làm chủ a. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt tiến đến gần, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, nói Thủy Đạo bạn, lời này không khỏi khinh người. Các ngươi bỗng nhiên đối với mấy cái này cao giai Nhung Vu xuất thủ, khẳng định là có lý do. Thủy Đạo bạn nhưng đừng nói cho ta, là trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn giết mấy người tới chơi chơi. Thiên Diệu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói, đại trưởng lão vốn đã chạy ở chúng ta đằng trước, cần gì phải lại quay đầu. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ gật đầu một cái, hào không kiêng kỵ nói, Tiêu Phàm là chuyến này thành bại mấu chốt, mặc kệ tới nơi nào, ta cũng sẽ không vứt xuống hắn. Nói như vậy, Thủy Đạo bạn rõ chưa? Thiên Diệu Tiên Tử một gương mặt xinh đẹp lập tức chìm xuống dưới. Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy xấu hổ, sờ sờ cái mũi, nói, đại trưởng lão không khỏi quá cao nhất Tiêu Mỗ, không dám nhận. Âu Dương Minh Nguyệt ngẩng đầu, hướng phía đông nhìn thoáng qua, nói, nếu như ta nhớ không lầm, bên kia lớn trong thần miếu, có truyền tống trận. Vạn nhất chúng ta tìm không thấy truyền tống lệnh bài, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ Tiêu đạo hữu không gian thần kỹ. Tiêu Phàm không khỏi cùng Thiên Diệu Tiên Tử liếc nhau một cái. Quả nhiên có thể tu luyện tới cao minh như thế cảnh giới, kia đầu đều đặc biệt tốt dùng. Bọn hắn có thể nghĩ tới, Âu Dương Minh Nguyệt đồng dạng có thể nghĩ đến. Nếu không phải như thế, Âu Dương Minh Nguyệt như thế nào lại rơi quay đầu lại tìm bọn hắn? Quả thật như thế, tại hạ có thể thử một chút. Tiêu Phàm từ tốn nói, đã Âu Dương Minh Nguyệt cùng hắn nghĩ tới một khối, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu. Bất kể nói thế nào, bây giờ tất cả mọi người xâm nhập địch cảnh, thân hãm trùng vây, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, tựa hồ đối với Tiêu Phàm thái độ này rất hài lòng, lập tức chuyển hướng Thiên Diệu Tiên Tử, nói, Thủy Đạo bạn, như thế nào dẫn ra địch nhân chú ý, liền muốn cậy vào Thiên Diệu Cung thần kỹ. Lời nói này phải có chút khách khí. Nói thật, muốn thuận lợi áp dụng kế hoạch này, Thiên Diệu Tiên Tử mới thật sự là không thể thiếu mang tính then chốt nhân vật. Không có Thiên Diệu Cung đủ để dĩ giả loạn chân huyễn ảnh phân thân, muốn giấu giếm được địch nhân điều tra, thần không biết quỷ không hay chui vào đại thần miếu, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Dùng mắt tình hình trước mắt mà nói, chỉ sợ toàn bộ Tây Nhung Đại Thảo Nguyên đều tại Nhung Vu nhóm mật thiết giám sát phía dưới. Tương đối mà nói, Tiêu Phàm tương đối, hiểu quy củ, nam tử hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng, Âu Dương Minh Nguyệt đã từng hướng Tiêu Phàm thỏa hiệp qua, Tiêu Phàm liền tất nhiên sẽ có qua có lại. Thiên Diệu Tiên Tử tính tình, nhưng liền không có nhà mình nam nhân như vậy bình thản. Nhất là cùng Âu Dương Minh Nguyệt ở giữa, hai tên cao lãnh mỹ nữ cơ hồ là có thiên nhiên ngăn cách. Bây giờ có việc cầu người, Âu Dương Minh Nguyệt khách khí chút cũng là phải. Thiên Diệu Tiên Tử lạnh lùng nói, thế nào? Danh môn chính phái cũng có lúc phải nhờ vào người a. Huệ Thiên Hào sắc mặt hơi đổi một chút, mắt lộ ra hung quang. Âu Dương Minh Nguyệt lại cười nhạt một tiếng, nói, xích có sở đoản thốn có sở trường, chính là thường tình. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có một chút hy vọng sống. Thủy Đạo bạn không cần hành động theo cảm tính. Thiên Diệu Tiên Tử lại hừ lạnh một tiếng, chốc lát, mới lên tiếng, thanh mấy người kia nguyên thần đều giao ra đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo, Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long riêng phần mình lấy ra bình ngọc, giao cho Thiên Diệu Tiên Tử, trong đó chứa lấy, dĩ nhiên chính là vừa mới bắt được mấy tên cao giai Nhung Vu Nguyên Anh. Thiên Diệu Tiên Tử tiếp nhận đi, cổ tay khẽ đảo, đều thu nhập mình chữ vật vòng tay, lập tức lấy ra mấy chương kim chói phù lục, nhấc tay một dương, những bùa chú này liền bay ra ngoài, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long một người một chương. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Đái Thành Long đều nhiều hứng thú đánh giá trong tay phù lục, Huệ Thiên Hào lại sắc mặt biến hóa, nói, sư tỷ, đây là cái gì phù lục? Kỳ thật hắn cùng Thiên Diệu Cung sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt,
trở mặt thành thù, chỉ là nhiều năm qua, vẫn luôn tôn xưng Thiên Diệu Tiên Tử là sư tỷ, nhưng cũng không cần thiết lại đổi thành Thủy Đạo Bạn. Đến bọn hắn bây giờ tu vi cảnh giới, liệu tất cũng không lại so đo cái này khu việc nhỏ. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra à? Thiên Diệu Tiên Tử lãnh đạm hỏi ngược lại. Huệ Thiên Hào trước kia song tu bạn lữ, chính là Thiên Diệu Tiên Tử sư muội, cũng là Thiên Diệu Cung gần với Thiên Diệu Tiên Tử cao thủ, tinh thông Thiên Diệu Cung các loại bí thuật. Vợ chồng bọn họ hòa thuận thời điểm, tại tu luyện công pháp bên trên, tự nhiên cũng sẽ bù đắp nhau, Huệ Thiên Hào đối Thiên Diệu Cung bí thuật, hiểu rõ rất nhiều. Huệ Thiên Hào sắc mặt lại là biến đổi, lần nữa dò xét ở trong tay phù lục một chút, chần chờ nói, hẳn là đây thật là huyễn ảnh phân thân phù. Sư tỷ những năm này, rốt cục đem loại bùa chú này nghiên cứu ra rồi. Thiên Diệu Tiên Tử lại không để ý đến hắn, nhìn về phía Âu Dương Minh Nguyệt, nói, những bùa chú này, chỉ có thể duy trì 36 canh giờ. Trong vòng 2 ngày, chúng ta nhất định phải đuổi tới Đại Thần Miếu. Mặc dù phù lục chi lực có thể duy trì 3 ngày, nhưng bọn hắn còn muốn vì chính mình trừ lại thời gian nhất định đến tại lớn trong thần miếu bí ẩn làm việc. Nghe trong miệng nàng ý tứ, những bùa chú này chỉ có thể duy trì 36 canh giờ, đã coi như là rất ngắn, nghe vào người khác trong lỗ tai, lại là nhìn mà than thở. Đây chính là tiêu hao tính phù lục, vậy mà có thể duy trì 3 ngày 3 đêm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt dạng này tại ở sâu trong nội tâm xem thường Thiên Diệu Cung những cái kia, thiên môn tả đạo, chi thuật người, cũng âm thầm gật đầu. Thiên Diệu Cung có thể truyền thừa 10.000 năm, đồng thời cùng vô cực môn quan hệ đi được gần như vậy, tuyệt đối có mình độc đáo chi bí, cũng không phải chỉ là hư danh. Chưa tới nửa giờ sau, năm đạo nhân ảnh từ sườn núi sau bắn ra, hướng về phía đông nam hướng mau chóng đuổi theo, tốc độ bay cực nhanh, từ khí tức bên trên phán đoán, chính là Tiêu Phàm cùng 5 người. Chương 1247, Man Thiên Quá Hải. 2 ngày, Tiêu Phàm một nhóm 5 người không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, kính thẳng đến Đại Thần Miếu. Trên đường đi, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ một chút Tây Nhung giáo đệ tử cấp thấp tại hoạt động, Cao Giai Nhung Vu một cái không gặp, về phần xếp hàng tề chỉnh Nhung Vu đại quân, càng là một mực không có. Toàn bộ Tây Nhung đại thảo nguyên, hẳn là đều đã toàn diện tiến vào, quân quản, trạng thái, đại bộ phận phân Nhung Vu chủ lực đều bị tập trung lại, chuẩn bị đi đến Toa Ma Giới. Cái này cũng hẳn là Thiên Ma Đạo đợt thứ nhất phái đi Toa Ma Giới đại quân. Nếu là giao diện đại chiến, vậy sẽ phải toàn lực ứng phó. Năm trên thân người đều lộ ra thuần chính nhất Nhung Vu khí tức, đừng bảo là Tây Nhung giáo đệ tử cấp thấp, liền xem như Nguyên Anh kỳ Cao Giai Nhung Vu gặp gỡ, cũng sẽ không đối thân phận của bọn hắn có hoài nghi. Loại này thuần chính nhất Nhung Vu khí tức, đều là từ trung niên Nhung Vu mấy người trong Nguyên Anh cưỡng ép kích phát ra đến. Hậu quả của việc làm như vậy, tự nhiên là triệt để tiêu hao hết Nguyên Anh hồn lực, cuối cùng mấy cái này Nguyên Anh đều sẽ tan thành mây khói, ngay cả luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Xa xa, cao lớn nguy nga thần miếu thấy ở xa xa. Mỗi một cái đại thần miếu phong cách, đều không hoàn toàn giống nhau, thậm chí mỗi một tòa thần miếu đều phong cách khác nhau, cũng không biết ở trong đó phải chăng có nội tình gì. Năm người đồng thời đè lại độn quang. Đại trưởng lão, chỉ sợ nhất định phải trước làm rõ ràng lớn trong thần miếu bố cục mới tốt, không thể quá mù quáng. Mập mạp mang trưởng quỹ híp lại hai mắt, gắt gao tiếp cận phía trước to lớn thần miếu, thấp giọng nói. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu. Đối Thiên Diệu Tiên Tử nói, Thủy Đạo Bạn, lại muốn chịu khó giúp cho ngươi. Bất kể nói thế nào, Thiên Diệu Tiên Tử thuật dịch dung tinh diệu nhất, từ nàng xuất mã, bị người nhìn thấu phong hiểm thấp nhất. Thiên Diệu Tiên Tử không rên một tiếng, đứng thẳng chỗ một trận gợn nước ba động, thân thể dần dần mơ hồ. Trong khoảnh khắc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huệ Thiên Hào mang trưởng quỹ bọn người một cách tự nhiên lấy thần niệm chi lực quét tới, lại là không thu hoạch được gì. Thiên Diệu Cung ẩn nấp chi thuật. Quả thật không thể coi thường. Ước chừng lớn nửa canh giờ trôi qua, Thiên Diệu Tiên Tử từ đằng xa phi độn mà đến, tiện tay ném đi, đem một mảnh thẻ che ném cho Âu Dương Minh Nguyệt. Âu Dương Minh Nguyệt tiếp tới, thần niệm chi lực quét qua, lập tức liền rõ ràng trong lòng, lập tức đem thẻ che đưa cho bên người Huệ Thiên Hào. Phút chốc, thẻ che mọi người ở đây trong tay dạo qua một vòng. Không thể nghi ngờ, cái này thẻ che bên trong ghi lại chính là lớn trong thần miếu địa đồ, đương nhiên không thể nào là toàn bộ. Chỉ là trong đó một tiểu bộ phân. Nhưng rõ ràng cho thấy truyền tống đại điện vị trí, cùng từ lối vào tiến về truyền tống đại điện con đường. Cái này liền đầy đủ. Bọn hắn lại không nghĩ tại lớn trong thần miếu, định cư, càng không muốn từ nội bộ triệt để công hãm cái này tòa pháo đài. Chỉ cần bình yên đến truyền tống đại điện, chính là bọn hắn thắng lợi.
Thậm chí ngay cả thần toán tử Ứng Linh Trạch đều bị từ trong không gian giới chỉ triệu hoán đi ra, cẩn thận xem thẻ tre bên trong địa đồ. Khoảng thời gian này, thổ ma ngẫu một mực thu tại Tiêu Phàm trong không gian giới chỉ, chưa từng phóng xuất. Chủ yếu vẫn là lo lắng cường đại như thế ma ngẫu, sẽ khiến Tây Nhung giáo cao giai Nhung Vu ngấp nghé, như là linh quan môn đồng dạng. Dẫn phát chút phiền toái không cần thiết, mà lại, cứ việc linh thạch cực phẩm ẩn chứa linh lực đặc biệt cường đại đặc biệt tinh thuần. Trải qua nhiều năm như vậy tiêu hao, linh lực trôi qua cũng có chút không ít. Như không tất yếu, thổ ma ngẫu càng không cần đơn độc hành động. Trong thần miếu phòng ngự tình huống như thế nào? Cha xét địa đồ về sau, Đái Thành Long trầm giọng hỏi. Thiên Diệu tiên tử đáp, rất trống rỗng. Trên cơ bản, tất cả cao giai Nhung Vu đều đã điều đi, trước mắt trong thần miếu chỉ có cực thiểu số Nguyên Anh kỳ Nhung Vu đóng giữ. Nguyên Anh hậu kỳ Nhung Vu, một cái đều không có. Đái Thành Long gật gật đầu. Lại hỏi, lại không biết kia truyền tống đại trận lệnh bài, lại từ người nào đảm bảo. Thiên Diệu tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không biết. Người kia bất quá là một tên kim đan kỳ đệ tử chấp sự, biết không nhiều. Huệ Thiên Hào hừ một tiếng, nói, phải có lệnh bài, đó cũng là tại Nguyên Anh kỳ cao giai Nhung Vu trong tay, cũng nên bắt tới hỏi một chút mới biết được. Tiêu Phàm song nghi có chút nhăn lại, nói, những này cao giai Nhung Vu ở giữa, tựa hồ có rất đặc biệt phương thức liên lạc. Một khi thất thủ, kinh động những người khác, tình hình có thể sẽ trở nên 10 điểm không ổn. Cho tới nay, chúng ta đều không có sau khi thấy được kỳ Nhung Vu lộ diện, cái này rất không bình thường. Lấy Tây Nhung giáo quy mô, chí ít cũng sẽ có 2-3 tên Nguyên Anh hậu kỳ lớn Nhung Vu. Huệ Thiên Hào cười lạnh nói, bọn hắn là nghĩ nhặt có sẵn tiện nghi, trước dùng những này đệ tử cấp thấp đến tiêu hao thực lực của chúng ta. Mặc dù như thế, chúng ta cũng nhất định phải tận khả năng không kinh động những này lớn Nhung Vu. Đái Thành Long nói, thế nhưng không có lệnh bài, lại như thế nào khởi động truyền tống trận. Dù coi như Tiêu đạo hữu tinh thông không gian chi lực, cũng rất khó chống rỗng thúc đẩy truyền tống trận a. Tiêu Phàm trầm ngâm không nói, Đái Thành Long nói cũng không phải là không có đạo lý. Mà lại coi như hắn có thể khu động truyền tống trận, đó cũng là phi pháp, đồng dạng sẽ kinh động những cái kia ẩn núp trong bóng tối cao giai Nhung Vu. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, vô luận như thế nào. Đi trước truyền tống đại điện bên kia nhìn kỹ hắn nói, có lẽ lệnh bài cũng chưa chắc liền đảm bảo tại Nguyên Anh kỳ cao giai Nhung Vu trong tay. Bọn hắn hẳn là nghĩ không ra chúng ta vậy mà dám can đảm trực tiếp xông tiến vào thần miếu đi. Đối này ngược lại là không người có dị nghị, lập tức năm người dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng đại thần miếu bay đi. Lần này, là Thiên Diệu tiên tử cùng Đái Thành Long một ngựa đi đầu, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào cùng Tiêu Phàm theo sát ở phía sau. Thiên Diệu tiên tử cùng Đái Thành Long đều đem cảnh giới áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ tiêu chuẩn, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào cùng Tiêu Phàm trên thân lộ ra linh lực ba động, thậm chí chỉ có kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn. An bài như thế, cũng là mọi người sau khi thương nghị kết quả. Một nhóm 5 người, Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt, Huệ Thiên Hào đều là tu luyện chính đạo công pháp, nhất là Tiêu Phàm, hạo nhiên chính khí đường hoàng chính đại, rất khó hoàn toàn che lấp được. Từ bọn hắn dẫn đầu, bị người nhìn thấu khả năng gia tăng không ít. Thiên Diệu cung truyền thừa vừa chính vừa tà, Đái Thành Long càng là có thánh linh huyết mạch, tu luyện cũng không phải 10 điểm chính tông chính đạo công pháp, tương đối mà nói, tốt hơn giả mạo Tây Nhung giáo người. Đại thần miếu mặc dù là Tây Nhung giáo trọng yếu nhất chỗ, nhưng tòa này đại thần miếu lại ngoài dữ liệu phòng bị thư giãn. Có lẽ là bởi vì đại bộ phận phân Nhung Vu đều bị điều không còn nguyên nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy hai tên Nguyên Anh kỳ tiền bối sư tôn vinh dự đón tiếp, đại thần miếu thủ vệ đệ tử, từng cái kính cẩn vô so, ai còn dám để ra nghi vấn chất vấn. Một đường không nói chuyện, cực kỳ thuận lợi đến truyền tống đại điện. Tiêu Phàm vừa đi tiến vào đại thần miếu, liền cảm nhận được một cỗ kỳ lạ không gian chi lực, mặc dù trong lúc nhất thời còn không thể xác định cỗ này không gian chi lực ra sao cùng tính chất, nhưng có một chút lại là có thể khẳng định, đó chính là tòa này đại thần miếu cũng cùng hắn trên địa cầu nhìn thấy tòa kia dưới nước kim tự tháp đồng dạng, có khác càn khôn. Một cái vu linh truyền thừa môn phái, tất cả đại thần miếu lại đều ẩn chứa cường đại không gian chi lực, thật đúng là ngoài dữ liệu. Về phần dưới mắt tòa này đại thần miếu miếu bên trong càn khôn, đến cùng đến cỡ nào rộng lớn, lại là không được biết. Truyền tống đại điện yên lặng, cũng không có bao nhiêu người tay cảnh giới. Nơi đây đã là Tây Nhung đại thảo nguyên hạch tâm địa vực, trừ mấy cái kia ngay tại vội vàng thoát thân kẻ ngoại lai, đã bao nhiêu năm không người nào dám ở đây quấy rối. Mà lại truyền tống trận bình thường đều cần lệnh bài khởi động, cần gì phải quá mức cẩn thận. Đệ tử gặp qua hai vị sư tôn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nhìn thấy hai tên Nguyên Anh kỳ Nhung Vu giáng lâm,
một danh chính tại buồn ngủ kim đan hậu kỳ Nhung Vu gấp vội vàng nghênh đón, ôm quyền khom người, thần thái kính cẩn. Tên này kim đan hậu kỳ Nhung Vu, không hề nghi ngờ, là cái này truyền tống đại điện đệ tử chấp sự, từ hắn kinh ngạc biểu lộ có thể nhìn ra được, hắn thực tế là có chút làm không rõ ràng, hai vị nguyên anh kỳ sư tôn bỗng nhiên đến nơi đây, chẳng biết tại sao. Ngươi tên là gì, thế nhưng là nơi đây chấp sự a? Đái Thành Long trầm giọng hỏi. Về sư tôn lời nói, đệ tử Cam Lăng Phi, chính là nơi đây chấp sự, không biết sư tôn có gì phân phó. Đái Thành Long hừ một tiếng, nói ta cùng có việc gấp, tất phải lập tức chạy tới Bình Thành, cần bắt đầu dùng truyền tống đại trận. Bình Thành là Tây Nhung Thảo Nguyên Tây Bộ biên giới một tòa thành trì, mặc dù còn tại Thảo Nguyên biên giới chỗ, cũng đã không thuộc về Tây Nhung giáo quản hạt, mà là Thiên Ma đạo khác một tông cửa quản hạt chi địa. Thiên Diệu tiên tử đã sớm tại kia tù binh trong biển thần thức lục soát qua, biết tòa này lớn trong thần miếu chỉ là một tòa mô hình nhỏ truyền tống trận, truyền tống khoảng cách cũng không xa xôi, Bình Thành đã là cái này cái truyền tống trận cực hạn. Mặc dù không biết Bình Thành tình hình như thế nào, tốt xấu cũng đã ra Tây Nhung giáo khu vực quản lý, nghĩ đến luôn luôn so vây ở cái này Tây Nhung thảo nguyên khu vực trung tâm phải tốt hơn nhiều, chỉ ít lượn vòng không gian lớn thêm không ít. Mà lại Tiêu Phàm quẻ tượng bên trong biểu hiện, Tây Phương vì cát. Muốn đổi hướng Bình Thành, Cam Lăng Phi giật nảy cả mình, gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Hai vị sư tôn không biết có chuyện gì quan trọng, cần tiến đến Bình Thành. Hừ, đây là ngươi nên hỏi sao? Đái Thành Long lần nữa hừ lạnh một tiếng, thần thái cùng thanh âm đều trở nên cực kỳ không vui. Vâng, sư tôn, là đệ tử đi quá giới hạn. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Đái Thành Long nổi giận, Cam Lăng Phi ngay cả vội vàng cúi đầu đi, ngữ khí càng thêm kính cẩn. Chỉ là hai vị sư tôn, đệ tử là nơi đây chấp sự, nhưng không có khởi động lệnh bài. Hai vị sư tôn có thể hay không đem lệnh bài giao cho đệ tử cái này liền an bài khởi động truyền tống trận. Chấm ngoặc kép, ngươi không có lệnh bài. Đái Thành Long lập tức nhăn đầu lông mày, thần thái càng thêm không vui. Chẳng lẽ lệnh bài không phải từ ngươi đảm bảo sao? Cam Lăng Phi bận bịu tức nói, trước đó, đúng là từ đệ tử đảm bảo. Nhưng đoạn thời gian trước, lệnh bài đã đoạt lại đi lên. Bây giờ ở đây, chỉ có Hàn Sư Thúc nắm giữ lệnh bài. Hẳn là hai vị sư tôn không biết. Đái Thành Long khẽ nói, ta cùng một mực tại phía trước chặn đường những cái kia kẻ ngoại lai, lại làm sao biết những này việc nhỏ không đáng kể. Hàn Sư Huynh hiện ở nơi nào, ta cái này liền đi tìm hắn, yêu cầu lệnh bài. Đúng đúng, chấm ngoặc kép, Cam Lăng Phi một tràng tiếng nói. Hàn Sư Thúc liền ở chỗ này tỏa chấn, đệ tử vì hai vị sư tôn dẫn đường. Cái này Cam Lăng Phi, ngược lại là cái tám mặt linh lung người, cũng chính vì vậy, mới giữa bất chi bất giác bảo trụ một cái mạng. Nếu là lắm mồm, truy vấn ngọn nguồn, Đái Thành Long không cẩn thận lộ ra sơ hở, cái chết kia của hắn kỳ cũng liền đến. Đái Thành Long càng thêm nắm, chỉ từ mũi khổng lý trả lời một tiếng. Lập tức tại Cam Lăng Phi dẫn dắt phía dưới, một đoàn người rời đi truyền tống đại điện, hướng đại thần miếu khác một nơi đi đến. Chương 1248, bị đùa nghịch. Hàn Sư Thúc là một tên Nguyên Anh sơ kỳ Nhung Vu, Tây Nhung giáo là đại tông môn, trong giáo Nguyên Anh kỳ tu sĩ không ít, Hàn Sư Thúc dạng này, chỉ là bình thường mà thôi, không coi là bao nhiêu xuất chúng. Nguyên bản Đái Thành Long cùng Thiên Diệu tiên tử đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần cái này Hàn Sư Thúc hơi hơi lộ ra hoài nghi chi ý, lập tức liền đem hắn chế trụ, cưỡng bức hắn giao ra truyền tống lệnh bài. Lượng tất chỉ là một tên Nguyên Anh sơ kỳ Nhung Vu, tại 4-5 tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ uy hiếp phía dưới, tuyệt đối không dám hưng khởi mảy may lòng kháng cự. Ai biết sự tình lại thuận lợi ngoài ý liệu. Hàn Sư Thúc nghe xong Đái Thành Long nói rõ ý đồ đến, cơ hồ không thế nào do dự, một ngụm liền đáp ứng, thậm chí ngay cả sư huynh họ gì đại danh đều chưa từng xin hỏi, phảng phất đều là người quen biết cũ. Đái Thành Long cùng Thiên Diệu tiên tử liếc nhau, đều khẽ vuốt cằm. Đã người này sảng khoái như vậy, ngược lại là không cần thiết phức tạp. Có lẽ cái này cũng nhờ vào Tây Nhung giáo quá lớn. Ngay cả Nguyên Anh kỳ giữa các tu sĩ, đều lẫn nhau chưa quen thuộc. Hàn Sư Thúc tự mình dẫn dắt mọi người, lần nữa đi tới truyền tống đại điện, thay xong linh thạch, đem truyền tống lệnh bài giao đến Đái Thành Long trong tay, ôm quyền nói, chư vị hết thảy thuận lợi. Đái Thành Long cũng ôm quyền hoàn lễ, truyền tống trận lập tức khởi động, hào quang màu nhũ bạch lấp lánh về sau, Đái Thành Long đám người thân ảnh dần dần mơ hồ, biến mất tại trong truyền tống trận. Nguyên bản một mực mặt mang mỉm cười. Đứng trang nghiêm cung tiễn Hàn Sư Thúc, tại Đái Thành Long bọn người biến mất nháy mắt, nụ cười trên mặt bỗng nhiên liền thu vào, ánh mắt nháy mắt trở nên âm trầm. Cam Lăng Phi thấp giọng hỏi, Hàn Sư Thúc, cái này hai vị tiền bối sư tôn,
ra sao chỗ thần miếu. Hàn sư thúc ánh mắt lạnh lùng quét tới, khóe miệng hiện lên một tia mang theo mỉa mai ý cười, lạnh nhạt nói, Cam sư điệt, ngươi là thật không rõ ràng, hay là biết rõ còn cố hỏi. Cam Lăng Phi không khỏi khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, chê cười nói, sư thúc, đệ tử không rõ. Đệ tử chẳng qua là cảm thấy mấy vị này rất là lạ mặt, sư thúc lại chưa từng xin hỏi, đệ tử còn tưởng rằng, sư thúc cùng bọn hắn rất quen. Chấm ngoặc kép, Hàn sư thúc cười lạnh một tiếng, nói, chúng ta Tây Nhung giáo Nguyên Anh kỳ đồng môn mặc dù nhân số không ít, nhưng lẫn nhau ở giữa, đều đã từng quen biết. Hai vị này, ta trước kia liền chưa bao giờ thấy qua. Kia, sư thúc vì sao còn đưa bọn hắn đi? Vạn nhất bọn hắn là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang, như thế nào cho phải? Hàn sư thúc lại nhìn hắn một cái, trên mặt mỉa mai ý vị càng đậm. Lạnh lùng hỏi, bọn hắn nếu thật là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang, Cam sư điệt thật rất hy vọng ta ngay mặt vạch trần bọn hắn a. Những cái kia kẻ ngoại lai, cơ hồ tất cả đều là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, Cam sư điệt cảm thấy, dựa vào chúng ta thần miếu dưới mắt chút người này tay. Đối mặt năm tên hậu kỳ đại tu sĩ, có thể có mấy phần thắng. Cam Lăng Phi không chịu được nhẹ nhàng dùng mình một cái, luôn miệng nói, đúng đúng, đệ tử hồ đồ. Hay là sư thúc anh minh, chấm ngoặc kép, Hàn sư thúc hừ lạnh một tiếng. Chỉ là, sư thúc, vạn nhất bọn hắn thật sự là những cái kia kẻ ngoại lai giả trang, chúng ta lại đem bọn hắn đưa tiễn, tổng đàn bên kia nếu như truy cứu tới, lại như thế nào cho phải. Chốc lát, Cam Lăng Phi lại thấp giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Hàn sư thúc cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta đưa bọn hắn đi nơi nào. Cam Lăng Phi không khỏi sửng sốt, chốc lát, thăm dò mà hỏi thăm, chẳng lẽ sư thúc không phải đưa bọn hắn đi Bình Thành. Bình Thành, hắc hắc, bọn hắn liền ngẫm lại được, chấm ngoặc kép, ta trực tiếp đưa bọn hắn đi gặp giáo tôn. À, lần này, Cam Lăng Phi là thật trợn mắt hốc mồm. Bên này Hàn sư thúc cười lạnh liên tục, bên kia toa, truyền tống trận hào quang màu nhũ bạch lấp lánh. Tiêu Phàm cùng 5 người thân hình dần dần tại trong truyền tống trận ương hiển hiện ra. Truyền tống chưa cuối cùng hoàn thành, trong lỗ tai của mỗi người liền đều vang lên Tiêu Phàm truyền âm. Mọi người cẩn thận chút, tình hình có chút không đúng, truyền tống khoảng cách quá ngắn, không giống như là đến Bình Thành. Chấm ngoặc kép, bình thường Nguyên Anh tu sĩ, thân ở trong truyền tống trận, bình thường đều sẽ sinh ra cảm giác hôn mê, có thể tại lệnh bài trợ giúp dưới chống lại không gian áp lực, coi như rất không tệ. Về phần nói đến phát giác truyền tống cách ở cách xa gần, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, tuyệt đối không thể. Nhưng Tiêu Phàm lại là một ngoại lệ. Truyền tống cách ở cách xa gần, không nói hắn có thể phân biệt phải phi thường rõ ràng, nhưng cũng có thể 8-9 phần 10. Mọi người lập tức liền đề cao 12 phần cảnh giác. Nhưng mà bên ngoài truyền tống trận, lại là gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Cùng lúc trước đồng dạng, toàn bộ truyền tống đại điện yên tĩnh, 10 điểm bình thản tĩnh mịch. Không có chút nào lệ khí, thậm chí ngay cả thủ hộ truyền tống trận vệ sĩ đều rất ít. Chờ bọn hắn từ truyền tống trận hiện thân mà ra, mới có một tên kim đan kỳ nữ đệ tử bước liên tục khoan thai đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, kính cẩn nói, gặp qua hai vị sư tôn. Hai vị sư tôn là đến nghị sự a, mời theo đệ tử bên này đi, đại hộ pháp đã sớm đang chờ chư vị sư tôn. Tên nữ đệ tử này khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thon thả, chỉ có trong kim đan kỳ cảnh giới. Thanh âm nói chuyện nhu nhu, rất là êm tai. Đái Thành Long nhàn nhạt gật đầu một cái, nói, đằng trước dẫn đường. Vâng, nữ đệ tử nũng nịu đáp, nhẹ giơ lên gót sen, dáng người thướt tha ở phía trước dẫn đường. Âu Dương Minh Nguyệt truyền âm nói, nơi này không phải Bình Thành, xem ra chúng ta truyền tống sai chỗ. Trừ truyền tống xa khoảng cách gần không đúng, người này cũng không đúng, nói lời càng không đúng. Bình Thành mặc dù cũng tại Tây Nhung Thảo Nguyên địa giới bên trên, cũng đã không thuộc về Tây Nhung giáo quản hạt, nếu như nơi này là Bình Thành, thủ hộ bên này truyền tống trận vệ sĩ, liền không nên là Tây Nhung giáo Nhung Vu. Về phần nói đến tới tham gia cái gì hội nghị, còn có đại hộ pháp vân vân, càng là cùng Bình Thành không khớp hào. Tiêu Phàm từ tốn nói, nơi này là Tây Nhung giáo tổng đàn. Mọi người đều giật mình, Đái Thành Long truyền âm hỏi, làm sao ngươi biết? Trực giác, Tiêu Phàm trả lời chắc chắn cực kỳ đơn giản, mà lại tựa hồ rất miễn cưỡng. Lại không có bất kỳ người nào đưa ra chất vấn. Mỗi người bọn họ đều tin tưởng trực giác, đối với tu sĩ cấp cao mà nói, trực giác cơ hồ là bọn hắn su cắt tỷ hung thiết yếu kỹ năng một trong, nếu không có cái này cực kỳ trực giác bén nhạy, bọn hắn không biết muốn bao nhiêu kinh lịch nhiều thiếu phong hiểm, hơn phân nửa không sống tới hôm nay. Tiêu Phàm ở đây cảm ứng được cùng trên địa cầu dưới nước kim tự tháp cơ hồ giống nhau như đúc khí tức,
cùng Tây Nhung giáo tổng đàn sở tại địa đại thần miếu khí tức, cũng là nhất trí. Cơ hồ là lập tức, mọi người liền biết, đây không phải một sai lầm, mà là Hàn sư thúc cố ý gây nên. Người kia đã sớm đang hoài nghi thân phận của bọn hắn, lại bất động thanh sắc, đem bọn hắn trực tiếp truyền tống đến Tây Nhung giáo tổng đàn, cũng coi là nhân vật lợi hại. Mọi người truyền âm trao đổi, dưới chân lại là không chậm không nhanh, đi theo kia kim đan kỳ nữ đệ tử sau lưng, đi thẳng về phía trước. Tòa này đại thần miếu không gian chi lực, so lúc trước tòa kia lớn trong thần miếu không gian chi lực càng mạnh. Có lẽ, nơi này thật cũng sẽ có một cái rộng lớn trong miếu càn khôn. Trong thần miếu con đường uốn lượn khúc chiết, ven đường cảnh sắc vẫn còn ưu mỹ. Kim đan kỳ nữ đệ tử dẫn mọi người đi qua một mảnh hoa mộc sum xuê lâm viên, trực tiếp hướng ẩn giữa khu rừng chỗ sâu một cái thiền điện đi đến. Thiên Diệu tiên tử chợt dừng bước, trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải tìm tòi, năm ngón tay như câu, vào đầu hướng na tên phía trước bên cạnh dẫn đường kim đan kỳ nữ đệ tử bắt xuống dưới. Lần này đột nhiên gây khó khăn, trước đó ngay cả nửa điểm dấu hiệu đều không có, tên kia kim đan kỳ nữ đệ tử không có chút nào phòng bị, nửa phân kháng cự chi lực cũng vô, chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, cả người liền bị Thiên Diệu tiên tử nắm ở trong tay, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, toàn thân loạn run. Sư tôn, chấm ngoặc kép, nữ đệ tử dọa đến liền âm thanh đều biến điệu. Thiên Diệu tiên tử lạnh lùng nói, các ngươi Tây Nhung giáo nghị sự, còn muốn trước bố trí cái mê huyễn đại trận a? Mê huyễn đại trận, sư tôn, đệ tử không rõ ý của sư tôn. Chấm ngoặc kép, đáng thương cái này nữ đệ tử, coi là thật dọa đến hồn bất phụ thể. Nàng bất quá là tên đệ tử cấp thấp thôi, chỉ là vì các vị đạo hữu dẫn đường người. Đạo hữu gì ngang phần, cần gì phải làm khó nàng. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử nghĩ tới, trầm thấp mà nhu hòa, nghe vào người trong lỗ tai, nói không nên lời dễ chịu. Chỉ nghe thanh âm này, có thể suy ra, người này nhất định là một vị phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Thiên Diệu tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay một dương, trong tiếng kêu sợ hãi, kia kim đan kỳ nữ đệ tử liền xa xa bay ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất, mặc dù rơi chật vật, nhưng lại chưa thụ thương. Lấy Thiên Diệu tiên tử thân phận, xác thực cũng sẽ không đối dạng này một tên đệ tử cấp thấp đột nhiên hạ sát thủ. Vô sự vô bổ, sẽ chỉ bằng thêm mấy phân lệ khí. Mấy vị đạo hữu lá gan thật đúng là không tiểu a, thế mà không hướng bờ biển chạy, còn dám về tới nơi này, là lấn ta Tây Nhung giáo không người a. Kia nam tử thanh âm vẫn như cũ trầm thấp nhu hòa, ngữ khí lại tựa hồ có chút không vui, cũng mang theo mấy phân khinh miệt cùng mỉa mai chi ý. Cái kia sợ các ngươi mấy cái này kẻ ngoại lai bản sự thông thiên, cứ như vậy xông tiến vào chúng ta Tây Nhung giáo tổng đàn, cái kia cũng nhất định gọi các ngươi tới đi không được. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, từ tốn nói, như là đã đến quý giáo tổng đàn, quý giáo lại còn muốn vì chúng ta chỉ là 5 người bày ra dạng này một cái mê huyễn đại trận, Tây Nhung giáo thực lực, sợ cũng không có trong truyền thuyết cường đại như vậy. Nói cái này thật lâu lời nói, kia nam tử thanh âm mặc dù nghe được hết sức rõ ràng, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng. Quay đầu nhìn lại, khúc kính thông u, sau lưng không ít cảnh vật đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Trên thực tế, bọn hắn đã hãm thân tại mê huyễn đại trận bên trong. Phải nói, Tây Nhung giáo cái này mê huyễn đại trận, rất có độc đáo bí mật, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm dạng này một cùng một trận pháp đại sư cùng Thiên Diệu tiên tử dạng này huyễn thuật cao thủ, cũng không thể ngay lập tức phát giác, muốn cùng hãm thân trong đó mới có thể kịp phản ứng. Tự nhiên, cùng nơi đây không gian chi lực cũng có được mật thiết liên quan. Thường thường có không gian chi lực trộn lẫn trong đó huyễn trận, uy lực càng thêm cường đại, cũng càng thêm khó mà phân biệt. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt đám người thần sắc, nhìn qua lại tương đối buông lỏng, không phải ra vẻ nhẹ nhõm, mà là thật nhẹ nhàng thở ra. Như là Âu Dương Minh Nguyệt lời nói, nơi đây cố nhiên là Tây Nhung giáo tổng đàn, lại muốn bày ra mê huyễn đại trận đến đối phó bọn hắn, có thể thấy được tổng đàn thực lực, cũng không như trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Đa số cao giai nhung vu, đều đã bị phái đi ra thống mang đại quân, khắp thế giới bao vây chặn đánh kẻ ngoại lai, lại có thể nào nghĩ tới những thứ này kẻ ngoại lai vậy mà to gan lớn mật, một lần nữa lại giết về tổng đàn đến. Tại Tây Nhung giáo cao giai nhung vu tất tập trước đó, bọn hắn hay là có nhất định hy vọng phá vây mà đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tây Nhung giáo tổng đàn không có Ngộ Linh Kỳ lão tổ tọa chấn. Bất quá việc này, thật là nói không chính xác. Chương 1249, Mê Huyễn Đại Trận. Tiêu Phàm không nói hai lời, ống tay áo lắc một cái, một đầu lông xù mèo đen bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một tên cao gầy đầy đặn áo đen mỹ thiếu nữ, đứng tại Tiêu Phàm bên người. Chính là Hắc Lân, thời khắc này Hắc Lân, công lực lớn tiến vào,
khó khăn lắm đã đạt đến tại hóa hình sơ kỳ đại thành cảnh giới. Khoảng thời gian này, các loại linh đan diệu dược liền không có từng đứt đoạn, Tiêu Phàm tìm kiếm nghĩ cách lấy được cao giai yêu thú nội đan, đa số đều thành hắc lân trong bụng thức ăn ngon. Có cái này rất nhiều vật đại bổ, hắc lân tiến bộ thần tốc cũng liền hợp tình hợp lý. Trước mắt hắc y thiếu nữ, dáng người đầy đặn, làn da trắng nón, xinh đẹp như hoa, trừ tai nhọn nhọn, còn lưu lại một chút xíu nhung mao bên ngoài, cùng nhân loại mỹ thiếu nữ không có nửa phần khác biệt, lại kiều lại khờ, xinh đẹp vô song. Lần đầu nhìn thấy hắc lân Âu Dương Minh Nguyệt đái thành long bọn người không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Lần này tầm bảo đoàn, Tiêu Phàm tu là thấp nhất, nhưng tùy thân mang theo các loại kỳ quái, đồ vật thật đúng là không phải số ít. Một đầu 10 cấp yêu thú linh sủng, cố nhiên cũng không khiến cái này ngưu nhân cỡ nào để vào mắt, nhưng linh thú có một chút đặc thù thiên phú, lại cũng không phải là loài người tu sĩ có thể chịu được so sánh. Tiêu Phàm giờ phút này bỗng nhiên đem hắc lân triệu hoán đi ra, khẳng định có lý do. Hắc lân không kịp cùng Tiêu Phàm thân cận, cong lên đỏ chói bờ môi, ngập nước mắt to nháy mắt chừng phải tròn căng, bốn phía quét qua, chậc chậc lưỡi, nói cái này huyễn trận có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, cái kia nhu hòa giọng nam cười nói, kia là tự nhiên, nghĩ không ra một đầu nho nhỏ yêu thú, còn có chút kiến thức. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ai là yêu thú? Ngươi mới là yêu thú, cả nhà ngươi đều là yêu thú. Một lời chưa tất, hắc lân liền là giận tím mặt, chu cái miệng nhỏ, chửi ầm lên. Cùng lúc đó, đưa tay phải ra xanh thẳm hai ngón tay. Cũng chỉ như kích, tại mình trơn bóng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái, một viên đen nhánh mắt dọc, bỗng nhiên tại trán của nàng chính giữa nổi lên. Bất quá viên này mắt dọc rất không rõ rệt, chỉ là có chút tương tự mà thôi. Nhưng cái này cũng đã đầy đủ. Sau một khắc, một đạo đen nhánh quang mang, từ viên này dựng thẳng trong mắt bắn thẳng đến mà ra, hướng về mặt đông bắc một chỗ vách tường mãnh bắn xuyên qua. A! À. Cái kia nhu hòa giọng nam phát ra kinh ngạc nhẹ kêu thanh âm. Thật mắt chi quang, đái thành long cũng kinh hô một tiếng. Thật mắt chi quang là quỷ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân bản mệnh thần thông, đái thành long là có thánh linh huyết mạch nửa nhân tu sĩ, đối các loại thánh linh hiểu rõ, xa tại nhân loại tầm thường tu sĩ phía trên, tự nhiên một chút liền đem cái này thần thông nhận ra được. Xuy, chỗ kia vách tường bị thật mắt chi quang nháy mắt xé rách, sương mù lan tràn. Bên trong loáng thoáng có một đạo thân mặc áo bào trắng thân ảnh. Thật mắt chi quang quả nhiên không thể coi thường, chỉ một kích liền xé mở huyễn trận. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Phàm nhấc tay một dương, một cái kim sắc như ý bảo tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên. Nháy mắt hóa thành lớn gần trượng nhỏ, toàn thân ngân sắc hồ quang điện lượn lờ, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, mảy may cũng không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Luyện hóa lôi thú cùng mậu thổ thần lôi về sau. Tại lôi điện chi lực bên trên, Tiêu Phàm đã trực tiếp đột phá đến cuối cùng tiêu chuẩn. Mặc dù chỉnh thể cảnh giới còn dừng lại tại trung kỳ, chỉ riêng lôi điện chi lực cùng luyện thể chi thuật, cũng đã cùng hậu kỳ đại tu sĩ tương xứng. Loại này đặc thù tình hình, tại Tiêu Phàm trên thân cũng không phải là lần đầu xuất hiện. Giống như hắn mỗi lần tiến giai, cơ hồ đều cần trải qua dạng này, chương trình. Có lẽ, cái này cùng trong cơ thể hắn linh căn quá nhiều có quan hệ. Chân chính cảnh giới tăng lên. Lại tất nhiên là hạo nhiên chính khí nâng cao một bước. Vì như thế, hắn mới có thể tính là chân chính tiến giai. Bất quá giờ phút này, Tiêu Phàm cần liền là hậu kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu. Hắn cùng Hắc Lân ở giữa đã sớm tâm ý tương thông, căn bản không cần mở miệng, Tiêu Phàm liền biết Hắc Lân muốn tới đâu công kích, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Huyễn trận bị thật mắt chi quang xé ra nứt, lôi quang bảo tháp lập tức tế ra, song phương phối hợp kỳ diệu tới đỉnh cao. Phích lịch một tiếng. Một đạo thô to lôi trụ, hướng về trong sương mù người áo bào trắng ảnh đánh mạnh mà hạ. Người kia hiển nhiên chưa từng ngờ tới, Tiêu Phàm công kích đến mức như thế mau lẹ, cơ hồ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị thô to lôi hồ bổ vừa vặn. Tại mãnh liệt như vậy lôi điện oanh kích phía dưới, dù coi như là chuyên tu thần thông sấm sét Âu Dương Minh Nguyệt cùng Huệ Thiên Hào, đều ngăn cản không nổi, lại càng không cần phải nói trời sinh liền bị thần thông sấm sét khắc chế mấy phần vu linh truyền nhân. Tiếng sét đánh bên trong, hồ quang điện phía dưới, kia thân mặc áo bào trắng bóng người cơ hồ là lập tức liền nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ. Ngay sau đó, tê tê, tiếng nổ lớn, nồng vụ cuồn cuộn, đem thật mắt chi quang xé rách lỗ hổng kết hợp lại, đảo mắt liền biến thành một cái mơ hồ lầu cát, tại nồng đậm trong sương mù trắng như ẩn như hiện. Tiêu Phàm nhấc tay đem lôi quang tháp thu hồi lại, nhờ trong tay, hai mắt tinh quang nhấp nháy, hoàn toàn không có đắc thủ sau ý mừng rỡ. Hắc hắc, thật ác độc đoạn. Không nghĩ tới mấy vị đạo hữu bên trong, ngược lại là ngươi xuất thủ trước nhất, xem ra bản tọa thật đúng là có chút xem thường ngươi.
Chốc lát, kia nhu hòa giọng nam lại vang lên, trong giọng nói, đã không có phẫn uất cũng không có đau đớn, tựa hồ vừa mới tiêu phàm kia một đòn sấm vang chớp giật, vậy mà không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây cũng nằm trong dự liệu, nơi đây nếu là Tây Nhung giáo tổng đàn, người này nhất định không phải hạng người tầm thường, tiêu phàm tiện tay một kích nếu là có thể làm bị thương hắn, ngược lại không hợp với lẽ thường. Ngươi là thật không nên xem thường hắn, ngoài dự liệu, nói câu nói này vậy mà là Âu Dương Minh Nguyệt. Đã từng có rất nhiều người đều xem thường qua hắn, nhưng những người này đều không ngoại lệ, hạ chàng đều rất khó nhìn. Các hạ nhưng không phải trở thành kế tiếp, Huệ Thiên Hào Đái Thành Long đều giật mình nhìn qua Âu Dương Minh Nguyệt, tựa hồ tuyệt nghĩ không ra, như vậy mà xuất từ Âu Dương Minh Nguyệt miệng. Đây là cái kia cao cao tại thượng, ngạo khí phi phàm đại trưởng lão A. Lúc nào, Âu Dương đại trưởng lão sẽ trước mặt người khác như thế tôn sùng một tên hậu bối tu sĩ. Lại càng không cần phải nói, tên tu sĩ này hay là vô cực truyền nhân, còn đã từng giết nàng chất nhi. Âu Dương Minh Nguyệt đối Huệ Thiên Hào cùng Đái Thành Long giật mình không thèm để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh, sắc mặt càng bình tĩnh, phảng phất chính là tại tự thuật một sự thật thôi. Thật sao, như thế nói đến, bản tọa thật đúng là phải cẩn thận để ý. Mấy vị đạo hữu không ngại thông báo một chút tên họ, nói rõ một chút ý đồ đến. Có lẽ chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có dàn xếp chỗ trống. Vị này cũng thật sự là tốt hàm dưỡng, vậy mà Hào không tức giận. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, rất chân thành nói, đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua, nguyên bản đối quý giáo, đối toàn bộ thiên ma đạo đều cũng vô ác ý. Nếu như đạo hữu thật có thể dàn xếp lời nói, thiếp thân bọn người cảm kích khôn cùng. Cái kia nam vừa nói, nếu như đạo hữu bọn người không có giết ta giáo bạn, bản tọa là tuyệt đối thông suốt tan, vô duyên vô cớ, chúng ta Tây Nhung giáo cũng không nguyện ý bốn phía gây thù hằn. Nhưng dưới mắt, các vị đạo hữu muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi, lại là không được. Tại hạ mặc dù trong giáo đại hộ pháp, lại cũng cần cho cái khác giáo hữu một cái công đạo. Chấm ngoặc kép, người này ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa, nghe vào 10 điểm chân thành, tựa hồ chắc chắn tại nghiêm túc cân nhắc tha bọn họ một lần khả năng. Như vậy đi, 5 vị đạo hữu nếu như chịu lưu lại 2 vị, 3 người khác, liền có thể lập tức rời đi. Cũng coi là tại hạ cho giáo hữu nhóm một cái công đạo. Trừ vị này có linh sủng tiểu hữu nhất định phải lưu lại bên ngoài, mặt khác còn để lại ai, mời các đạo hữu tự quyết, tại hạ cũng không can thiệp. Như thế nào, chốc lát, đại hộ pháp trầm ngâm nói, ngữ khí càng thêm thành khẩn. Mỗi người đều cười, bao quát tiêu phàm đều đang cười. Đại trưởng lão, giết hắn, hắn đang trì hoãn thời gian. Huệ Thiên Hào ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, lập tức hung tợn quát, cổ tay khẽ đảo, một thanh vàng óng ánh lôi chùy nổi lên, giơ lên cao cao. Từng đạo kim sắc lôi hồ, trong hư không hiển hiện, hướng về lôi trùy tụ đến, một cỗ chí dương khí tức đột nhiên tràn ra, cùng tiêu phàm lôi quang tháp phóng xạ ra đến ngân sắc lôi điện, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này, Hắc Lân cũng động, nguyên bản bắt đầu híp mắt 2 mắt, bỗng nhiên trừng tròn xoe, dưới chân độn quang cùng một chỗ, trong chớp nhoáng phía bên trái chớp nhoáng mà đi. Đứng tại nàng bên cạnh thân không xa Thiên Diệu tiên tử hét lên một tiếng, tiêm tiêm tố thủ một trường đánh ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ. Một cỗ mù sương hàn khí phun ra ngoài. Ngay tại Hắc Lân vừa mới đứng thẳng địa phương, nguyên bản không có vật gì chỗ, đột nhiên hiện ra một đầu tinh xảo rắn độc, cái này con rắn độc dài không quá 4 thước, cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, duỗi ra thật dài lưỡi rắn, mở ra miệng rộng, tựa hồ đang chuẩn bị nhắm người mà phệ, lại toàn thân khoác đầy xương lạnh, nháy mắt bị đông cứng thành một đầu thật dài băng côn. Không hề nghi ngờ, cái này là đối phương muốn đánh lén Hắc Lân. Mặc dù Hắc Lân chỉ là một đầu hóa hình sơ kỳ linh sủng, nhưng thật mắt chi quang bản mệnh thần thông, lại là đối phó huyễn trận lợi khí. Núp trong bóng tối địch nhân lấy trước nàng khai đao, chính là chính xác nhất sách lược. Dám đánh lén ta, Hắc Lân giận tím mặt, thân thể mềm mại lắc một cái, vô số hắc mang nổi lên, hóa thành đếm không hết màu đen phi châm, mật như mưa rào hướng bị xương lạnh đông cứng trong suốt rắn độc kích bắn đi. Xuy xuy, tiếng xé gió bên trong, xen lẫn thanh thúy khối băng vỡ vụn thanh âm. Bị xương lạnh đông cứng rắn độc, không có chút nào kháng cự chi năng, lập tức liền từng mảnh vỡ vụn ra, huyết nhục cùng khối băng rớt xuống đất. Bất quá, ngoài dự liệu chính là, khối băng vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, liền là hòa tan ra, trong suốt rắn độc huyết nhục đảo mắt hóa thành huyết thủy, rót vào tới lòng đất không thấy bóng dáng. Độc này rắn tựa hồ là bất tử thân, ma ngẫu, tiêu phàm thấp giọng quát nói. Cái này con rắn độc mặc dù tinh xảo, chỉ có dài 4 thước ngắn, khí tức trên thân. Lại cho thấy nó thật sự là một bộ ma ngẫu. Ma ngẫu đặc điểm lớn nhất một trong chính là có được gần như bất tử thân,
duy chỉ có giết chết ma ngẫu thể nội hồn phách mới là nhất triệt để diệt sát chi pháp. Nếu không, liền muốn lấy lôi đình thủ đoạn, một ra tay liền đem ma ngẫu đánh chúng vỡ nát, sau đó triệt để thanh trừ sạch sẽ, để nó mãi mãi cũng không có phục sinh cơ hội. Các hạ dù sao cũng là tai to mặt lớn đại nhân vật, lại lấy loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó một con linh sủng, thật khiến cho người ta khinh thường. Âu Dương Minh Nguyệt lãnh đạm nói, song mi có chút nhào. Cùng loại tiểu nhân này có cái gì tốt lý luận, giết hắn lại nói. Lôi chùy phía trên, sớm đã che kín chí dương lôi điện, chiếu rọi phải bốn phía một mảnh kim quang sáng sủa, cực kỳ mỹ lệ. Huệ Thiên Hào một tiếng quát lớn, lôi chùy bên trên lượn lờ hạo nhật thần lôi, trực tiếp hướng đại hộ pháp lên tiếng vị trí mãnh vỗ tới, khí thế hùng hổ. Chương 1250, Giáo Tôn. Nhưng mà, như thế uy mãnh chí dương lôi điện, lại đánh vào không trung, lấp lánh sau một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tòa này mê huyễn đại trận, nhìn qua phạm vi bao phủ cũng không thế nào rộng rãi, kỳ thực thâm bất khả chắc, dù coi như là đại tu sĩ thả ra đến dương thần lôi, cũng vô pháp xé rách huyễn trận mảy may. Đông Phương vì cát, Tiêu Phàm, lấy ngươi linh sủng vì mở đường tiên phong, chúng ta hợp lực hướng Đông Phương đánh tới. Ngươi chuyên ti bảo hộ linh sủng an toàn, những chuyện khác, giao cho chúng ta. Lúc này, đoàn người trong lỗ tai truyền đến Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng truyền âm thanh âm. Đối đây, tất cả mọi người không có dị nghị. Mặc dù 10 điểm vội vàng, Tiêu Phàm vừa rồi cũng chiếm một quẻ tượng cùng Âu Dương Minh Nguyệt đạt được chỉ dẫn đồng dạng, Đông Phương vì cát. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một tầng nhìn qua đen thẫm, thực tế lại lóng lánh điểm điểm hào quang màu bạc cận thân nước trừ nổi lên, chính là lấy ly ra thuồng luồng cách cùng Hắc Phương con nhện tia chế tạo vảy rồng giáp nội giáp. Cái này nội giáp quang mang lấp lánh ở giữa, liền choàng tại Hắc Lân trên thân, lập tức đem Hắc Lân nguyên bản liền cực kỳ đầy đặn thân thể mềm mại càng thêm tôn lên có lồi có lõm. Còn không có cùng Hắc Lân lấy lại tinh thần, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, vảy rồng giáp xoay tròn lấy bọc tại nội giáp phía trên, đem Hắc Lân chăm chú bao vây lại. Hắc Lân gương mặt tròn trịa tự uy mãnh trong mũ giáp lộ ra gần một nửa đến, mái tóc đen dài tại thanh kim sắc dưới mũ giáp khinh vũ bay dương, tức khắc trở nên tư thế hiên ngang, tựa như nữ chiến thần, có một phong vị khác. Mặc dù Tiêu Phàm đối Hắc Lân vẫn luôn rất tự tin, nhưng bây giờ xâm nhập Tây Nhung giáo tổng đàn, bốn phía đều là trong nguyên anh hậu kỳ cường đại Nhung Vu, Tiêu Phàm không dám có chút chủ quan. Hắc Lân là phá trận chủ lực, Nhung Vu khẳng định sẽ coi nàng là thành thứ nhất ưu trước mục tiêu công kích. Nghĩ muốn xông ra cái này huyễn trận, Hắc Lân an toàn nhất định phải đặt ở vị thứ nhất. Nhìn một chút trên thân cường đại vảy rồng giáp, Hắc Lân hướng về Tiêu Phàm nở nụ cười xinh đẹp. Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt Hắc Lân đen nhánh tóc đen, thấp giọng nói, đừng sợ, ta sẽ thời khắc tại bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân vỉnh lên cái mũi nhỏ đầu, mặt mũi tràn đầy đều là bị sủng ái hạnh phúc, mảy may cũng không đem cái này trùng điệp nguy cơ để vào mắt. Hắc hắc, đã mấy vị đạo hữu không nguyện ý tiếp nhận tại hạ hảo ý, vậy tại hạ cũng vô pháp khả thi, chỉ có thể đưa ngươi nhóm đều lưu lại. Thấy Tiêu Phàm động tác này, đại hộ pháp nơi nào còn đoán không được bọn hắn đang có ý đồ gì. Thật sao, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói. Đạo hữu coi là, dựa vào tiểu gia hỏa này một điểm thiên phú thần thông, liền thật có thể xông phá chúng ta Tây Nhung giáo mê huyễn đại trận. Không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Chấm ngoặc kép, bất kể có phải hay không là đơn giản, dù sao cũng phải thử qua mới biết được. Tiêu Phàm, bắt đầu. Âu Dương Minh Nguyệt nói, tố thủ vừa nhấc, một đạo tinh xảo kim sắc lôi điện nổi lên, lượn lờ tại nàng thật dài trên ngón trỏ. Nhanh chóng biến ảo khác biệt hình dạng, rất là mỹ lệ. Hắc Lân khẽ cười một tiếng, lần nữa duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ ép trán của mình, viên kia ẩn nấp mắt dọc, dần dần nổi lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm khoát tay, lôi quang tháp quay tròn, nhất chuyển, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, treo tại Hắc Lân trên không. Từng đạo ngân sắc lôi hồ tạo thành một chương to lớn lôi võng, chút xuống. Đem hắn cùng Hắc Lân đều bao phủ nó hạ, nhưng vào lúc này, kít rít lên một tiếng. Hắc Lân trước ngực trượng hứa chi ngoại, đầu kia gần như trong suốt dài bốn thước tiểu xà. Lại hiện thân ra, bị lôi điện bổ vừa vặn. Tiêu Phàm vốn chỉ là dự vì đó chỗ, nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa vặn đụng tới đầu này ý đồ lần nữa đánh lén Hắc Lân xà ma ngẫu. Lần này, Tiêu Phàm cũng không tha cho nó lại toàn thân trở ra, không cần suy nghĩ, năm ngón tay xòe ra, một thanh bắt tới. Tiểu bối, muốn chết à? Hư giữa không trung, vang lên âm trầm hừ lạnh thanh âm. Cũng là giọng nam, chỉ bất quá so sánh với đại hộ pháp thanh âm nhu hòa, muốn âm hàn được nhiều.
đầu kia bị lôi điện bổ vừa vặn xà ma ngẫu một đoạn cái đuôi sớm đã trở nên cháy đen như than, lại giống như chưa tỉnh, mắt thấy Tiêu Phàm đưa tay bắt tới, không tránh không né, bỗng nhiên giơ lên cổ, suy suy, phun lưỡi rắn, hướng Tiêu Phàm bàn tay cắn. Cơ hồ là cùng một thời gian, Tiêu Phàm một phát bắt được xà ma ngẫu bảy tấc, mà xà ma ngẫu sắc nhọn hai cái nanh, cũng không khách khí chút nào trùng điệp cắn lấy Tiêu Phàm trên cổ tay. Chỉ thấy Tiêu Phàm trên cổ tay một tầng nhạt hào quang màu xanh lam bỗng nhiên lấp lánh, nguyên bản khí thế hùng hổ xà ma ngẫu liền giống như là trong phim ảnh pha quay chậm, một chút xíu bắt đầu biến đen, đầu tiên là răng nanh, sau đó là đầu rắn, sau đó là bảy tấc, lại sau đó là toàn bộ thân hình, một chút xíu biến đen về sau, lập tức hóa thành cho tàn. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã sớm đem tinh viêm chi lực vận dụng đến cực hạn. Tinh viêm chi lực cũng là Tiêu Phàm nghiên cứu nhiều nhất công pháp, dưới khổ công không ít, sớm đã tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ là một con rắn ma ngẫu, coi như luyện chế phải lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi như thế cực hạn nhiệt độ cao, tại tinh viêm chi lực dưới, bị thiêu đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có một điểm cho tàn, chiếu xuống địa. Tiểu bối, ngươi dám, kia âm trầm thanh âm lập tức bạo giận lên. Con rắn này ma ngẫu cấp bậc mặc dù không phải cực cao, lại rất có đặc sắc, thân thể gần như trong suốt, ẩn chứa thiên hạ kịch độc, tại trong lúc kích chiến, thường thường có thể hại người ở vô hình. Dĩ vãng nhiều lần tranh đấu, con rắn này ma ngẫu đều lập xuống chiến công hiển hách, không nghĩ lại ở đây, bị một cái chỉ là nguyên anh trung kỳ ngoại lai tu sĩ, vừa ra tay liền diệt sát đi. Giáo tôn, tiểu bối này tu vi tuy thấp, lại có chút khó giải quyết, không thể khinh thường. Nhu cùng thanh âm đại hộ pháp vội vàng nói. Hừ, ta nhìn tiểu bối này thần niệm chi lực có chút cường đại, bắt lấy hắn, ngược lại là luyện chế ma ngẫu tuyệt hảo thần hồn. Đến lúc đó bản giáo tôn lại từ từ bào chế hắn. Giáo tôn nổi giận đùng đùng quát, lão quái vật, người đi chết đi. Hắc Lân nghe vậy giận dữ, quát một tiếng, trên trán mắt dọc quang mang lóe lên, một đạo xa so vừa rồi càng to lớn hơn đen nhánh cột sáng, hướng chính đông phương hướng kích bắn đi. Nơi đó nhìn qua trừ lăn lộn nồng vụ, giống tuếch, cái gì cũng không có. Âu Dương Minh Nguyệt thấy thế, lại không chút do dự giơ tay hướng phía trước một chỉ thấy một đạo tinh xảo kim sắc phích lịch, cùng đen nhánh thật mắt chi quang làm bạn cùng một chỗ, hướng rỗng tuyết chính đông phương bổ tới. Nhìn như tinh xảo kim sắc hồ quang điện, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành lớn bằng cánh tay, uy mãnh vô luân. Huệ Thiên Hào, Đái Thành Long cùng Thiên Diệu Tiên Tử cũng đồng thời xuất thủ, đồng loạt hướng cùng một cái phương hướng tấn công mạnh mà trước. Nháy mắt, đông phương nồng vụ cuồn cuộn. Điện tránh lôi minh, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy kia đậm đặc sương mù, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, uốn lượn hướng về phía trước. Ngay sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt bọn người thả ra pháp thuật, đem tiểu hai bên đường điểm điểm tàn sương mù quét dọn không còn, mở ra một đầu an toàn thông nói tới. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt nói một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, cấp tốc hướng na đầu bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ bay đi. Những người khác càng là theo sát ở phía sau. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Hắc Lân thật mắt chi quang cố nhiên là đối phó huyễn trận lợi khí, nhưng cấp bậc cuối cùng vẫn là có khiếm khuyết, thật mắt chi quang chỉ là hơi có ra mau, uy lực không đủ để triệt để xé mở khổng lồ như vậy huyễn trận, chỉ cần động tác hơi chậm, vừa mới xé rách huyễn trận một góc, lập tức lại sẽ khôi phục như lúc ban đầu, một phen công phu không khỏi tất cả đều uổng phí. Một đoàn người hành động cực kỳ nhanh nhẹn, thoáng qua ngay tại bàn đá xanh trên đường nhỏ phi độn ra hơn trăm trượng xa, lại chỉ thấy dõi mắt chỗ đến, đầu kia bàn đá xanh đường nhỏ lại là uốn lượn khúc chiết, tựa hồ mãi mãi cũng không có cuối cùng. Hắc hắc, dựa vào cái này tiểu tiểu yêu thú điêu trùng tiểu kỹ, liền nghĩ xông ra ta mê huyễn đại trận, quả nhiên là mơ mộng hão huyền. Coi là cái này tiểu tiểu yêu thú, thật là quỳ thủy mặc kỳ lân không thành. Giáo tôn tiếng cười lạnh lập tức lại vang lên, chợt đông chợt tây, biết bao phiêu miểu. Các hạ nếu là một phái chi tôn, vì sao muốn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn? Gì không hiện thân ra, một quyết thắng thua. Đái Thành Long cao giọng nói. Hừ, cái gì gọi là hạ lưu thủ đoạn? Tại tu chân giới, cho tới bây giờ đều chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại, không có cái gì cao thượng cùng hèn hạ khu phân. Mà lại các ngươi một chút kẻ ngoại lai, tại Tây Nhung trên thảo nguyên giết chúng ta nhân giáo chúng, chẳng lẽ chính là quang minh lỗi lạc rồi? Cũng thua thiệt được các ngươi những này cái gọi là tu sĩ chính đạo. Mới có như vậy ra mặt dày. Nói cho các người biết, nếu muốn mạng sống, cũng rất đơn giản, ngoan ngoãn đầu hàng, buông ra thần thức biển, để ta gieo xuống thần hồn cấm chế, từ nay về sau, nghe ta khu trì, kia mới có thể sống sót. Nếu không, các ngươi liền đợi đến bị luyện thành ma ngẫu tốt.
Giáo tôn thanh âm, cường ngạnh mà lãnh khốc, thả mẹ ngươi thối cẩu thí. Huệ Thiên Hào giận dữ, quát, từ khi tiến giai đại tu sĩ về sau, nhiều năm như vậy, chưa từng có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, đối với hắn cũng còn khách khí. Cái này Tây Nhung giáo giáo tôn, mặc dù không biết cụ thể tu vi, từ cảm ứng được khí tức đến xem, cũng không phải là Ngộ Linh Kỳ lão tổ, lại dám như thế khẩu suất cuồng ngôn. Lão già, có gan liền ra, cùng lão tử đại chiến 300 hiệp. Huệ Thiên Hào gầm thét như sấm. Kỳ thật hắn chân thực tính cách, cũng không phải là táo bạo như vậy, lúc này, đương nhiên phải nghĩ cách chọc giận cái này Tây Nhung giáo giáo tôn, để hắn tử huyễn trong trận hiện thân mà ra. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần có thể chế trụ hắn, tình thế lập tức đảo ngược. Nếu không, thời gian dài vây ở mê huyễn đại trận bên trong, đối phương đồ tử đồ tôn càng tụ càng nhiều, coi như không bị diệt sát, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Nhất định phải nghĩ biện pháp, đánh nhanh thắng nhanh, tiểu bối. Đã ngươi muốn chết như vậy, lão phù đợi chút nữa liền cái thứ nhất thành toàn ngươi. Giáo tôn cũng giận uống, nhìn ra được, vị này giáo tôn tính tình cũng không có chút nào bình thản. Hai người tranh cãi thời điểm, Tiêu Phàm lại tại lôi quang tháp trùng điệp dưới hộ vệ, đưa tay chống đỡ tại Hắc Lân phần gáy đại truy trên huyệt, hùng hậu hạo nhiên chính khí, liên tục không ngừng rót vào Hắc Lân thể nội. Nguyên bản bởi vì trong thời gian ngắn hai lần thi triển thật mắt chi quang mà sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Hắc Lân, lại dần dần trở nên hồng nhuận. Thật mắt chi quang nếu là trời sinh thánh linh bản mệnh thần thông, lấy nàng dưới mắt cảnh giới, toàn lực thi triển, tự nhiên cực kỳ hao phí chân nguyên. Cũng may có Tiêu Phàm ở bên, Hắc Lân dần dần khôi phục nguyên khí, hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn cao cao phồng lên, tay phải ngón giữa và ngón trỏ lại hướng trán của mình ở giữa điểm tới. Phá trận muốn nhất cổ tác khí, trì hoãn một lúc sau, đối phương đã sớm điều động đại trận đầu mối. Đem trận pháp thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1250.